Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 29. Ai, các vị xin lỗi, tha thứ Trác mỗ vô năng, không thể bảo vệ tốt mọi người, thế mà để cái kia kẻ xấu bắt đi một người, thực sự hổ thẹn. Trác Phàm thở sâu, ấp ủ một chút cảm xúc, xoay người lại, một mặt áy náy bộ dáng đi vào trước mặt mọi người, thở dài thở ngắn nói. Lệ Kinh Thiên cùng ở bên cạnh hắn, thì là da mặt khẽ run, không còn gì để nói. Trác quản gia vì Lạc gia ngày sau phát triển, lung lạc nhân tâm, liền ngày thường bạo tính khí đều thu liếm, cũng coi là man liều. Nếu không mà nói, vừa mới cái kia áo đen thống lĩnh, há có thể bắt một con tin, liền có thể uy hiếp đến vị này Trác quản gia, bỏ trốn mất dạng. Vân gia mọi người gặp này, thì là liên tục khom người nói tạ, cảm kích nói Trác quản gia cái này nói chỗ nào lời nói. Nếu không phải có ngài kịp thời xuất thủ, chúng ta Vân gia cái này một đám già trẻ, không biết là bực nào kết cục bi thảm, ngài lại có gì áy náy lý lẽ. Hẳn là chúng ta hướng ngài nói lời cảm tạ mới là. Chỉ là, để cho chúng ta vạn phần không hiểu là, chúng ta Vân gia luôn luôn thiện chí giúp người, sao sẽ đưa tới như thế tai nạn. Vân gia tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là không rõ ràng cho lắm dao động cái đầu. Trác Phàm trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại là một mặt cảm thán, thế đạo hiểm ác, người tuy không tội, mang ngọc có tội. Vân gia chính là kỳ môn dị tộc, như thế nào lại không nhận người ngấp nghé đâu. Huống hồ hiện tại đế đô rồng rắn lẫn lộn, đem Vân gia chằm chằm ở trong mắt, chỉ sợ không phải một nhà mà thôi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Vân gia mọi người suy nghĩ chốc lát, đều là rõ ràng hết thảy, bất đắc dĩ thở dài, bi thương lắc lắc đầu. Bọn họ đã nghĩ thông suốt, chính là bởi vì bọn họ đời đời tương truyền huyết mạch, mới sẽ đưa tới hôm nay tai họa. Thử hỏi thiên hạ muốn xưng vương xưng bá người, ai không muốn thấy rõ thiên cơ, ứng thiên mà đi đâu. Chỉ là cái này ngàn năm qua, bọn họ tại hoàng thất che chở cho, cũng là bình an vô sự. Nhưng là từ khi thế lực khắp nơi tề tụ đế cũng bắt đầu, bọn họ cũng liền bị thật sâu uy hiếp, liền gia chủ Vân Huyền Cơ đều bị sát hại, có thể thấy đối phương là đến cỡ nào tàn nhẫn cùng phách lối. Bọn họ tuy nhiên không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng cũng minh bạch, bọn họ đã người đang ở hiểm cảnh, có diệt tộc chi hỏa. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, cái này diệt tộc chi hỏa, căn bản là trước mặt bọn hắn cái này ân nhân cứu mạng, Trác quản gia cho bọn hắn mang đến. Vốn là, đối phương giết Vân Huyền Cơ, chỉ là bởi vì Vân Huyền Cơ vứt bỏ trước kia lập trường, vượt qua trung lập giới hạn, căn bản cùng toàn bộ Vân gia không quan hệ. Là Trác Phàm thừa cơ châm ngòi Vân gia khủng hoảng chi tâm, dụ dỗ lấy đem bọn hắn mang ra, nói là lánh nạn, thực cũng là lôi kéo. Vân gia đều là một số tâm địa chất phác người, chỗ nào có thể đoán được Trác Phàm cái này tính toán, sau đó biết hắn là Vân Huyền Cơ lúc còn sống tín nhiệm người, liền cũng tin hắn, đi theo hắn đảo vong. Nhưng là Vân gia là ai, đại tế ti chuyên môn sản xuất gia tộc, về sau toàn bộ đế quốc chính sách mệnh mạch, còn chỉ lấy bọn hắn đến chỉ dẫn phương hướng đây. Cứ như vậy bị Trác Phàm cho cướp chạy, con mẹ nó ai có thể đáp ứng a, đây không phải ăn cướp trắng trợn bọn họ bảo bối a. Cho nên, thuận lý thành chương, những người áo đen kia đuổi theo, bọn họ chỉ muốn đem Vân gia mang về mà thôi, không có cái gì ý hắn đồ. Thế nhưng là, đám hung thần ác sát này đến, ngược lại càng thêm gây nên Vân gia lòng mang sợ hãi, lại thêm Trác Phàm thừa cơ diệt bọn họ. Vân gia đối Lạc gia ỷ lại càng lớn hơn. Trong lòng Tà Tiếu không ngừng, Trác Phàm trên mặt lại là nghiêm túc dị thường, các vị, các ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta Lạc gia tại, lấy vốn quản gia cùng Vân Huyền Cơ đại nhân giao tình, nhất định bảo vệ ngươi nhóm an toàn đến Phong Lâm thành, ta lãnh địa nhà họ Lạc. Khi đó, các ngươi thì thật an toàn. Đa tạ Trác quản gia ân cứu mạng, đại ân đại đức, Vân gia thể không dám quên, nhất định tận tâm báo đáp. Mọi người cùng nhau khẽ khom người, bái tạ nói. Trác Phàm thì là khoát khoát tay, khóe miệng đều nhanh liệt đến cái ót, đâu có đâu có, các ngươi có thể tín nhiệm ta Lạc gia, tại ta lãnh địa nhà họ Lạc thường trú, chính là ta lớn nhất hy vọng, ha ha ha. Kết quả là, như thế như vậy, tại Trác Phàm thay đổi một cách vô tri vô giác huy bức lợi dụ dưới, Vân gia mọi người đối với hắn khăng khăng một mực, tựa hồ trong thiên hạ, chỉ có Lạc gia mới là thật tâm cứu bọn họ một dạng. Lại ai không biết, Trác Phàm là cái thứ nhất ngấp nghé bọn họ, cũng là cái thứ nhất dám hướng bọn họ xuất thủ,
theo hoàng thất trong miệng đoạt ra bọn họ người. Trở lại Trần An vài câu về sau, Trác Phàm móc ra một bình liễu thương đan dược, phân cho Lệ Kinh Thiên cùng Cửu Viêm Hải phu phụ, để bọn hắn vận công tu dưỡng, đại khái sau 3 canh giờ, ba người thương thế cũng cơ bản ổn định. Trác Phàm nhìn thấy, cũng không nóng nảy trở về, vẫn ở nơi này chăm sóc. Tối thiểu nhất, cũng muốn chờ bọn hắn thương thế hoàn hảo về sau, mới yên tâm rời đi. Trác quản gia, ngài vừa mới nói bọn họ là linh khôi. Đó là cái gì? Lúc này, Lệ Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc hỏi. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, một đám thật đáng buồn đáng thương người mà thôi, phàm là không đến tuyệt cảnh lời nói, là không người nào nguyện ý trở thành linh khôi. Nghe được lời này, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người, cũng là lông mày nhíu lại, nhìn về phía hắn, nghiêm túc nghe lấy. Các ngươi đều hẳn phải biết, tu giả chỉ có tu luyện tới hóa hư cảnh, mới có thể thần hồn hợp nhất, hồn du thiên ngoại. Cho dù thân thể bị hủy, cũng có thể đoạt xá trọng sinh đi. Khẽ gật đầu, ba người cùng nhau hẳn là. Có điều, nếu là chưa tới hóa hư cảnh, dĩ nhiên đã thân thể tử vong, lại khó dung nạp thần hồn đâu. Nhẹ nhàng liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm thản nhiên nói. Ba người giật mình, mi đầu sâu nhăn, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn là như thế, thần hồn lưu giữ tại thế gian ngày ngắn ngủi, nhiều lắm là trăm ngày, nhất định tiêu tán mà chết. Lệ Kinh Thiên bình tĩnh nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, thăm thẳm lên tiếng, lời nói là như vậy không tệ, bất quá ma đạo còn có một bí thuật, có thể cho không đến hóa hư cảnh cao thủ, hồn du thiên ngoại. Không cần thân thể, liền có thể hút thiên địa linh khí mà lưu giữ, đây chính là linh khôi. Trong mắt bất giác lóe qua một đạo tinh quang, ba người tất cả đều vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Tên như ý nghĩa, linh khôi, linh giới khôi lỗ. Đáng chết người, một khi chuyển luyện linh khôi, nguyên thần tu vi lại khó tinh tiến không nói, còn nửa người nửa quỷ, du rong chơi thế gian, so với cái xác không hồn cũng kém không nhiều. Cho nên nếu không phải có oán cừu nặng, đại khúc mắc người, thật sự là tình nguyện chết, cũng không muốn chuyển luyện linh khôi a, có hại tu giả thể diện. Mà lại, linh khôi vì bảo trì linh lực không diệt, mỗi tháng đều muốn hút số lượng nhất định nguyên thần, quả nhiên là một loại tà môn bí pháp. Cho nên bọn họ nếu là gặp phải ta người trong ma đạo, còn không có gì nói. Nhưng nếu gặp phải trong chính đạo, loại kia cực đoan biện hộ nhân sĩ lời nói, chỉ có thể cụp đuôi trốn. Dù sao loại này tà vật, giết một cái, cũng coi như bọn họ một phần công đức, đối bọn hắn tu luyện tâm cảnh cũng có chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Ba người nghe đến, bất giác nháy mắt mấy cái, không sai tại ngực. Nhưng là, Tuyết Thanh Kiến vẫn là kỳ quái nói, thế nhưng là không đúng, Trác quản gia. Người nói là có đại tâm nguyện chưa người, mới có thể chuyển luyện linh khôi, nhưng lần này chúng ta gặp phải mấy trăm. Thiên hạ. Không biết có nhiều người như vậy đều biết này bí pháp, trước khi chết cũng đều có khúc mắc a. Ha ha ha, đó là sản xuất hàng loạt, căn bản không phải tự nhiên mà sinh. Không khỏi mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, cười ta nói, xem ra đối phương cũng đang chuẩn bị bộ đội bí mật, cho nên ép buộc tu giả chuyển luyện linh khôi. Ở cái này chưa bao giờ đi ra hóa hư cảnh cao thủ thiên vũ bên trong, lại không có nhiều như vậy nhằm vào nguyên thần vũ khí. Nhiều như vậy linh khôi xác thực là rất khó đối phó. Bất quá may mắn, linh khôi luyện chế cũng rất khó khăn, không phải mỗi người đều có thể thành công. Hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt. Đúng, Lệ lão, người hẳn phải biết lão bàng cầm ma sát quyết huấn luyện đám kia tiểu quỷ sự tình a, so cái kia xác suất thành công còn thấp, ha ha ha. Bất giác sợ hãi cả kinh, Lệ Kinh Thiên khuôn mặt có chút động. Từ vừa tiến vào Lạc gia bắt đầu, Bàng thống lĩnh liền theo hắn tu luyện ma sát quyết, hai người tự nhiên cũng tương đối quen thuộc, những cái kia Lạc gia mới lên cấp thiếu niên hộ vệ sự tình, hắn càng là nhất thanh nhị sở. Cái kia tỷ lệ đào thải, thật sự là trong 100 người, có một người còn sống lưu lại cũng không tệ. Nếu là linh khôi tu luyện so cái kia tỷ lệ còn thấp, hôm nay Trác Phàm diệt hắn mấy trăm nhân mã, chẳng phải là thì tương đương với diệt hắn 100.000 đại quân sao? Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bờ môi có chút cảm thấy chát. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm nhìn không được cười lên, đạm mạc lên tiếng, cho nên nói, các ngươi không cần phải lo lắng,
giống như vậy người, đối phương còn sẽ có bao nhiêu? Ha ha ha! Thế nhưng là, Trác quản gia, ngài đối phó bọn hắn, đương nhiên thông thạo, chúng ta có thể bắt bọn hắn không có cách nào, ngài có thể được lại dạy hai tay a. Tuyết Thanh Kiến gặp Trác Phàm một mặt không quan tâm bộ dáng, không khỏi mềm mại mà nói. Còn lại hai người nghe đến, cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Có lẽ bọn họ cũng không phải là vì đối phó Linh Khôi, mà chính là hướng Trác Phàm chỗ này học được càng nhiều bí kỹ. Cùng Trác Phàm thời gian dài như vậy, bọn họ tự nhiên rõ ràng, Trác Phàm trong tay công pháp vũ kỹ tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ không chỉ là số lượng dự trữ, liền chất lượng cũng so toàn bộ Thiên Vũ tất cả gia tộc chung vào một chỗ cao hơn nhiều. Có thể được hắn chỉ điểm một hai, vậy thì thật là ba đời tu luyện tới, lớn lao phúc phận. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ những cao thủ này, cam tâm tình nguyện lưu tại Lạc Gia một trong những nguyên nhân. Riêng là Lệ Kinh Thiên dạng này võ si, thật sự là quá hy vọng thực lực đề cao. Bất quá, Trác Phàm ngày thường công vụ bề bộn, lại so sánh lười nhác, không tiếc đến dạy bọn họ. Bây giờ vừa vặn tìm được cơ hội, bọn họ lại làm sao có thể buông tha cái này rất tốt cơ hội tốt. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm lại là thờ ơ khoát khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại, Linh Khôi phân ba đẳng cấp, sơ cấp chỉ là linh thể hình thái, cùng phổ thông oan hồn không có gì khác nhau, các ngươi thần chiếu cao thủ, một cái ý niệm cũng có thể diệt, trung cấp Linh Khôi có thể bám vào tại đồ vật trên khải giáp, làm thành chính mình thân thể, có thể ngăn cản một số nguyên thần trùng kích, thì cùng lúc trước người áo đen kia một dạng. Các ngươi tuy nhiên không có khả năng một hơi diệt đi bọn họ, nhưng trọng thương bọn họ không có vấn đề. Mấu chốt là, giống cái kia hắc quỷ một dạng, đem Linh Khôi luyện đến cực hạn người, có hư có thực, nguyên thần cường độ so với các ngươi đều lợi hại, lại là lớn nhất khó có thể đối phó tồn tại, phải trả chư vũ kỹ mới được. Ba người vội vã gật đầu, một mặt chờ mong. Có điều, giống cái kia ra hỏa một dạng cao thủ, đoán chừng rất ít, chỉ sợ cũng hắn một cái. Vừa mới ta đã đả thương hắn, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện, các ngươi cũng có thể không cần phải lo lắng. Trác Phàm khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Ba người nghe xong, minh bạch Trác Phàm ý tứ, bất giác cùng nhau than thở, tiểu tử này vẫn là lười nhác dậy a. Tuyết Thanh Kiến lại là chu chu mỏ, đồng đưa Trác Phàm cánh tay, tế thanh tế khí làm nũng nói, Trác quản gia, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hai người bọn họ lão gia môn cũng không đáng kể, tỷ tỷ ta thân thể kiêu ngạo thịt mắc, vạn nhất gặp lại cái kia hung đồ, mặt mày hốc hác, tìm ai bồi đi. Muốn là ngươi cảm thấy hiện đang truyền thụ, sợ tiết lộ ngài bí kỹ, vậy tỷ tỷ buổi tối đi gõ ngươi cửa phòng. Trời tối người yên, ngươi muốn như thế nào giáo đồ được? Nhìn lấy Tuyết Thanh Kiến cái kia đỏ bừng khuôn mặt, Trác Phàm ra mặt mãnh liệt quất, lẩm bẩm nói, Tuyết tỷ, cao tuổi rồi, xin tự trọng, nam nhân của ngươi còn ở bên cạnh đâu. Hắc hắc hắc, Trác quản gia, đừng khách khí, đều là người một nhà, lão phu không ngại. Muốn là ngài cảm thấy chưa đủ, lão phu cũng nguyện ý đêm khuya đi gõ cửa phòng. Lão phu cũng không thành vấn đề, Cửu Viêm Hải nụ cười thô bỉ vừa mới triển lộ, Lệ Kinh Thiên cũng là không thèm đếm xỉa, vung cánh tay bàng, hét lớn lên tiếng. Nôn, kém chút liền năm trước bữa cơm đêm qua đều phun ra, Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, thở dài lên tiếng, được được, coi như ta sợ các ngươi, thì dạy các ngươi một chiêu. Đặc biệt nhằm vào nguyên thần huyền giai vũ kỹ, diệt thần chỉ đi. Hô! Một tòa non xanh nước biếc bên cạnh thác nước, một đạo khói đen đột nhiên thổi qua, chờ dừng lại, ngưng tụ thành thân hình về sau, lại chính là cái kia áo đen thống lĩnh. Bất quá bây giờ hắn, thân hình lại là có chút khom người, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ hết sức yếu ớt bộ dáng. Trên tay hắn còn kẹp lấy một tên 18-19 tuổi nam tử, lúc này đã triệt để ngất đi. Không có liếc hắn một cái kia áo đen thống lĩnh trực tiếp đi vào trước thác nước, một tay phốc một tiếng, thăm dò vào cái kia thoan thoan dòng nước bên trong, sau đó chỉ thấy cánh tay chuyển một cái, nhưng ngửi răng rắc một tiếng vang giòn, tựa hồ là chuyển động cái gì cơ quan giống như, cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước đúng là dần dần chậm xuống tới, đến sau cùng triệt để ngăn nước. Mà phía dưới một phương hồ nước, cũng là trung tâm xuất hiện một cơn lốc xoáy, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Liền đem một ao nước đều hút khô. Lộ ra ao nước phía dưới 10 mét chỗ, một cái dính đầy rêu cửa đá.
áo đen thống lĩnh kẹp lấy nam tử kia thẳng rơi xuống, lại là ở bên cạnh một cái lồi trên đá chuyển một cái, cửa đá kia liền ầm ầm mở một cái khe hở. Áo đen thống lĩnh thẳng đi vào về sau, cửa đá kia mới lại tự động đóng phía trên, 9 ngày thác nước lần nữa rơi xuống, rất nhanh liền đem cái ao nhỏ này đường, lại chứa đầy nước. Một đầu đen nhánh đường hẹp quanh co ở giữa, áo đen thống lĩnh đi lại tập tễnh đi về phía trước, trong tay hắn nam tử, tựa hồ hôn mê rất nặng, dù vậy sóc này, cũng không có một chút thanh tỉnh dấu hiệu. Không bao lâu, phía trước xuất hiện u ám ánh nến. Áo đen thống lĩnh hít sâu một hơi, dưới chân hơi hơi đình trệ một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng rất nhanh lại tăng tốc cước bộ, đi qua. Đây là một gian tối tăm mật thất, đại thể bất quá mười mấy bình, trừ một số hình cụ bày ở một bên ngoài, cũng chỉ có một chương vàng rực rèm vải, nhẹ nhàng dựng ở giữa, đem gian phòng kia một phân thành hai. Bịch! Áo đen thống lĩnh tùy ý đem nam tử kia ném trên mặt đất, sau đó hướng về kia rèm vải phương hướng, khom người quỳ xuống đất, thở dài, thuộc hạ làm việc bất lợi, cam bị trừng phạt. Thế nào, thất bại sao? Cái kia rèm vải sau vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm già nua, tựa hồ còn mang theo điểm ngạc nhiên, thật không nghĩ tới a, liền ngươi tự thân xuất mã, đều sẽ thất bại. Ai? Mi đầu hơi hơi run run, áo đen thống lĩnh im lặng không nói, cúi đầu thở dài. Bỗng nhiên, áo đen thống lĩnh chợt cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, dưới chân mềm nhún, đúng là nhất thời ngã xuống. Rèm vải sau người kia giật mình, nghi nói, thế nào, người thế mà còn thụ thương. Bạch! Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, không đợi rèm vải sau người kia đi ra, đã là dẫn đầu đi vào áo đen thống lĩnh trước người, xuất ra một viên thuốc, cho ăn đi lên. Đợi qua một trận, gặp hắn khí thức dần dần đều đều, mới thở dài một hơi, thả lỏng trong lòng, đầu đội mũ rộng vành thân thể chuyển hướng cái kia đạo rèm vải phương hướng nói, xin ngài yên tâm, tiền bối hắn không có trở ngại, chỉ là bị trọng thương mà thôi, cần một số thời gian tu dưỡng. Cái gì, trọng thương, người vậy mà lại bị trọng thương? Rèm vải hậu nhân tựa hồ hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là thật, cả kinh nói, người nào, là ai có dạng này năng lực, có thể trọng thương hiện tại ngươi. Coi như cái kia cổ tam thông, hẳn là cũng không có năng lực này đi. Xem vài hậu nhân tựa hồ 10 phần giải áo đen thống lĩnh năng lực, hư thực chuyển đổi, biến hóa khó lường. Hắn mặc dù không làm gì được cổ tam thông tiểu quái vật kia, nhưng cổ tam thông cậy mạnh cũng cần phải đối với hắn vô hiệu. Thế nhưng là rèm vài người làm sao cũng nghĩ không thông, liền cổ tam thông đều không làm gì được nhân vật. Toàn bộ thiên vũ còn có ai có thể làm gì đến hắn? Áo đen thống lĩnh trầm ngâm một chút, lại là thở dài lên tiếng, là Trác Phàm. Cái gì, hắn có khả năng như thế? Ha ha ha, nào chỉ là có, lão phu lần này tiến đến, quả thực cũng là đụng vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Không khỏi cười khổ một tiếng, áo đen thống lĩnh lắc lắc đầu nói, cái này tiểu gia hỏa, thật là không đơn giản a. Thủ đoạn phong phú không nói. Còn kiến thức uyên bác. Lão Phu tự cho là 500 năm trước bí thuật thất truyền, thiên vũ không người có thể biết Lão Phu chân thân, kết quả lại bị hắn liếc một chút khám phá, còn bị vô tận trêu đùa. Nếu không phải sau cùng Lão Phu bắt một tên người nhà họ Vân làm tấm mộc, chỉ sợ đầu này mạng già thì thật ném trong tay hắn. Áo đen thống lĩnh thở dài thở ngắn, bây giờ suy nghĩ một chút, trong mắt đều là vô tận e ngại. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dòng đuổi thiên vũ mấy trăm năm hắn, lại sẽ ở Trác Phàm cái này mau đầu tiểu tử trước mặt thất bại, thể diện mất hết, khí tiết tuổi già khó giữ được. Trác Phàm, thật sự là một cái so cổ tam thông còn muốn quái vật đáng sợ. Sau cùng, áo đen thống lĩnh một mặt thổn thức nói, cổ tam thông trừ một thân cậy mạnh, toàn thân cao thấp, không có một chỗ không phải nhược điểm. Nhưng Trác Phàm trừ cái kia thân thể không thấp hơn cổ tam thông cậy mạnh bên ngoài. Toàn thân cao thấp lại căn bản tìm không ra một chỗ nhược điểm tới. Dạng này đối thủ, lão phu cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải. Bên cạnh vịn hắn mũ rộng vành người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia rèm vải nói, tiền bối nói không giả, chưa từng gặp qua Trác Phàm xuất thủ trước, thật khó có thể tưởng tượng, hắn không ngờ trải qua mạnh tới mức này, khó chơi. Vô luận tiền bối như thế nào đối địch, đều bị hắn từng cái tiêu trừ, có thể xưng hoàn mỹ. Sau cùng không biết lại dùng bí thuật gì, đem tiền bối vây khốn, như muốn tiền bối tánh mạng. Lão phu tự biết không địch lại, không dám lên trước,
chỉ có thể theo bên cạnh quấy rối một phen. May mà tiền bối có thể trốn đến tìm đường sống, thực sự thật đáng mừng. Hả, nguyên lai là ngươi xuất thủ tương trợ, ta nói hắn làm sao lại phân tâm, có sơ hở, để cho ta chạy ra đây. Này ân này đức, lão phu sẽ trả hết. Áo đen thống lĩnh hướng mũ rộng vành người chỉnh trọng ôm quyền, mũ rộng vành người lại là cười nhẹ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thực hắn nói ra lời này, cũng là để hai người biết, hắn cũng là từng góp sức, từng có công, các ngươi biết liền tốt. Về sau có chỗ tốt, nghĩ đến điểm ta chính là. Đến tại cái gì ngày sau tương báo, hắn lại là không có nhiều như vậy chờ mong. Lẳng lặng mà ngồi tại rèm vải sau giữ im lặng, thật lâu, người kia mới mở miệng nói, người khác đâu. Áo đen thống lĩnh thần sắc tối sầm lại, thở dài nói, ai, đều chết. Là ngươi diệt khẩu. Không, là Trác Phàm. Ánh mắt khẽ híp một cái, áo đen thống lĩnh hung hăng cắn răng nói, người này thật sự là đủ hung ác, không nói hai lời, vậy mà một người sống cũng không lưu lại, ngược lại là thay lão phu bớt việc. Ha ha ha, hắn không phải thay ngươi bớt việc, hắn là tại nói cho chúng ta biết, hiện tại còn không muốn cùng chúng ta vạch mặt, để cho chúng ta cũng đừng đi tìm hắn để gây sự. Xem vài người khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hai người nghe xong, bất giác sững sờ, đều là không rõ ràng cho lắm, xem vài người liền tiếp tục nói, lấy Trác Phàm xảo trá, nếu thật muốn truy tra, lại có thể không lưu lại một người sống. Đã hắn hạ quyết tâm muốn toàn diệt lời nói, vậy chỉ có thể chứng minh, những người này với hắn mà nói căn bản vô dụng, trong lòng của hắn đã biết chúng ta là ai, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người giật mình, trong lòng lo sợ. Đúng vào lúc này, cái kia rèm vải bỗng nhiên kéo ra, hoàng đế thân mang vàng rực long bào từ bên trong chậm rãi đi ra, một đôi mắt rồng tinh quang phun trào, không chỉ là hắn, chắc hẳn đại tế ti sau khi chết, lấy ra Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường tâm kế, cũng chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta. Chỉ là mọi người còn duy trì thăng bằng, không muốn vạch mặt, để cho người khác mưu lợi bất chính mà thôi. Nếu không mà nói, hôm nay trên triều đình, luôn luôn thù địch đế vương môn cùng Trác Phàm, như thế nào lẫn nhau ủng hộ. Căn bản chính là sợ chấm, thừa cơ ăn bọn họ. Cái này Trác Phàm a, trước kia ngược lại là thật không nhìn ra, lòng dạ to lớn như thế, có thể duỗi có thể khuất, liền trước kia đối thủ đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, liên hợp cùng một chỗ, thật là một cái làm đại sự người. Hoàng đế không ngớt lời cười lạnh. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại là mang theo từng tia sát ý. Cái kia mũ rộng vành người đem mũ rộng vành cầm xuống, chính là hộ long thần vệ một trong Hắc Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Huy. Thật sâu nhìn hoàng đế liếc một chút, Tư Mã Huy thì thào lên tiếng, bệ hạ, bây giờ Trác Phàm muốn đem Vân Gia mang đi Phong Lâm Thành, cái này nên làm thế nào cho phải. Quỷ ảnh vệ đội thứ nhất đã toàn diệt, tiền bối hắn lại bị thương thật nặng, trong thời gian ngắn không thể động thủ. Lạc ra ba đại cao thủ, lại thêm Trác Phàm, không biết ai có thể cản đến phía dưới bọn họ. Đây chính là chấm chỗ phẫn nộ sự tình, hừ. Hung hăng hất lên ống tay áo, hoàng đế sắc mặt tái xanh, chấm thì không hiểu, Vân Huyền Cơ lão đầu kia cùng Lạc ra làm không kết giao, làm sao lại sẽ ném ngàn năm lập trường trung lập, cùng Trác Phàm đâu. Chấm tự nhận là, chấm sức chịu đựng đã đủ lớn. Coi như lão đầu kia trước kia cho Hoàng Phủ Thanh Thiên phê đế vương mệnh số, chấm cũng không trách hắn. Bởi vì chấm biết, đế vương mệnh số, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, chấm là chân chính chân long thiên tử, không sợ cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên đến khắc chấm. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà đem người đầu nhập vào Trác Phàm. Trác Phàm là ai? Hắn sau khi chết, chuyện thứ nhất là đem hắn tộc nhân theo chấm trong tay bắt cóc. Căn bản không nghĩ tới thay hắn xử lý hậu sự vì tư lợi người, dạng này người, hắn làm sao lại phó thác. Khụ khụ khụ. Hoàng đế nói còn chưa dứt lời, đã là kịch liệt ho khan. Tư Mã Huy vội vàng móc ra một khăn tay vuông, ở bên chăm sóc, nhưng là tại cái kia khăn tay rời đi hoàng đế bên miệng lúc, phía trên lại tràn đầy đỏ thẫm vết máu. Bệ hạ, ngài, Tư Mã Huy giật mình, vội la lên. Ánh mắt khẽ híp một cái. Hoàng đế chậm rãi khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, chấm nhất định có thể đem một tòa ổn định thiên vũ giang sơn, lưu cho hậu nhân. Thật sâu hít một hơi, hoàng đế lại bình tĩnh trở lại, nhìn về phía áo đen thống lĩnh nói, quỷ vương,
ngươi thân là tứ trụ một trong, là chấm tín nhiệm nhất, cũng là thế gian tối thần bí tồn tại. Bình thường là gặp qua ngươi người, hiện tại đại thể đều đã chết, Trác Phàm ngược lại là một ngoại lệ. Xem ra mệnh lý số lượng, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Tiểu tử kia đại khái là ngươi khắc tinh, ngươi về sau thiếu cùng hắn liên hệ đi. Thế nhưng là, bệ hạ, quỷ vương quính lên, một mặt không cam lòng. Hoàng đế lại là chậm rãi khoát khoát tay, thở dài, Trác Phàm người này âm hiểm xảo trá, thực lực lại mạnh không thể tưởng tượng, như là không thể để hắn trở thành loạn chiến bên trong bạo phong nhãn, trên bầu trời phía dưới lại có ai có thể bắt được hắn. Ai, hết thảy nhìn chậm bố trí đi. Trước kia chấm chỉ là muốn dưỡng chỉ hổ, cùng những hung thú kia cắn xé, vì chấm củng cố giang sơn. Nhưng người nào biết rõ lại dưỡng đầu rồng, một cái liền chấm đều khống chế không nổi long. Trác Phàm, ha ha ha, thật biến thành cổ tam thông cùng Gia Cát Trường Phong liên hợp thể, thành chấm họa lớn trong lòng. Hoàng đế thở dài một tiếng, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Quỷ vương cùng Tư Mã Huy thật sâu liếc hắn một cái, đều là bất đắc dĩ gật đầu. Trác Phàm thực lực, âm hiểm, để bọn hắn tất cả mọi người đều có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Dù sao, luận âm mưu quỷ kế, người ta là thiên vũ tam đại chí tinh cùng một cấp bậc, hội tùy tiện mắc lừa. Luận võ lực, người ta song quyền không dưới cổ tam thông, các loại kỳ môn dị thuật liền quỷ vương cái này không phải người không phải quỷ đều mắt trợn tròn, người còn thế nào đánh. Giống Trác Phàm dạng này đức chí thể phát triển toàn diện toàn tài, thật là làm cho hắn tất cả địch nhân, đều có một loại chó cắn con nhím cảm giác, không có chỗ xuống tay a. Trầm ngâm nửa ngày. Hoàng đế trên mặt một mực hiện ra vẻ u sầu, quay đầu nhìn một chút mặt đất cái kia hôn mê người nhà họ Vân, thì thào lên tiếng, đem con mắt còn lại lấy ra, nhìn hắn có thích hợp hay không. Vâng. Quỷ vương gật đầu một cái, liền đỡ người nọ dậy, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một khỏa đẫm máu nhãn cầu. Chính vào lúc này, người kia cũng vừa tốt chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến ba người trước mặt, bất giác giật mình, hét lớn, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Hừ, đương nhiên là cho ngươi một cái trở thành tân nhiệm đại tế ti cơ hội. Cười lạnh, quỷ vương hung hăng đè ép người thanh niên kia, tại cái kia một mặt kinh khủng trong ánh mắt, thân thủ khẽ chụp, liền đem hắn một con mắt trâu cứ thế mà đập đi ra. A, người kia gào lên thê thảm, đau đến nhe răng trợn mắt, lại là không thể động đậy mảy may. Quỷ vương thừa cơ cầm trong tay cái kia khỏa nhãn cầu cho hắn gắn đi, vận công thay hắn hợp lại. Bỗng nhiên cuồn cuộn máu tươi không còn chảy xuôi, cái kia con mắt cũng tại cái kia người trong hốc mắt dần dần dung hợp. Hoàng đế cùng Tư Mã Huy hai người gặp, đều là khẽ gật đầu. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn lộ ra vui mừng nụ cười, thanh niên kia lại phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết kêu thảm. Đón lấy, liền tại ba người run rẩy dưới ánh mắt, toàn thân co rút lên. Cái kia vừa mới cấy ghép đến trong mắt của hắn con ngươi. Cũng là đột nhiên hóa thành một khỏa đen nhánh quang cầu, tản mát ra vô tận hắc khí, đem hắn thân thể nhuộm dần. Chỉ là trong chốc lát, liền toàn bộ nhiễm lên màu đen, tiếp lấy phanh một tiếng, hóa thành cho bụi, liền người mang nhãn cầu toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, vẫn là bị cái kia thần nhãn phản phệ. Tựa hồ sớm đã dự liệu được là loại kết quả này, nhưng hoàng đế trên mặt vẫn còn có chút vẻ không cam lòng, mi đầu khẽ run, thật dài thở dài. Vân huyền cơ cái kia có thể phá thiên cơ thần đồng, bên cạnh người vô pháp cấy ghép, lọt vào phản vệ cũng liền thôi. Không nghĩ tới liền chính bọn hắn tộc nhân, cùng một huyết mạch, đều là như tình huống như vậy. Xem ra, tại huyết mạch giác tỉnh trước đó, coi như người nhà họ Vân cũng không thể thừa nhận cái này thần đồng phúc lợi a. Đạm mạc gật đầu, Tư Mã Huy cũng là thở dài lên tiếng, khuyên nhủ, bệ hạ an tâm một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu là cái này thần nhãn ai cũng có thể sử dụng, cái kia Vân gia ngàn năm qua như thế nào lại như thế bình thản. Chỉ sợ sớm đã lục đục với nhau, vì tranh giành thần nhãn, trở mặt thành thù. Hoàng đế suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói không sai, bất quá cứ như vậy, trong thiên hạ có thể khám phá thiên ý, cũng chỉ còn phía dưới thánh nữ Vân Sương. Thế nhưng là nàng hiện tại, lại là tại Lạc gia trên tay. Bệ hạ yên tâm, ngài là chân long thiên tử. Bất luận nhà đầu kia vẫn là người nhà họ Vân, sớm muộn hội lại trở lại ngài trong tay. Tư Mã Huy nhỏ khẽ khom người, trấn an nói. Hoàng đế trong mắt tinh quang phun trào,
phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì, khẽ vuốt râu, hơi hơi gật gật đầu, chỉ mong. Như thế. Một phương diện khác, Trác Phàm một bên chiếu khán Lệ Kinh Thiên bọn họ thương thế, một bên truyền thụ diệt thần chỉ vũ kỹ. Liên tiếp 10 ngày, dốc lòng chỉ đạo, chờ ba người khôi phục không sai biệt lắm lúc, mới để bọn hắn tiếp tục lên đường, chính mình thì là vội vàng trở lại Lạc Gia tại đế đô trong vương phủ. Bạch. Một cái lắc mình, Trác Phàm bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại vương phủ trong hậu viện, nguyên thần cấp tốc mở rộng lái đi, gặp tất cả mọi người bình an vô sự, mới an tâm, gật gật đầu. Xem ra hắn mấy ngày nay đi viện trợ Vân Gia, ngược lại là cũng không có người thừa cơ đến Lạc Gia quấy rối. Bất quá trong lòng hắn từ lâu rõ ràng, bây giờ cái này thăng bằng chi thế, người nào cũng không muốn đánh vỡ, ngược lại là đối tất cả mọi người là an toàn nhất thời điểm. Trác quản gia. Đột nhiên, một tiếng duyên dáng gọi to tại hắn sau lưng vang lên. Trác Phàm lông mày nhíu lại, quay người nhìn qua, lại chính gặp Vân Sương chính là một mặt nghiêm túc hướng hắn đi tới. Mi đầu không khỏi run run, Trác Phàm gặp nàng trạng thái không đúng, trong lòng nghi hoặc, Sương Nhi cô nương, người có chuyện gì? Khẽ cắn môi son, Vân Sương lúng túng một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, kiên trì nói, Trác quản gia, người biết là ai giết gia gia của ta, đúng hay không? Trong lòng bỗng nhiên lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, híp mắt nói, người nào nói cho ngươi, ta biết. Ngươi không cần quản là ai nói cho ta biết, tóm lại ngươi có biết hay không? Vân Sương trong mắt lóe kiên định, ngữ khí trước đó chưa từng có cứng rắn. Thế nhưng là, Trác Phàm lại cũng không có để ý tới, chỉ là tỉ mỉ suy nghĩ một trận, lại là khí cười ra tiếng, ha ha ha. Ta biết, khẳng định là cái kia hai cái lão gia hỏa cho ta chơi ngáng chân. Hừ, chính mình không muốn làm chim đầu đàn, để lão tử đi xung lão sói vẫy đuôi đúng hay không? Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Trác Phàm tâm lý tự nhiên rõ ràng, ra Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường để Vân Sương đến hỏi thăm chính mình mục đích. Bọn họ biết rõ, Trác Phàm có ý thu nạp Vân gia, riêng là Vân Sương. Lại là châm ngòi Vân Sương cố ý hỏi thăm hắn. Như hắn cự tuyệt trả lời, Vân Sương nhất định sẽ đối với hắn ly tâm, ngược lại tìm đến phía đế vương môn hoặc thừa tướng phủ ôm ấp. Như hắn đem tình hình thực tế nói cho Vân Sương, cái kia không thể nghi ngờ cũng là để Lạc Gia dẫn đầu cùng hoàng thất đối lập, trở thành cái này thăng bằng chi thế cái thứ nhất trộn cứt côn. Quả nhiên là tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Trác quản gia, người quả nhiên biết đúng hay không? Vân Sương nghe đến Trác Phàm ngữ khí, đã là đoán ra một chút manh mối. Không khỏi vội và ép hỏi, vậy ngươi mau nói cho ta biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thế mà, còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã là lạnh lùng nhìn về phía nàng, hiện tại các ngươi Vân gia bị người để mắt tới, là lão tử tại che chở các ngươi. Nói cách khác, là các ngươi thiếu nợ ta, ta cũng không thiếu các ngươi. Dựa vào cái gì ngươi hướng ta chất vấn, ta thì phải nói cho ngươi hết thảy. Hừ, chuyện cười. Bất giác cười lạnh một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói chuyện giật gân, ngược lại quay đầu bước đi. Vân Sương không khỏi quính lên, vội vàng đi vào trước người hắn, ngăn trở đường đi, trong mắt đã tràn đầy vẻ cầu khẩn, như vậy. Trác quản gia, ngài muốn như thế nào mới có thể nói cho ta biết hết thảy chân tướng? Trầm mặc, Trác Phàm chăm chú nhìn nàng cái kia hy vọng mắt to, lại cũng không nói chuyện. Thật lâu, mới đạm mạc lên tiếng nói, thật muốn biết. Hung hăng gật gật đầu, Vân Sương trong mắt tràn đầy kiên định. Nhếch miệng lên, lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, Trác Phàm nhẹ nhàng xích lại gần nàng vành tai, phun ra nhiệt khí thổi tới nàng trong lỗ tai, để cho nàng một trận ngứa, đồng thời gương mặt cũng chậm chậm bắt đầu nóng. Vậy liền nhìn ngươi biểu hiện, nếu là ngươi không thể trở thành ta người, lão tử dựa vào cái gì nói cho ngươi hết thảy chân tướng. Thân thể bỗng nhiên run run. Vân Sương bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, hai gò má nhảy một chút thì đỏ, trong mắt tản ra khó có thể tin ánh sáng, thậm chí còn mang theo từng tia vẻ khuất nhục. Nghĩ không ra, Trác quản gia ngươi lại là như vậy người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hung hăng cắn cắn miệng môi, Vân Sương trong mắt lệ quang mông lung. Trác Phàm gặp, không khỏi cười ta nói, không sai, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Nào chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng ta cũng thường xuyên làm. Như thế nào, ta điều kiện đáp ứng không?
Trác Phàm cười lạnh, rất nhiều một bộ đại hôi lang ăn hết con cừu nhỏ bộ dáng. Vân Sương hung hăng cắn cắn miệng môi, thậm chí đều cắn chảy ra máu, hai tay càng là gấp siết chặt góc áo, một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Sau cùng, mới thở dài một hơi, do dự nói, Trác quản gia, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Không có vấn đề, bao lâu thời gian đều có thể, chỉ cần ngươi không vội, ta thì không vội. Trác Phàm vẫn như cũ mây trôi nước chảy, tính trước kỹ càng, dường như đã đem đối phương hết thảy đều nắm ở trong tay. Vân Sương hận hận nguyết hắn một cái, không nói gì thêm, lại là quay đầu phẫn nộ rời đi. Trác Phàm nhìn nàng kia thoáng qua tức thì bóng lưng, còn có cái kia rời đi lúc, tràn ngập lửa giận song đồng, không khỏi nghi ngờ gãi đầu một cái, mê mang nói, kỳ quái, không phải liền là để cho nàng cho ta nhìn cái thiên cơ động tĩnh, làm quân sư a, có khó khăn như thế sao? Ai, xem ra nàng vẫn kiên trì muốn đạo ngã hướng thiện về sau, mới có thể giúp ta. Bất quá, lão tử muốn hướng thiện, cái kia còn có thể gọi ma hoàng a, hừ hừ hừ. Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi, đi về phía Lạc Vân Hải chỗ đó bước đi. Rất lâu không có điều giáo qua cái này tương lai gia chủ, không biết còn có bao lâu thời gian có thể điều giáo. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, đi thật tốt bồi dưỡng một chút tiểu tử này cũng tốt. Cũng không thể tại hắn rời đi về sau, tiểu tử này còn chống đỡ không nổi cái nhà này a, vậy hắn thật sự là đi cũng không yên lòng. Thế nhưng là, làm hắn chậm rãi đi tới nơi này vị Xương Bình Vương gian phòng lúc, lại chỉ thấy trong phòng chất đầy đủ loại kiểu dáng quả mừng, mà lại Lạc Vân Thường cùng Vĩnh Ninh công chúa cũng tại, còn vừa nói vừa cười. Trác đại ca, ngươi trở về. Lạc Vân Hải nhìn đến Trác Phàm, vui vẻ nói. Lạc Vân Thường cũng là đối với hắn vui mừng cười cười, Vĩnh Ninh công chúa thì là khuôn mặt nhỏ dương lên, khiêu mi nói, Trác Phàm, ngươi có thể cuối cùng trở về. Thật không biết ngươi cái này đại quản gia đến tột cùng là làm sao làm, Lạc gia mấy ngày gần đây bận rộn như vậy, ngươi thế mà đều không tại, vẫn là bản công chúa ngàn dặm xa xôi tới giúp các ngươi bận bịu, còn không nhanh cảm ơn bản công chúa rút đao tương trợ tri ân. Gương mặt nhịn không được rút rút, Trác Phàm thở sâu, lạnh lùng lên tiếng, ta chuyện tạm thời lại không đề cập tới, lại nói Vĩnh Ninh công chúa, ngươi nha vì sao lại chạy đến chúng ta Lạc gia đến, ngươi không phải chắc là bị hoàng thượng cấm túc sao? Hắn tâm lý minh bạch, lần trước cung điện tranh luận kịch liệt trước, hoàng đế thì thuận tiện đem cái này công chúa bắt trở về. Thế nhưng là cái này không có mấy ngày, lại xuất hiện, thật sự là khiến người ta không hiểu. Cái này hoàng thành thủ vệ, cũng quá lỏng đi. Ba. Một tiếng vang giòn, Vĩnh Ninh công chúa hung hăng vỗ một cái bàn, mi đầu sâu nhăn, cả giận nói, lớn mật Trác Phàm, người dám đối bản công chúa dùng, người nha, hai chữ, thật sự là lớn bất kính, không muốn đầu đúng không? Hứ. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trợn mắt một cái, không chút phật lòng. Vĩnh Ninh công chúa gặp, lại là sắc mặt càng giận, đồng thời đối Trác Phàm ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Một cái tiểu tiểu quản gia, cái nào đến lớn mật như thế từ đây, không sợ trời không sợ đất. Lạc Vân Thường thì là bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng giải vây nói, Vĩnh Ninh muội muội, ngươi đừng nóng giận, Trác Phàm thì cái này đức hạnh, mềm không được cứng không xong. Nếu như ngươi chướng mắt hắn, về sau không cho hắn gặp lại ngươi là được. Như vậy sao được, không phải vậy, ta lão chạy Lạc ra làm gì? Lông mày nhíu lại, Vĩnh Ninh thốt ra, nhưng là lời vừa nói ra, mới phát giác nói nhầm. Hai gò má một đỏ, vội vàng đổi giọng bướng bỉnh nói, bản công chúa nói là, bản công chúa đại nhân có đại lượng, sao lại chấp nhặt với hắn. Thế nhưng là, Lạc Vân Thường dĩ nhiên đã nhìn ra manh mối, trong lòng thầm hừ một tiếng, sao có thể không biết tiểu nha đầu này hoa hoa tâm tư. Đồng thời nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là lại oán niệm lại tức. Cái này đáng đâm ngàn đao, làm sao đến chỗ nào đều sẽ chiêu phong dẫn điệp. Bất quá Trác Phàm lại không để ý đến nhiều như vậy, chỉ là chăm chú nhìn công chúa nói, Vĩnh Ninh công chúa, ngươi sẽ không phải là lại chui chuồng chó, trộm chạy ra đến a. Làm sao có thể, bản công chúa lần này là đường đường chính chính theo hoàng thành cửa chính đi tới. Kiêu ngạo mà đính đính bộ ngực nhỏ, Vĩnh Ninh công chúa thản nhiên nói, còn có 3 tháng, cũng là phụ hoàng 100 tuổi thọ thần, cho nên ta cố ý thu hoạch được phụ hoàng phê chuẩn. Đi ra vì lão nhân gia ông ta chủ bị quà mừng. Mà lại, sợ các ngươi thời gian vội vàng, chuẩn bị không chu toàn, ta còn chuyên môn thay các ngươi chuẩn bị một phần.
nhìn, ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu. Vĩnh Ninh công chúa đầy mặt nụ cười, nhìn lấy Trác Phàm, trong mắt tràn đầy tìm kiếm tán thưởng ánh mắt. Bất quá, Trác Phàm lại là cũng không để ý như vậy, chỉ là đạm mạc gật đầu, liền quay người rời đi. Nhìn lấy cái kia không để bụng bóng người dần dần biến mất, công chúa thần sắc bất giác có chút tối nhạt, bất mãn ngoác miệng ra ba, oán giận nói, Vân Thường tỷ, các ngươi bình thường đến tột cùng làm sao điều giáo nô tài, cũng quá không coi ai ra gì đi. Ha ha ha, công chúa muội muội xin thứ lỗi, hắn cũng là không biết tốt xấu như thế, người rất không cần phải để ý đến hắn. Lạc Vân Thường cười an ủi lên tiếng, nhưng trong lòng lại là vui vẻ nở hoa. Trác Phàm không có đem cái này công chúa nhìn ở trong mắt, nàng thật đúng là cầu còn không được đâu. Dù sao, nàng đối thủ cạnh tranh đã quá nhiều, cũng không thể lại tăng thêm a. Lạc Vân Hải quét hai nữ liếc một chút, trong lòng cùng như gương sáng một dạng, lại là không còn gì để nói, rằng giặc lên tiếng, nếu là Trác đại ca cùng còn lại gia tộc quản gia đồng dạng, các ngươi có thể giống phốc hoa bay điệp một dạng, cả ngày truy tại hắn phía sau cái mông a. Ha ha, ai là phốc hoa bay điệp, người nào chỉnh thiên truy hắn phía sau cái mông. Hai nữ sững sờ, bất giác khẩn trương, cùng nhau nhìn về phía Lạc Vân Hải mắng to lên tiếng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Lạc Vân Hải bật cười khoát khoát tay, ta là phốc hoa bay điệp, ta truy hắn phía sau cái mông chạy, có thể chứ. Vừa mới Trác đại ca khẳng định là tới tìm ta, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải liền đùa cười một tiếng, nhanh như chớp nhi không thấy tăm hơi. Chỉ để lại hai nữ, đầy mặt đỏ bừng, liếc nhìn nhau, lại là vạn phần xấu hổ. Thậm chí, các nàng xem lấy Lạc Vân Hải biến mất phương hướng, lại còn có lấy từng tia vẻ hâm mộ. Dù sao, Lạc Vân Hải có thể tùy thời đi tìm Trác Phàm, các nàng còn phải muốn lý do, không phải vậy cũng quá không rụt rè. Vương phủ trong hậu hoa viên, Lạc Vân Hải ba chân bốn cẳng chạy tới, mà Trác Phàm lại sớm đã ở nơi đó chờ đã lâu. Nhìn đến hắn bóng người xuất hiện, Trác Phàm không khỏi nhếch miệng lên, cười nói, không tệ, so trước kia có ánh mắt nhiều, biết ta là có chuyện đi tìm ngươi. Đó là đương nhiên, dù nói thế nào, ta cùng Trác đại ca đã lăn lộn lâu như vậy, sớm đã tâm linh tương thông đúng không? Hắc hắc hắc, Lạc Vân Hải sờ mũi một cái, cười đùa nói. Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, vạch vạch ngón tay nói, vậy thì tốt, để ta nhìn ngươi tiến bộ đi. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Lạc Vân Hải thân thể trong nháy mắt chiến ý tăng vọt, dưới chân bỗng nhiên một bước, liền hướng Trác Phàm tiến lên, nhất quyền đánh ra. Phanh phanh phanh, từng đạo quyền phong nổ vang, hổ hổ sinh uy. Trác Phàm thì là một bên tiếp chiêu, một bên chỉ đạo. Chiến đấu không phải liều cậy mạnh, phải dùng não tử, tìm người trống rỗng. Rảnh rỗi lúc muốn lên, không có rảnh lúc, chế tạo trống rỗng cũng phải lên. Công sở đoản, tránh sở trường, công không phòng bị, từng bước thiết lập hãm. Chỉnh một chút một ngày thời gian, Trác Phàm đều đang bồi cùng Lạc Vân Hải huấn luyện, thẳng đến trăng sáng sao thưa, bầu trời đầy sao lúc, mới dừng lại. Giờ này khắc này, Trác Phàm ngược lại là không quan trọng, đi theo ý hoạt động một chút gân cốt không có gì khác biệt. Thế nhưng là Lạc Vân Hải chỉ là cái đoán cốt cảnh tu giả mà thôi, đối mặt Trác Phàm khó như vậy lấy với tới đối thủ, dĩ nhiên đã là mệt mỏi nằm xuống. Nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cùng cái chết con cóc một dạng. Trác đại ca, hôm nay ngài man nhàn, huấn ta một ngày. Lạc Vân Hải lướt qua trên đầu mồ hôi, lớn tiếng hô quát. Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thở dài lên tiếng, ba năm. Hiện tại đã qua một phần ba, cái này bãi vũng nước đục đã bị quấy. Ngày tháng sau đó, muốn tìm được dạng này thanh nhàn thời gian, cũng không còn dễ dàng như vậy, ha ha ha. Trác Phàm lắc đầu, cúi đầu vỗ vỗ Lạc Vân Hải đầu về sau, liền đi về phía gian phòng của mình đi đến. Tựa hồ là lại nghĩ tới muốn rời khỏi ngày, trong lòng một trận nặng nề. Lạc Vân Hải nhìn lấy cái kia đạo cao ngạo bóng lưng, nhíu mày, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng bò dậy, hướng Lạc Vân Thường gian phòng đi đến. Kẹt kẹt, Trác Phàm đẩy cửa phòng ra, tiến vào gian phòng của mình, thở dài lên tiếng. Đột nhiên, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, lại là phát giác gian phòng bên trong có một chút không bình thường khí tức. Thả mắt nhìn đi, lại chính gặp hắn trên giường, đệm chăn đã mở ra,
mà lại tại cái kia dưới đệm chăn, còn có đồ vật gì đang ngọ nguậy đồng dạng. Người nào, nhướng mày, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Thế nhưng là, cái kia dưới đệm chăn run rẩy càng thêm kịch liệt, lại là không có động tĩnh chút nào. Trong lòng bất giác lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm bỗng nhiên vung tay lên, hô một chút, cái kia khinh bạc đệm chăn liền bị chỉnh cái nhấc lên. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến cái kia dưới đệm chăn đồ vật lúc, lại là không khỏi sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chỉ thấy đó là một bộ trắng nõn mỹ diệu đồng thể, chỉ có một kiện đỏ tươi lụa mỏng che, trong suốt da thịt, vô cùng mịn màng. Mà cỗ này đồng thể chủ nhân, lại là hai mắt nhắm chặt, hung hăng cắn chặt hàm răng, toàn thân co rúm lại không ngừng, khóe mắt đều đầy tràn ra nước mắt. Sương Nhi, cô nương, nhìn không được nháy mắt mấy cái, Trác Phàm ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, cuống họng bất giác hơi khô chát, nhưng như cũng nghi ngờ nói, người đây là làm gì, vì sao chạy đến ta trên giường, vẫn là cái bộ dáng này. Nói xong lời cuối cùng, Trác Phàm nói không được, chỉ là hai cái tặc nhãn không nháy mắt mở to, làm sao cũng bế không lên. Vân Sương đỏ bừng cả khuôn mặt, hận hận giống to lên tiếng, ngươi tên cầm thú này, cái này không phải liền là ngươi muốn không? Ta chỉ hy vọng ngươi được đến người ta thân thể về sau, có thể thực hiện lời hứa. Ây, Sương Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta lúc nào để ngươi làm cái này? Trác Phàm hiện tại một đầu hồ dán, thế nhưng là một đôi tặc nhãn lại chưa từng có từ bỏ tàn phá bừa bãi thăm dò. Vân Sương khẽ cắn môi, bất giác một trận khí khổ. Người này tại sao như vậy a? Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, loại thời điểm này ngược lại xung lên chính nhân quân tử. Tựa như là chính nàng tình nguyện bò hắn trên giường một dạng, chính hắn cũng rất vô tội. Kết quả là, Vân Sương nổi giận mắng, Trác Phàm, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Là ngươi chính miệng nói, để cho ta làm ngươi người, hiện tại lại không nhận nợ, đến cùng có ý tứ gì? Nghe được lời này, Trác Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khoát khoát tay, giải thích nói, hiểu lầm, ta để ngươi làm ta người, không phải ý tứ này a. Thực, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta xem một chút thiên cơ, làm trợ thủ quân sư, không nên nói nữa cái gì đạo ngã hướng thiện đại đạo lý, chỉ thế thôi, có thể vạn vạn không nghĩ tới muốn để ngươi làm ra như thế hy sinh. Ta đến tột cùng đang nói cái gì a? Trác Phàm đấm bóp đầu, nói năng lộn xộn. Vân Sương dĩ nhiên đã nghe rõ hắn ý tứ, bỗng nhiên mở ra song đồng, tiếp lấy lại càng là thẹn đến muốn chui xuống đất chôn ngẩng đầu lên, lên. Nguyên lai hết thảy đều là nàng hiểu lầm, còn làm ra như thế mất mặt sự tình. Trác Phàm luống cuống tay chân, bình thường luôn luôn trầm ổn cơ trí hắn, lúc này lại là không biết nên làm cái gì. Làm dưới lập tức cởi xuống chính mình y phục, choàng tại người ngọc kia trên thân thể mềm mại. Thế mà, đúng vào lúc này, đụng một tiếng vang thật lớn, cửa phòng cũng là bị cường ngạnh mở ra, cả đám toàn bộ xông tới, Lạc Vân Hải trước mắt đệ nhất nhân, cười to nói, Trác đại ca, vừa mới ta cùng tỷ tỷ đến hỏi bàng thống lĩnh, nghe nói hôm nay là ngươi sinh nhật, chúng ta chuẩn bị cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Ách! Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Lạc Vân Hải nhìn đến trên giường cái kia một phen mập mờ tràng cảnh, bất giác cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái nói ây. Nguyên lai ngài đã an bài tốt hoạt động, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, hắc hắc hắc. Ngài tiếp tục a. Cái gì không quấy rầy, Trác Phàm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Vân Thường vốn đang vui mừng hớn hở, nhưng là thấy tình cảnh này, lại là trợn mắt nhìn, chỉ đầu giường sớm đã co quắp tại Trác Phàm rộng thùng thình dưới quần áo Vân Sương nói, nàng là ai, chỗ nào đến? Nhìn lấy cái kia ngưng trơn da thịt, cùng cái kia như là bạch ngọc chân dài. Lạc Vân Thường bất giác một trận ghen ghét. Cái này chết không có lương tâm, còn thật có ánh mắt, chắc hẳn cái kia giấu đi diện mạo người ngọc, cũng là khó được mỹ nhân bại hoại. Trác Phàm nhún nhún vai, không biết nên như thế nào giải thích, chỉ là thản nhiên nói, các người có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Khặc khặc khặc, cái này sao có thể ra ngoài? Trác quản gia bị tại chỗ bắt gian tại giường, thế nhưng là khó được chàng diện a, nhất định muốn ghi chép lại. Lanh lợi quỷ e sợ cho thiên hạ không loạn, giống to lên tiếng. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, hung sát quỷ liền một cái bàn tay hô đi qua, đánh rắm, cái gì bắt gian tại giường. Trác quản ra một cái độc thân cao phú soái, đại gia, chơi nữ nhân không được sao.
Còn lại ba quỷ nhất nghe cũng đúng, cùng nhau gật gật đầu. Trác Phàm thì là sắc mặt trầm xuống, hung hăng chừng tứ quỷ liếc một chút, loại thời điểm này, cái này bốn người thật sự là càng náo càng loạn. Bất quá, trong mọi người, còn có một cái càng thêm hội thêm phiền, cũng là Vĩnh Ninh công chúa. Người khác tốt xấu cho đối phương giữ lấy thể diện, chỉ là động động mồm mép. Có thể Vĩnh Ninh công chúa, lại là trực tiếp đạp nhẹ hai bước, đi vào trước giường, một mặt hưng phấn mà liền đi kéo cái kia quần áo, để bản công chúa nhìn xem, người đến tột cùng là ai, xứng hay không được chúng ta cao đại quản gia. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Vân Sương bỗng nhiên dọa đến co rúm lại lấy không dám động, nếu để cho mọi người phát hiện, nàng về sau còn như thế nào tại trước mặt bọn hắn ở chung, ném chết người. Trác Phàm thì càng là bên phải trong mắt ngưng tụ, một đạo vòng vàng đột nhiên lóe qua. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Một cái lắc mình, Vân Sương cùng Trác Phàm hai người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mọi người tại đây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bốn phía nhìn xem, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Cuối cùng để bọn hắn trốn thoát, Trác Phàm cái này thần kỹ, dùng tại cái này địa phương, cư nhiên như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lạc Vân Hải le lưỡi, lại là trong lòng cười trộm không thôi. Nếu không phải là hắn gặp Trác Phàm hưu quạnh, muốn thư giãn một chút tâm tình của hắn lời nói, cũng sẽ không liên hệ mọi người vì hắn chúc mừng sinh nhật, càng sẽ không đụng cho tới hôm nay tình cảnh này. Bất quá nói tóm lại, tính toán Trác Phàm có bản lĩnh, ai cũng chưa bắt được hắn tay cầm. Một phương diện khác, đen kịt một màu trong rừng cây, Trác Phàm yên tĩnh đứng tại một mảnh trên đất trống, xa nhìn trời đầy sao khung. Chỉ chốc lát sau, theo một tiếng rì rào tiếng vang, Vân Sương đã là thay xong quần áo, theo trong rừng cây đi tới. Nhưng là nàng hai gò má y nguyên đỏ bừng, riêng là nhìn đến Trác Phàm lúc, thì càng là đỏ đến như máu tư nhuận. Bất quá, Trác Phàm lại không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vẫn là câu nói kia, vô điều kiện giúp ta, chúng ta cũng là một đám, ngươi chính là ta người. Ra ra ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Nếu không, ngươi cùng người nhà họ Vân đều hồi Phong Lâm thành lánh nạn, ta cũng coi như đối ra ra ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau nơi này sự tình, không muốn tham dự. Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, chỉ thấy cái kia ngạo nghễ bóng người, như thanh trường kiếm đứng thẳng, Vân Sương tâm dần dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nói, Tà Long muốn tới. Tà Long. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, ta nhớ được Vân Huyền Cơ nói qua, Tà Long chi thế chính là. Khuyển Nhung, ngươi nói là, Khuyển Nhung muốn hành động. Bỗng nhiên, Trác Phàm tựa hồ ý thức được cái gì, trong lòng một trận đại hỉ, cười gật đầu nói, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi thật chính là ta người. Vân Sương mỉm cười, gật đầu gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Thành trong đại điện, Hoàng đế một phái trang nghiêm bảo tướng, ngồi tại long ỷ phía trên. Bên cạnh cận thị, cung kính đứng thẳng, phía dưới văn võ bá quan, đứng ở hai bên, hơi hơi khom người. Dùng văn thừa tướng ra Cát Trường Phong cầm đầu, dùng võ binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên vi tôn. Tất cả mọi người cùng nhau hướng hoàng đế hạ bái nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có vốn khởi bẩm, không vốn bãi triều. Cận thị tai mắt lấy cuống họng, tiến về phía trước một bước, quét vào tràng tất cả mọi người liếc một chút. Vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên liền vung lên ống tay áo, dẫn đầu đứng ra, khom người nói, khởi bẩm bệ hạ, đế quốc đại tế Ti Vân Huyền Cơ đại nhân gặp chuyện một án, lão thần cực lực truy tra hơn 10 ngày, vẫn không chút đầu mối nào. Mời bệ hạ chuẩn thần thêm phái nhân thủ, đối đế đô các đại thế gia, tiến hành càng nghiêm ngặt điều tra. Chuẩn tấu, hoàng đế mặt không biểu tình, lạnh lùng lên tiếng. Độc Cô Chiến Thiên khom người lĩnh mệnh, ra Cát Trường Phong gặp lại là trong lòng cười thầm. Cái này lão nguyên soái hành sự ngược lại thật là tận tâm tận lực, trung quân báo quốc, đáng tiếc quá mức ngay thẳng, hoàn toàn không có ý thức đến đây chính là triều đình âm thầm tranh đấu, lại vẫn đuổi theo việc này không thả. Coi như ngươi lại cẩn trọng, truy sai phương hướng, kết quả là còn không phải công dã tràng sao. Rear mép hơi hơi run run động một cái, ra Cát Trường Phong tiến lên một bước, cười nhạt nói, khởi bẩm bệ hạ, lão thần cũng có một chuyện muốn tấu.
Gần 10 ngày nay đế đô thành môn đại phong, bách tính sợ hãi, các nhà sợ hãi, mời bệ hạ thể niệm thương sinh an bình, giải cấm đế đô phong thành ý chỉ. Hừ, đại tế ti vụ án còn chưa tra ra manh mối, há có thể dễ dàng như thế thì mở cửa thành. Thừa tướng đại nhân như thế vội vàng, chẳng lẽ việc này cùng đại nhân có quan hệ? Thế mà, Gia Cát Trường Phong vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên đã là cười lạnh một tiếng, chăm chú để mắt tới hắn. Hoàng đế cũng là lạnh lùng nhìn về phía hắn, trầm mặc không nói, chờ hắn giải thích. Yên lặng cười lắc đầu, Gia Cát Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, thăm thẳm lên tiếng, đại tế ti vụ án mặc dù trọng yếu, nhưng đế quốc mặt mũi cũng đồng dạng không thể coi thường. Bệ hạ, ngài coi như không để ý bách tính an cư lạc nghiệp, cũng phải nhìn lấy ngoại bang lời đồn đi. Nói, Gia Cát Trường Phong liền sắc mặt nghiêm một chút, khom người lấy ra một tấm dâng sớ nói, khởi bẩm bệ hạ, Huyền Nhung quốc hoàng đế biết bệ hạ trăm tuổi thọ thần sắp tới, đặc khiển đặc sứ đoàn đến đây chúc mừng, mời bệ hạ cho phép. Lời vừa nói ra, hoàng đế cùng Độc Cô Chiến Thiên cùng nhau kêu lên sợ hãi, Huyền Nhung thế mà phái ra đặc sứ đoàn. Rear mép hơi hơi lắc một cái, Gia Cát Trường Phong đạm mạc gật đầu, không sai, đây là ngoại giao đại sự, nếu để cho Huyền Nhung sứ đoàn đi vào đế đô, lại gặp đế đô thành môn đại bế, bách tính không được tùy ý ra vào, sợ bị chế nhạo. Nguy đầu nhìn không được run run, hoàng đế hung hăng nhìn chằm chằm Gia Cát Trường Phong cái kia mang theo chế giễu khuôn mặt, trong lòng thầm hận. Cái này Gia Cát Trường Phong tại trên triều đình, thật sự là khắp nơi nhằm vào hắn. Lúc trước vị này thừa tướng không còn sớm đưa ra việc này, chỉ là sách giải mở cửa thành cấm chế sự tình, lấy bách tính vì mượn cớ, chính mình không có đáp ứng. Nhưng lúc này lấy Huyền Nhung sứ đoàn vì mượn cớ, chính mình như đáp ứng lời nói, chẳng phải cho tất cả mọi người một cái chỉ lo chính mình thể diện, không để ý bách tính an ổn hôn quân hình tượng. Như thế lòng lang dạ thú, thật là rõ rành rành. Đáng tiếc, Gia Cát Trường Phong làm được mịt mờ, hoàng đế còn thật không thể đem hắn thế nào. Đem Gia Cát Trường Phong dâng sớ cầm trong tay, hoàng đế ánh mắt híp lại, trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ, do dự không quyết. Độc Cô Chiến Thiên gặp này, vội vã ôm quyền nói, bệ hạ, Huyền Nhung luôn luôn cùng ta Thiên Vũ làm có hiềm khích, mấy năm liên tục ma sát không ngừng. Lúc này phái ra đặc sứ đoàn, sợ phòng có trá, riêng là hiện tại đế đô tốt xấu lẫn lộn, càng không nên phần ngoài thế lực tiến vào, mời bệ hạ quả quyết từ chối bọn họ thỉnh cầu, chớ có dẫn sói vào nhà mới đúng. Lão Nguyên soái lời ấy sai rồi, nguyên nhân chính là hai nước từ trước đến nay bất an, lúc này mới là tu thành hai nước tần tấn chi hảo thời cơ tốt nhất. Chậm rãi lắc đầu, Gia Cát Trường Phong lại là mỉm cười cười một tiếng, bẩm báo nói, huống hồ, người ta hảo ý đến mừng thọ, ngươi lại để người ta cự tuyệt ở ngoài cửa, thực sự có sai lầm ta Thiên Vũ uy nghi, để Huyền Nhung xem thường tại chúng ta. Việc quan hệ bệ hạ thể diện, Thiên Vũ uy nghiêm, lão Nguyên soái lại có thể như thế cẩn thận chặt chẽ, mất thể thống. Tiếng nói vừa dứt, trên triều đình lập tức liền có một vị thân mang áo bào đỏ đại thần, đi ra đội ngũ, khom người chống đỡ nói, thừa tướng đại nhân nói có lý, lão thần tán thành. Hoàng đế thả mắt nhìn đi, mi đầu bất giác vẩy một cái, người này đúng là trung đường thượng thư. Ngay sau đó, lại có một người đứng ra, khom người bái hạ nói, thừa tướng đại nhân nói cực phải, mời bệ hạ chuẩn tấu. Binh bộ thị lang. Độc Cô Chiến Thiên trong lòng thầm nghĩ, rìa mép hơi hơi lắc một cái. Lại sau đó, trên triều đình tất cả bách quan, cơ hồ là đồng thời quỳ rạp trên đất, cao giọng bái nói chúng thần tán thành. Lần này, cho dù là hoàng đế cũng không thấy hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Cho dù hắn biết Gia Cát Trường Phong quyền khuynh triều giã, cũng vạn vạn không nghĩ đến, cái này đầy triều văn võ, lại một cái không lọt đều đứng tại hắn phía bên kia. Độc Cô Chiến Thiên gặp này cũng là lòng tràn đầy hoảng sợ, nghĩ không ra trong thiên hạ, trên triều đình, nguyện ý đi theo hoàng đế trung thần, thì hắn một cái, còn lại tất cả đều lấy cái kia Gia Cát Trường Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô luận văn thần võ tướng, đều là như thế, hoàng đế quyền lực, trừ mấy cái cận thần bên ngoài, đã toàn bộ bị mất quyền lực. Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt chòm râu, ngạo nghễ hiên ngang đầu, nhìn về phía hoàng đế cười nói, bệ hạ, đây là đại sự quốc gia, chúng thần trung quân thể quốc, mời bệ hạ nhanh làm quyết đoán, lão phu cũng tốt nhanh chóng hồi phục Huyền Nhung hoàng đế chỗ đó. Hừ hừ hừ, thừa tướng,
người vội vã như vậy làm gì? Cư nhiên như thế vì Khuyển Nhung quan tâm. Nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi ở nơi đó làm thừa tướng đâu. Cười lạnh, hoàng đế Ria mép ngăn không được run run, hướng về Gia Cát Trường Phong châm chọc khiêu khích. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ đều là quá sợ hãi, lẫn nhau nhìn xem, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi. Hoàng đế lời ấy nói có thể nói là cực nặng, phàm là tất cả mọi thứ tội danh bên trong, lấy tội phản quốc nặng nhất. Vừa mới hoàng đế tuy nhiên nhìn như một câu nói đùa, nhưng lại trực chỉ Gia Cát Trường Phong, nhất triều thừa tướng phản quốc, đây chính là rất trọng đại tội. Không có chứng cứ, cho dù là hoàng đế cũng vạn vạn không thể nói được, huống chi là nói một cái thừa tướng. Có thể thấy được, hoàng đế hiện tại trong lòng lửa giận đến cỡ nào tràn đầy, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Gia Cát Trường Phong người này, lại là vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không để ý chút nào cười cười, thản nhiên nói, bệ hạ chớ có mở này trò đùa, lão thần cầm lấy thiên vũ bổng lộc, từ muốn vì đế quốc xuất lực. Cho nên làm ra hết thảy, đều là vì đế quốc xã tắc suy nghĩ, mời bệ hạ lý giải. Ha ha ha, lý giải, thừa tướng khổ tâm, trẫm đương nhiên lý giải. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, hoàng đế cười lạnh thành tiếng. Sau đó hung hăng đem cái kia dâng sớ vùng ở bên cạnh cận thị trên thân, quát to, theo thừa tướng chỗ tấu, chuẩn Khuyển Nhung sứ đoàn tiến vào thiên vũ cảnh bên trong, đế đô giải cấm, đại tế ti một án đợi chẫm ngày mừng thọ sau đó lại bàn. Bệ hạ thánh minh, chúng triều thần khom người bái hạ, hoàng đế lại là cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, song quyền hung hăng nắm chặt, Độc Cô Chiến Thiên cũng là một đôi mắt lạnh lẽo quét về phía tại chỗ tất cả mọi người, trong lòng thầm mắng, một đám loạn thần tặc tử. Cùng một thời gian, đại tế thi phủ bên trong, quan tinh lâu phía trên, một phương 10 mét vuông hoàng kim la bàn trầm ổn đặt ở tầng cao nhất vị trí, tản ra thâm thúy lam sắc quang mang, cuồn cuộn năng lượng quỷ dị ở phía trên nấn ná, hóa thành ngôi sao đầy trời, tự mình vận chuyển. Trác Phàm cùng Vân Sương hai người nhìn lấy đây hết thảy, mắt sáng như đuốc, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây chính là Vân gia đời đời tương truyền bát phẩm linh binh, thông thiên nghi. Trác Phàm tròng mắt ngưng lại, sợ hãi thán phục lên tiếng. Chậm rãi gật gật đầu, Vân Sương trịnh trọng nói, không sai, này thông thiên nghi cùng thiên địa tương thông, có thể nhìn thiên hạ đại thế. Hôm qua ta xem sao thần diễn biến, chỉ biết tà long chi khí ngay tại hướng nơi này hội tụ, lại chỉ là cái đại khái. Chỉ có thông qua cái này thông thiên nghi, mới có thể thấy rõ khí thế đi hướng, cùng các nhà mệnh số dây dưa. Thì ra là thế. Không sai gật đầu, Trác Phàm thở sâu, chăm chú liếc nhìn nàng một cái, trịnh trọng nói, vậy ngươi ở chỗ này thật tốt xem a, ta đến thay ngươi xem chừng. Phốc, Vân Sương che miệng cười khẽ, lườm hắn một cái, nơi này vốn chính là ta Vân gia địa phương, từ đâu tới cái gì canh chừng câu chuyện, làm đến cùng chúng ta là kẻ trộm một dạng. Ách, nói cũng thế, bất quá bây giờ các nhà tai mắt hỗn tạp, ta tới giúp ngươi trấn giữ đi. Trác Phàm lúng túng gãi gãi đầu, liền đi ra ngoài, giữ vững cửa. Quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, Vân Sương tựa hồ lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình, hai gò má bất giác lóe qua một tia đỏ ửng, thì thào lên tiếng, hắn. Tựa hồ cũng chẳng phải xấu, chí ít, đối bên cạnh người đều không xấu a, không phải vậy những người kia như thế nào lại chủ động vì hắn chúc mừng sinh nhật. Nghĩ tới đây, lại vừa nghĩ chính mình tối hôm qua ôm ấp yêu thương. Quả thực thì cùng cho hắn đưa quà sinh nhật một dạng, bất giác gương mặt càng thêm đỏ bừng. Vội vàng lắc đầu, để cho mình bình tĩnh trở lại, Vân Sương mới xong đồng ngưng tụ, hai mắt bỗng nhiên biến đến một trận đen nhánh, chăm chú nhìn chăm chú về phía cái kia thông thiên nghi phía trên. Chỉ một thoáng, nhưng gặp ngôi sao đầy trời hóa thành bốn đầu cự long, tại thiên vũ cảnh nội một trận lao nhanh, lẫn nhau cắn xé, Vân Sương lại là nhìn đến càng ngày càng kinh hãi. Trên mặt đều tán phát ra trận trận vẻ hoảng sợ. Bởi vì nàng đã nhìn đến cùng gia gia của nàng đã từng nhìn đến đồng dạng cảnh tượng, bốn đầu ác long lẫn nhau chinh phạt, thiên vũ khắp nơi sinh linh đổ thán. Tuy nhiên sau cùng người thắng thượng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, sau trận chiến này mấy chục năm, thiên vũ đều sẽ hài cốt từng đống, dân chúng lầm than. Thương vong chi thảm trọng, chính là thiên vũ ngàn năm số một. Ông! Một trận vô hình ba động phát ra, thông thiên nghi dừng lại, ngôi sao đầy trời cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trác Phàm nhìn thấy, một mặt tò mò chạy tới, a, kết thúc.
Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Vân Sương khuôn mặt lúc, lại là không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy giờ này khắc này, Vân Sương đã là hai hàng nước mắt treo ở trên mặt, trong mắt đều là vẻ đau thương. Ách, Sương Nhi, người cái này là làm sao, nhìn cái thiên tượng còn nghênh phong rơi lệ. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là Vân Sương lại là đột nhiên bắt lên hắn thủ đoạn, một mặt khẩn cầu, Trác quản gia, ta van cầu ngươi, gia gia của ta sự tình ngươi có thể mặc kệ, nhưng xin ngươi nhất định phải ngăn cản Trường Hạo kiếp này, cũng chỉ có ngươi mới có thể thay đổi thời tiết thay đổi vũ quốc vận, để thiên hạ bách tính, miễn bị sinh linh đổ thán. Vân Sương nắm lấy Trác Phàm tay rất gấp, hai cánh tay đều đỏ rực, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, hết sức nỗ lực, có điều. Bất quá cái gì, Vân Sương gặp Trác Phàm đáp ứng, bất giác nín khóc mỉm cười. Thế nhưng là Trác Phàm lại là hết sức nghiêm túc nói, ta Trác Phàm công và tư rõ ràng, từ trước đến nay chuyện tình thả ở phía trước. Ngươi là ta người, người sự tình ta nhất định giúp ngươi giải quyết, về phần hắn sự tình, chỉ có thể là thuận tiện, lại sẽ không cưỡng cầu. Vân Sương bất giác khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm bật cười lớn, từ chối cho ý kiến nói, đây là ta phong cách hành sự, ngươi về sau thì minh bạch. Tốt, hiện tại trước đến nói một chút, ngươi thấy cái gì? Nghe được lời này, Vân Sương mới phản ứng được, sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, lần này Tà Long thế tới, chỉ sợ là nhằm vào Lạc gia đến. Ồ, lông mày nhíu lại, Trác Phàm trong lòng lại là nghi hoặc. Lạc gia vừa mới hưng khởi, cùng Khuyển Nhung có nửa xu quan hệ, thế nào lại là hướng về phía Lạc gia đây? Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Vân Sương cũng là sâu cau mày, thở dài nói, ta cũng chỉ là theo khí vận chuyển lên nhìn, Tà Long thế tới hung mãnh, nhưng cũng có tăng cường vận thế hiệu quả. Chỉ là cái này vận thế, hắn ba nhà đều có tăng cường, lại duy chỉ có Lạc gia yếu rất nhiều. Nghĩ đến lần này Khuyển Nhung đi vào Thiên Vũ, đối Lạc gia là lớn nhất không có lợi. Sao sẽ như thế, còn lại ba nhà đều có tăng cường. Mi đầu thật sâu nhăn lại đến, Trác Phàm tới lui đi thong thả cước bộ, tỉ mỉ suy nghĩ, lại là làm sao cũng nghĩ không ra đầu mối, không cần phải a, coi như hắn hai cỗ thế lực hội tăng cường, cái này cũng có thể thông cảm được, nhưng là Bàn Long chi thế. Cái này Tà Long rõ ràng là nhằm vào Bàn Long mà đến, làm sao lại chèn ép đến Lạc gia trên đầu, thật sự là kỳ quá thay quái ư. Vân Sương nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, theo lẽ thường nói, Khuyển Nhung đôi thứ nhất đầu, hẳn là đại biểu Thiên Vũ chính thống hoàng thất, Bàn Long chi thế. Nhưng là từ thiên tượng phía trên nhìn, lại căn bản không phải có chuyện như vậy, ta cũng có chút náo không hiểu. Vân Sương bất giác thở dài, trong mắt có chút mê mang, Trác Phàm lại là trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì, Vân Huyền Cơ nói qua, mệnh lý số lượng, đều có tử môn cùng sinh môn. Chỉ là mọi người làm ra quyết đoán khác biệt, bước vào không đồng môn hạm mà thôi. Muốn chiếu ngươi như thế thiên tượng nói lời nói, xem ra ba nhà là thật làm cái gì bố trí, để cái này Tà Long hướng ta Lạc gia vọt tới. Thế nhưng là, đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho đường đường Khuyển Nhung nước, nhằm vào ta một cái tiểu tiểu thế ra đâu. Trác Phàm cho mày, tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ một chút, lại hỏi, ta Lạc gia vận thế, sau này lại sẽ như thế nào? Không biết, chậm rãi lắc lắc đầu, Vân Sương bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, Lạc gia hết thảy, đều do ngươi chủ đạo. Mà ngươi lại không tại thiên mệnh trong khống chế, cho nên Lạc gia vận thế, ta chỉ có thể nhìn thấy hiện tại cùng gần đây xu thế đi hướng, về sau sẽ như thế nào, lại là lại cũng nhìn không ra tới. Bất đắc dĩ vừa đỡ cái chán, Trác Phàm thở dài lên tiếng. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại Trác Phàm là biết đối phương sau này hội cường thịnh đi xuống, nhưng mình phương này mệnh số lại là cái không biết nên như thế nào điều chỉnh bố trí. Xem ra một chân nhảy ra thiên mệnh bên ngoài, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm mặt ủ mày trao. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước làm rõ ràng ba nhà bố trí kế hoạch là hơn. Dù sao, có thể xuất hiện như thế khác thường thiên tượng. Nhất định có một cái đại âm mưu ở bên trong ấp ủ. Không lập tức phá giải lời nói, đến lúc đó chỉ sợ thật cũng bị người hố đi vào. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền cảm giác trong lòng một trận nặng nề, quay đầu nhìn về phía Vân Sương lúc, lại là cười nói tốt, chúng ta trở về đi. Lần này may mắn có ngươi,
không phải vậy ta chỉ sợ còn rất khó phát hiện cái này kỳ quặc. Chỗ nào, ta cũng là vì gia gia cùng thiên hạ thương sinh. Cười một tiếng, Vân Sương cùng Trác Phàm gật gật đầu, liền cùng rời đi Vân gia đại tế ti phủ, hướng Lạc gia đi trở về. Chỉ là tại ngoài ngàn mét một tòa lầu các phía trên, hai đạo bóng đen nhìn lấy hai người dần dần rời đi bóng lưng, lại là một trận phiền muộn. Chúng ta quỷ ảnh đội giám thị người, còn chưa từng có uất ức như thế qua. Một đạo hắc ảnh lạnh hừ một tiếng, bất mãn nói, cách xa như vậy, nhìn không thấy, nghe không được, có cái dám dùng. Được, ai bảo chúng ta muốn giám thị là Trác Phàm đâu. Tiểu tử này thế nhưng là quỷ dị rất, liền thống lĩnh đại nhân đều bị hắn đánh thành trọng thương, muốn là cách gần đó, chỉ sợ rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta muốn chạy đoán chừng cũng không kịp. Một cái khác hắc ảnh, cũng là bất đắc dĩ thở dài, đi thôi, đi tế tự phủ nhìn xem, bọn họ làm những thứ gì, lưu lại cái gì manh mối. Hừ, chúng ta đường đường quỷ ảnh đội, đều sắp biến thành người ta sau lưng mặt nhặt ve chai. Bóng đen kia không khỏi một trận bất mãn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cùng một người khác hóa thành một đạo khói đen hướng tế tự phủ lướt tới. Như thế như vậy, Trác Phàm một bên suy nghĩ cục thế biến hóa, một bên cùng mấy cái minh hữu chạm mặt. Hỏi thăm một chút các nhà động tĩnh, ngẫu nhiên cùng Vân Sương đến tế tự phủ nhìn xem thiên tượng biến hóa, quỷ ảnh đội thám tử thì tiếp tục xa xa giám thị lấy, cái giám đều không có phát hiện một cái. Chỉ là để Trác Phàm có chút kỳ quái là, mỗi lần gặp phải Hoa Vũ lâu người, nghe ngóng Sở Khuynh Thành hiện trạng lúc, tất cả mọi người ấp úng, tựa hồ có cái gì giấu giếm đồng dạng. Mà đối với Vân gia nhất tộc di chuyển, Hoàng đế cũng biết rõ còn cố hỏi qua. Nhưng Trác Phàm chỉ là một câu vì bọn họ an toàn nghĩ, liền lấp liếm cho qua. Dù sao, Trác Phàm có lý phía trên chiếm, cùng Vân Huyền Cơ là bạn thân thiết, hắn chết, giúp hắn chiếu cố tộc nhân, không quá phận đi. Mà lại, hắn vẫn là ngự tứ thiên hạ đệ nhất đại quản gia, chỗ đến, như chấm thân lâm. Bằng không, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem Vân gia mọi người rời đi. Nghĩ đến đây. Hoàng đế chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu không phải hắn lúc trước một ý muốn đem Trác Phàm nâng cao, cũng sẽ không để hắn chui cái này chỗ trống. Mà tại trong lúc này, Khuyển Nhung đặc sứ đoàn muốn đích thân tới đế đô, vì hoàng đế mừng thọ một chuyện, cũng đã huyên náo xôn xao dư luận. Cái này lại hoàn toàn xác minh thiên tượng chỗ bày ra, để Trác Phàm trong lòng căng thẳng. Khuyển Nhung đến, sẽ như thiên tượng chỗ bày ra như thế. Trở thành áp chế Lạc gia thế thứ tư lực sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm vội vàng phát ra một đạo truyền tin ngọc giản, cho Lệ Kinh Thiên bọn họ an bài bố trí. Bọn họ, hiện tại cần áp đảo hết thảy thực lực. Sau 3 tháng, toàn bộ đế đô đều sôi trào, bởi vì ngoài cửa thành, xuất hiện một đội trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người tinh giáp kỵ binh. Mà lại bọn họ tỏa kỵ, không phải chiến mã, mà chính là linh thú. Trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người tỏa kỵ đều là cấp 3 linh thú, cầm đầu mấy người, càng là nắm giữ cấp 5 linh thú, quả nhiên là khí thế phi phàm. Lại chính là Khuyển Nhung đặc sứ đoàn, đến. Trác Phàm, có náo nhiệt có thể nhìn, mau ra đây a. Một buổi sáng sớm, một vị thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi liền vô cùng lo lắng chạy đến Lạc gia. Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường đi ra xem xét, lại là không còn gì để nói. Người này không là người khác, lại chính là Vĩnh Ninh công chúa lại nữ giả nam trang trộm chạy ra đến. Từ khi vị công chúa này cùng Lạc gia quen thuộc về sau, thật sự là 3 ngày 2 đầu hướng chỗ này chạy, từ vừa mới bắt đầu lấy tìm Lạc Vân Thường cái này chị nuôi vì lấy cớ, càng về sau biến thành trắng trợn tìm lên Trác Phàm. Nhìn nàng là công chúa thân phận, Trác Phàm cũng chỉ có thể tùy ý ứng phó một chút. Công chúa, người lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu? Ta cũng không có thời gian cùng ngươi, tìm Vân Hải cùng đại tiểu thư đi theo ngươi đi. Trác Phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bất giác run run cái kia khả ái mũi ngọc tinh xảo, Vĩnh Ninh công chúa nhẹ hừ một tiếng, nâng lên cao ngạo đầu lâu, đây chính là trăm năm khó gặp rầm rộ. Bản công chúa hảo ý, mới đến mời các ngươi cùng đi xem náo nhiệt, khác không biết nhân tâm tốt. Xem náo nhiệt, chính ngươi muốn tham gia náo nhiệt đi. Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Từ chối cho ý kiến, liền muốn quay người rời đi. Vĩnh Ninh công chúa gặp, lại là khẩn trương, chặn lại nói, Khuyển Nhung đặc sứ đoàn đến, lập tức liền phải vào thành, đây chính là khó được dị vực phong tình,
người muốn là bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Cái gì, Khuyển Nhung? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm lúc này thân thể trì trệ, lập tức quay người đi ra ngoài. Khuyển Nhung thật đến, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này tân tiến thế lực chiến trận lớn bao nhiêu, đến tột cùng hội đối bọn hắn tạo thành như thế nào uy hiếp. Công chúa gặp, cũng là vội vã đi theo, ai, chờ ta một chút a. Lạc Vân Thường hơi hơi sững sờ, tựa hồ cũng ý thức được cái này có vẻ như 10 phần trọng yếu, sau đó vội vàng kêu Lạc Vân Hải cùng một chỗ đuổi theo. Kết quả là, cả đám các loại cùng nhau đi ra cửa phủ. Thế nhưng là, khi bọn hắn đến đường lớn phía trên lúc, lại là nhất thời trì trệ, giờ này khắc này, cái kia đi đầy đường đã tập trung đầy người. Có thể nói người trên người, người chịu người, người đông tấp nập. Thả mắt nhìn đi, trừ đầu người, cái gì cũng nhìn không thấy. Xem ra cái này dị vực phong tình, liền đế đô bách tính cũng là muốn tốt tốt kiến thức một phen, toàn ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Trác huynh, bên này, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một tòa tầng 2 trên tiểu lâu, Long Hành Vân chính hướng hắn cười vẫy chào, bên cạnh còn có Tạ Thiên Thương các loại một đám đệ tử trẻ tuổi, ngược lại tất cả đều là người một nhà. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm không nói hai lời, liền mang theo mọi người đi hướng cái kia một tửu lâu, đi vào trên lầu 2. Đến tận đây, hắn mới phát hiện, nguyên lai các nhà thế hệ trẻ tuổi, đều ở nơi này tụ tập đầy đủ. Không chỉ là Kiếm Hầu phủ cùng Tiềm Long các những thứ này minh hữu, liền Dược Phương Điện, U Minh Cốc dạng này đối thủ, cũng toàn đều ở nơi này. Chỉ bất quá tất cả mọi người là nhìn cái náo nhiệt, liền cũng tận lượng khắc chế chính mình, không gây xung đột. Riêng là gặp Trác Phàm đến, càng là liền ánh mắt cũng không dám hướng nơi này liếc. Trác Phàm cái này hung thú hỉ nộ vô thường, ai biết hắn hội tìm lý do gì giận chó đánh mèo bọn họ. Ngay cả mình trưởng lão cũng không dám chọc người, bọn họ những đệ tử này thì càng không dám gây. Gặp tình hình này, Long Hành Vân mọi người bất giác đều nhìn không được cười lên, vị lão huynh này thật đúng là hung danh bên ngoài a. Làm đối thủ nhất định rất đau đầu, nhưng làm bằng hữu. Nhưng bây giờ quá đáng tin. Trác huynh, hôm nay cái này cả tầng lầu đều bị thế gia đệ tử bao, chính là vì có thể càng rõ ràng kiến thức cái này Khuyển Nhung khách đến thăm. Long Hành Vân đem Trác Phàm một đoàn người dẫn tới một chỗ ngồi trước cười nói. Tạ Thiên Thương khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay y nguyên nắm chặt không thả, chỉ là không biết bên trong có bao nhiêu cao thủ. Ai, võ si. Trác Phàm cùng Long Hành Vân liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Đi qua Bách Gia Tranh Minh về sau, cái này Tạ Thiên Thương tính khí vẫn là một chút không thay đổi. Lúc này, Khuyển Nhung đại đội còn chưa vào thành, Trác Phàm khóe mắt liếc qua hướng bên cạnh liếc đi, lại chính gặp một bóng người né tránh, ngưng mắt xem xét, lại là một trận bất đắc dĩ, kêu lên, Nghiêm Phục, ngươi đến xem náo nhiệt không gọi tới ta sao. Đang chuẩn bị tránh xuống lầu Nghiêm Phục, không khỏi khẽ giật mình, lại là rực rỡ cười một tiếng, gãi gãi đầu đi vào bên cạnh hắn. Lúng túng nói, Trác quản gia, ta ngẫu nhiên đi ngang qua. Thế nhưng là, còn không đợi hắn vừa dứt lời, một tiếng quen thuộc hơn duyên dáng gọi to liền vang vọng tại trong tai mọi người, Nghiêm Phục, sư phụ ta sư bá đến, còn không mau mau chuẩn bị chỗ ngồi. Ách, Tiếu Đan Đan mang theo Thanh Hoa cùng Mẫu Đơn lâu chủ tới, lại đúng lúc nhìn đến Trác Phàm cái kia quái dị ánh mắt, bất giác gương mặt một đỏ, lúng túng cúi thấp đầu. Trác huynh, thực không dám giấu giếm, bọn họ đã sớm làm đến cùng đi. Chỉ là ngươi quá bận rộn công vụ, không biết mà thôi. Long Hành Vân thừa cơ đánh tới tiểu báo cáo, một mặt tà cười. Trác Phàm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn hai người, các ngươi. Nghiêm Phục nhất thời liền hoảng sợ run một cái, câm như hến, không dám lên tiếng. Người nào không biết, trước kia Tiếu Đan Đan thế nhưng là điên cuồng mê luyến Trác Phàm, tuy nhiên Trác Phàm không để ý tới nàng. Nhưng cứ như vậy âm thầm nảy ra cao đại quản gia chân tường. Trước kia ngày bản tính, hạ chàng có thể nghĩ. Mẫu Đơn lâu chủ tựa hồ cũng nhìn ra hai người khiếp đảm, không khỏi phượng mi một lập, mắng, thế nào, Trác Phàm, người không muốn ta nhà Đan Đan, chẳng lẽ còn muốn cái chốt nàng cả một đời à, vậy cũng quá bá đạo. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm không nói gì, chỉ là hai con người yên tĩnh tại trước người hai người băn khoăn. Thẳng đem hai người nhìn đến một trận sợ mất mật về sau, mới tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, cười lớn một tiếng,
hung hăng vỗ vỗ Nghiêm Phục bả vai nói, ha ha ha. Làm tốt lắm. Như thế thoải mái cười to, quả thực giống ném đi một cái túi lớn giống như vui vẻ. Mọi người tại đây nghe đến, tất cả đều gương mặt co lại, tức xạ mặt lại thẳng tắp rủ xuống. Ách! Nghiêm Phục bất giác khí tức trì trệ, tâm lý ngũ vị tạp trần. Nguyên bản Trác Phàm không có trách tội tới hắn, hắn chắc là cao hứng mới đúng a. Thế nhưng là nghe lời này ý tứ, làm sao như thế không đúng vị chút đấy, tốt như chính mình là kiếm người ta không muốn đổ bỏ đi một dạng, chính mình là hiệp sĩ đổ vỏ sao. Tiếu Đan Đan nghe đến cũng là đầy miệng đắng chát, cảm thấy một khỏa hỏa nhiệt tâm có chút thất lạc. Trác Phàm như thế bộ dáng, không thể nghi ngờ hướng tất cả mọi người triển lãm một chút, nàng Tiếu Đan Đan căn bản chưa từng có đi vào qua Trác Phàm tâm lý, Trác Phàm cũng căn bản không có xem nàng như chuyện. Nhiều lắm thì cái gánh vác mà thôi. Nhìn đến chính mình đệ tử cái kia hưu quạnh ánh mắt, mẫu đơn lâu chủ bao che cho con bạo tính khí nhất thời lại xuất hiện, mắng to, ha ha, Trác Phàm, người cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ người đối với ta nhà Đan Đan thì một chút không có lưu luyến à, cũng quá vô tình vô nghĩa à. Thế nhưng là lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía nàng, một mặt im lặng. Đón lấy, chỉ có thể là cảm thán lắc đầu. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, quả nhiên không dễ đoán a. Thanh Hoa lâu chủ ở một bên, có chút xấu hổ, nhẹ nhàng lôi kéo mẫu đơn lâu chủ quần áo, thầm quát lên, người ta đối Đan Đan có ý tứ, không chịu buông tay, người mắng, người ta đối Đan Đan không có gì hay, căn bản không so đo, người cũng mắng. Người đến cùng để người ta như thế nào xử sự, chẳng lẽ nói, để bọn hắn vì mỹ nhân quyết đấu, đánh nhau chết sống, người mới hài lòng không? Cái này, mẫu đơn lâu chủ không khỏi trì trệ, lại là không phản bác được. Hai người quyết đấu, cái kia Nghiêm Phục cùng Trác Phàm là một cái cấp bậc sao? Nếu là thật sự muốn tranh giành lời nói, ai có thể tranh đến qua tiểu tử kia? Nàng chẳng qua là cảm thấy, Trác Phàm như thế vô tình trả lời, lại là quá đau đớn nàng đệ tử tâm. Dù sao, nàng đệ tử thế nhưng là một cách toàn tâm toàn ý chờ hắn hơn 7 năm. Nếu không phải là khuynh thành sự kiện kia lời nói không chừng. Ai, dạng này cũng tốt, thở dài một tiếng, mẫu đơn lâu chủ tựa hồ nghĩ thông suốt, liền vỗ vỗ Tiếu Đan Đan bả vai, an ủi một chút nàng, sau đó đem Nghiêm Phục gọi vào bên người, thật tốt dạy bảo một phen. Nghiêm Phục nhìn Trác quản gia liếc một chút, xin chỉ thị hắn ý tứ, Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, thúc giục nói, ngươi nhanh đi, tương lai mẹ vợ hướng ngươi vẫy chào đây. Thật tốt nghe người ta điều tra a. Ngươi im miệng, mẫu đơn lâu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác chừng Trác Phàm liếc một chút. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cùng người không việc gì một dạng, xoay người, nhìn hướng đường phố phía dưới, tâm lý lại là vui vẻ nở hoa. Trong lòng hắn, Tiếu Đan Đan cũng là cái hoa si mê gái trai, đi theo hắn sau lưng theo đuôi, hiện tại có người tiếp nhận, có thể thoát khỏi nàng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vĩnh Ninh công chúa ở một bên mắt thấy hết thảy, hướng Lạc Vân Thường nghe ngóng tiền căn hậu quả về sau, bất giác một trận thổn thức. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng ngưng trọng dị thường lên. Xem ra cái này nhà Triệu Phú muốn treo ngược lên, còn rất khó khăn. Giống. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên trường ngâm vang lên, Hồng Đại Đế Đô cổng thành ầm ầm mở ra, tiếp lấy liền gặp từng đầu dương nanh múa vuốt hung thú, đạp lên chỉnh tề tốc độ. Hướng nội thành chậm rãi đi tới. Nội thành bách tính gặp, bất giác càng thêm sôi trào. Dù sao, bọn họ có người chỉ sợ liền linh thú đều chưa thấy qua, thì càng đừng đề cập cái này cấp 5 linh thú. Nguyên bản ồn ào tầng lầu, cũng là đột nhiên yên tĩnh, Trác Phàm bọn người toàn bộ ánh mắt ngưng tụ, hướng về phía trước nhìn sang. Đã thấy người cầm đầu 5 nam một nữ, đều là thân thể vượt cấp 5 linh thú, uy phong lẫm liệt. Khí thế cường đại, bất giác để bên cạnh mọi người cùng nhau hướng về sau lùi lại, không dám nhìn thẳng, ngược lại là nơi xa người, có thể rõ ràng mà nhìn đến, cái kia cùng trời vũ hơi có khác biệt dị tộc bề ngoài. Riêng là nữ tử kia, càng là kinh diễm vô cùng, có một loại cùng trời vũ nữ tử khác biệt tà mị khí chất tại thân, khiến rất nhiều nam tử ngăn không được ý loạn tình mê, ngụm nước chảy ròng. Ừng ực, nuốt nước miếng một cái, Long Hành Vân ánh mắt híp lại. Gật gù đắc ý, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sắc lang. Bên cạnh chư nữ, cùng nhau trợn mắt chừng một cái, hung ác nguyết hắn một cái.
nghe nói Khuyển Nhung lấy ngự thú chi thuật nổi tiếng, coi là thật muốn mở mang kiến thức một chút, bọn họ người thú hợp nhất có bao lớn uy lực. Bang một tiếng, Tạ Thiên Thương trường kiếm chỗ chuôi kiếm đã là lóe ra khiếp người kiếm mang, hai mắt càng là chiến ý tăng vọt, hận không thể hiện tại thì lao xuống đi đại chiến một phen giống như. Mọi người liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, võ si. Long Hành Vân càng là đuổi vội vàng khuyên nhủ, ai ai ai, đây là hai nước kết giao, cũng không thể làm to chuyện a. Riêng là, không thể đối mỹ nữ kia xuất thủ, hắc hắc hắc. Trác Phàm không có nghe bọn họ nói bậy, chỉ là chăm chú nhìn cái kia một đội nhân mã, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Người cầm đầu, ba cái thiên huyền cảnh, ba cái thần chiếu cảnh, 1000 tinh kỵ, đều là đoán cốt cảnh. Lại thêm 1300 cấp linh thú cùng 6 cái cấp 5 linh thú, chỉ là như thế đội hình, thật có thể uy hiếp được Lạc Gia sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thở dài, lại là không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm, người đang nhìn cái gì? Công chúa nhìn thấy hắn một hồi lắc đầu thở dài, một hồi lại thần sắc ngưng trọng, không nguyên do hứng thú, hỏi. Nhìn kỳ quặc, mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Nghe được lời này, công chúa lại là càng thêm nghi hoặc, kỳ quặc, có cái gì kỳ quặc? Hừ, đã nói là kỳ quặc, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhìn ra. Ta nếu như biết rõ có cái gì kỳ quặc, cũng không cần nhìn, ngu ngốc. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm hừ nhẹ lên tiếng. Công chúa nghe đến, gương mặt một đỏ, hung tợn nguyết hắn một cái, tức giận đến ngoác miệng ra ba. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời vang tận mây xanh, Khuyển Nhung sứ đoàn chỉnh cái đại đội cùng nhau dừng lại. Trác Phàm bọn người nhìn về phía trước, lại chính gặp vì thủ vị trí, một cái khôi ngô đại hán dưới trướng, cái kia cấp 5 linh thú lắc đầu vẫy đuôi, nộ hống liên tục. Mà trước mặt nó, lại là một cái chỉ có 5-6 tuổi đại tiểu hài đồng, khóc nỉ non không ngừng, ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, một cái tóc trắng xóa lão tẩu bỗng nhiên xông ra đám người, vội vàng đem đứa bé kia ôm lấy, hướng mọi người cúi đầu khom lưng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đập vào các vị, lão hủ cái này đem hắn ôm trở về. Không có gì đáng ngại, lão bá. Trong sứ đoàn tên kia duy một nữ tử, cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay. Thế nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời, đại hán kia cũng đã nhếch miệng cười một tiếng, không buông tha nói, thiên vũ người đều như thế không có thể thống sao. Lão tử thế nhưng là Khuyển Nhung quốc tướng quân, ngươi một con kiến hôi dám đập vào bản tướng quân, thì là đối ta nhóm Khuyển Nhung bất kính. Như hai nước khai chiến, ngươi gánh xứng đáng sao? Thôi đi, trang bức, hai nước như dễ dàng như vậy khai chiến, sớm mẹ hắn đánh lên, sẽ còn đợi đến tại lúc này. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, hừ lạnh lên tiếng. Công chúa thì là bưng bít lấy môi son, cười liên tục gật đầu. Còn lại thế gia công tử, cũng toàn đều khẽ vuốt cằm, khinh miệt nhìn về phía cái kia khôi ngô đại hán. Hắn bộ này giải thích, cũng liền lừa gạt một chút bần dân chúng mà thôi. Giống bọn họ dạng này kiến thức phi phàm thế gia, lại là vạn vạn sẽ không tin tưởng cái kia phiên lời nói dối. Thế nhưng là, lão đầu kia còn cũng là một phổ thông người dân, nghe xong chuyện hôm nay có thể sẽ gây nên hai nước giao phong, không khỏi dọa đến chân đều mềm. Như việc này là thật, vậy hắn nhưng chính là dẫn đến sinh linh đồ thán thiên cổ tội nhân a. Kết quả là, người kia không nói hai lời, vội vàng quỳ rạp trên đất, cầu đạo, đại nhân tha mạng, hết thảy chịu tội đều tại tiểu dân, chớ đem sự tình làm lớn a. Đại hán kia không khỏi một trận tà tiếu. Trong mắt đều là khinh miệt, vị nữ tử kia lại là nhíu mày, nguyết hắn một cái, trách mắng, cha kéo hy hữu, không muốn lại náo. Hắc hắc hắc, tiểu thư yên tâm, chỉ là cầm mấy cái thiên vũ tiểu lâu la vui vẻ một chút, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tùy ý khoát khoát tay, đại hán kia vừa nhìn về phía lão nhân nói, để lão tử không tìm thiên vũ phiền phức có thể, lão tử là đại nhân có đại lượng. Bất quá lão tử dưới thân đầu này tỏa kỵ, lại là có một cái dở hơi. Cái kia chính là, phàm là đập vào qua nó đồ vật, nó đều muốn đem hắn nuốt mất mới được, nếu không vẫn cáu kỉnh, gián tiếp ảnh hưởng lão tử tâm tình. Ngươi nói, nên làm thế nào cho phải? Lời vừa nói ra, lão nhân kia bất giác quá sợ hãi, hắn lời này ý tứ, không phải liền là muốn đem cháu mình đút cho hắn con linh thú này ăn sao? Mà lại, còn muốn chính mình tự mình hứa hẹn đi đút ăn.
Cái này khiến hắn, làm sao có thể xuống tay được. Vị nữ tử kia tựa hồ cũng nhìn không được, cả giận nói, cha kéo hy hữu, qua loa cho xong chuyện là được, ngàn vạn đừng quá mức. Hắc hắc hắc, tiểu thư, chỉ là chơi đùa, không có gì lớn không. Đại hán kia từ chối cho ý kiến cười cười, một đôi tà dị song đồng, vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới lão nhân, nhìn hắn như thế nào đem chính mình cháu trai ruột, đút tới hắn cái này linh thú trong miệng. Con linh thú kia cũng là dương nanh múa vuốt, liếm liếm tinh hồng bờ môi, trong mắt đều là huyết tinh ánh sáng. Hừ, thật sự là buồn cười, vậy mà chạy đến chúng ta Thiên Vũ địa phương hung hăng càn quấy, cũng quá không coi ai ra gì đi. Đụng một tiếng, đập vỗ bàn, Tạ Thiên Thương hai mắt tóe lửa, một chi trường kiếm đã là phải lập tức ra khỏi vỏ. Thế nhưng là Long Hành Vân lại là vội vã khuyên nhủ, Tạ huynh, bọn họ là đáp ứng lời mời mà đến, liền triều đình đều không có ra mặt, chúng ta ra mặt tính toán chuyện gì xảy ra. Chớ có gây phiền toái. Hắc, đường đường ngự hạ gia tộc, cũng sợ gây phiền toái. Nghe được lời này, công chúa không khỏi tức giận cười, bình thường không có thấy các ngươi thiếu gây phiền toái, hiện tại cũng không dám gây. Gan nhỏ quỷ, Trác Phàm, cùng bản công chúa đi giáo huấn bọn họ. Muốn đi ngươi đi, ta lười đi. Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến nói, ngươi cũng nói, bình thường loại sự tình này, ngự hạ thất gia cũng làm đến không ít, quản được tới sao? Đúng, Tiếu Đan Đan, ngươi trước kia không phải cũng là tội ác chồng chất sao? Ta, Tiếu Đan Đan bất giác gương mặt một đỏ, xấu hổ cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, lúc đó ta không phải khí ở trong lòng, phạm hồ đồ a, tại sao lại đem việc này xách đi ra? Còn có Nghiêm Phục, ngươi cũng không phải vật gì tốt đi. Trác Phàm liếc Nghiêm Phục liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Nghiêm Phục ngược lại là rất thản nhiên, không sai gật đầu, không sai, trước kia theo sư phụ ra ngoài, xác thực phách lối mấy lần. Bất quá từ khi tiến lạc ra, gia quy xâm nghiêm, liền không có nhiều như vậy cơ hội. Nói tốt, hôm nào dẫn người đi trang cái bức. Ba một tiếng, đánh cái búng tay, Trác Phàm cười tà nói, nhìn đến a, công chúa, đừng nhìn chúng ta bình thường cỡ nào ngăn nắp, cái gì ngự hạ gia tộc, thực chất bên trong đều là ác nhân, cùng phía dưới những người kia không có gì khác biệt. Ngươi để cho chúng ta một đám ác nhân, đi quản hắn ác nhân nhàn sự, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Công chúa bất giác trì trệ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, ngươi không đi, ta đi. Thế nhưng là, nàng vừa dứt lời, phía dưới vị lão giả kia cũng ôm lấy chính mình cái kia ngao ngao khóc lớn cháu trai, hai bên do dự, nhẫn thụ lấy giày vò lúc, một đạo giọng dịu dàng quát lạnh, lại là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Các vị là Huyền Nhung khách quý, nhưng khách cũng là khách, có đảo khách thành chủ đạo lý sao? Bạch! Một bóng người xinh đẹp xẹt qua, Vân Sương bỗng nhiên đứng tại cái kia hai ông cháu trước người, trợn mắt nhìn. Trác Phàm nhìn đến, bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại là bất đắc dĩ thở dài. Người khác nhàn sự hắn có thể mặc kệ, nhưng người mình a, thì coi là chuyện khác. Trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười dữ tợn, thừa cơ thử một chút Huyền Nhung sâu cạn đi. Là Sương Nhi, Vĩnh Ninh công chúa ánh mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô. Bọn người người nhìn thấy, cũng là trong mắt ngưng tụ, liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này, đế quốc thánh nữ thế mà lại chạy ra đến. Trong lúc nhất thời, trong tử lâu các thế gia con cháu đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ai cũng biết, từ khi đại tế ti bỏ mình về sau, đế quốc thánh nữ cũng là trong mắt mọi người bảo bối, không có thể thay thế tồn tại. Vì bảo vệ nàng an nguy, coi như đập vào Huyền Nhung sứ đoàn, cũng không có gì lớn không. Thế nhưng là điểm này, Huyền Nhung những người kia nhưng lại không biết, cưỡi tại cái kia cấp 5 linh thú trên thân cha Lạp Hán càng là khinh thường cười cười, khinh miệt nói tiểu nha đầu, người muốn tìm cái chết có phải hay không, ngay cả chúng ta Huyền Nhung sứ đoàn nhàn sự cũng dám quản. Các ngươi hoàng đế không dạy qua các ngươi như thế nào đãi khách sao? Đã biết mình là khách nhân, vậy liền cái kia khách theo chủ liền, thiên hạ cũng không có như thế làm càn khách nhân. Vân Sương không sợ hãi chút nào, lạnh lùng lên tiếng. Cha Lạp Hãn hung hăng chừng nàng liếc một chút, lại là lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha. Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng, liền xem như khách theo chủ liền, cũng phải nhìn chủ nhà có hay không cái này năng lực.
hôm nay lão tử liền muốn cầm cái này hai ông cháu, làm lão tử tòa này kỵ nha tế, nhìn cái này thiên vũ chủ nhân, lại có thể làm khó dễ được ta. Một tiếng cười như điên phát ra, cái kia cha lạp hãn liền một sắt đầu thú, tại một đạo chấn thiên tiếng gào thét bên trong, cái kia hung thú tanh hôi huyết tinh miệng lớn liền bỗng nhiên hướng cái kia hai ông cháu phóng đi. Không muốn, trong mắt không khỏi co rụt lại, Vân Sương vội vàng bay người lên trước, nhất trưởng đánh về phía con linh thú này đầu. Bất quá cha lạp hãn lại là căn bản khinh thường một chú ý, khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, toàn thân khí thế bỗng nhiên thả ra. Giống như là đụng phải một mặt vô hình vách tường giống như, Vân Sương nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất lúc, bạch 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 liền lùi mấy bước không thôi. Ha ha ha, một cái thiên huyền cảnh tiểu nha đầu, thế mà cũng dám quản loại này nhàn sự, thật không biết là người nào cho ngươi lá gan. Cha lạp hãn điên cuồng chế giễu, trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc. Vân Sương thì là trong lòng khẩn trương. Mắt thấy cái kia hai ông cháu lập tức liền muốn táng thân linh thú khuyển nha bên trong, trong lòng như giống như lửa thiêu, trong hai con ngươi đã đầy tràn nước mắt. Buồn bã ta thương sinh, gặp nạn khổ nhiều. Cái kia hai ông cháu cũng là hai mắt nhắm chặt, tựa hồ biết mình chạy không khỏi cái này tai họa bất ngờ, cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp nhận cái này ngoài ý muốn tai họa buông xuống. Cái kia khuyển nhung nữ tử giật mình, vội vàng quát nói, cha lạp hãn. Đừng làm rộn, mau dừng tay. Thế nhưng là, hết thảy đã muộn, cái kia cha lạp hãn tựa hồ hoàn toàn không có muốn nghe nữ tử kia mệnh lệnh ý tứ, đã rơi vào bạo ngược điên cuồng, trong mắt đều là huyết tinh chi sắc. Vây xem mọi người, toàn cũng không có cách nào thở dài, mất mát lắc lắc đầu. Chỉ là một cái bình dân, đập vào khuyển nhung sứ đoàn, đã định trước không có có kết quả gì tốt ha. Mà lại, việc quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao, lại có mấy người nguyện ý đi ra quản cái này nhàn sự đâu. Thánh nữ tuy nhiên tính toán một cái, đáng tiếc nàng hữu tâm vô lực a. Sau đó hô, ngay tại tất cả mọi người lắc đầu thở dài trong ánh mắt, con linh thú này bén nhọn hung răng đã tới gần hai ông cháu trước người. Cái kia khí thế cường hãn, làm cho hai người hô hấp đều ngăn không được dừng lại. Phốc! Đột nhiên, một tiếng vang trầm phát ra. Cái kia cuồng bạo khí thế bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, linh thú vào tới trước thân thể cũng là cứng tại nguyên chỗ, chỉ có cái kia mùi hôi thối còn một mực phiêu tán trên không trung, thật lâu không rời. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, cha lạp hãn nhìn lấy người trước mặt, không khỏi lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Vây xem mọi người cũng là kinh hô một tiếng, trên mặt lại xuất hiện hy vọng chi sắc là hắn. Hai ông cháu còn không rõ ràng cho lắm. Chỉ là yên tĩnh chờ đợi tử vong hàng lâm, nhưng cảm giác cái kia hung thú chậm chạp không đến, liền cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai con ngươi, lại là đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy giờ này khắc này, con mãnh thú kia thân thể khổng lồ, đã bị một cái hiện ra hồng mang cánh tay phải nhẹ nhõm đỡ được, mà đứng tại trước mặt bọn hắn là một vị tóc trắng phơ phiêu nhiên công tử trẻ tuổi. Người này, bọn họ lại quá là rõ ràng, từ khi hoàng thành bên ngoài nhất chiến về sau. Chỉ sợ thiên vũ đế đô thành bên trong, không có người không biết. Thiên vũ không thể nhất trêu chọc hung thú, Trác Phàm, thình lình xuất hiện. Làm sao có thể? Lúc trước còn sắc mặt lạnh nhạt khuyển nhung mọi người, thấy tình cảnh này, không khỏi tất cả đều kinh ngạc lên tiếng. Riêng là cái kia cha lạp hãn, càng là trong mắt ngăn không được chuyển động, lóe ra khiếp người chiến ý. Thế mà chỉ dựa vào một cái tay lực lượng, liền đem một đầu cấp 5 linh thú đỡ được. Thiên Vũ, có như thế thần lực người sao? Mà trong tử lâu, nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ những cái kia thế gia con cháu, một khỏa sao động tâm, cũng phút chốc bình tĩnh trở lại. Có thậm chí như xem náo nhiệt đồng dạng, hai chân chéo nguẫy. Bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần Trác Phàm xuất thủ, sự kiện này trên cơ bản không có gì lo lắng. Kết quả đại thể chỉ là, bọn họ bị Trác Phàm giáo huấn cực kỳ thảm, tương đương thảm cùng vô cùng thê thảm khác nhau mà thôi. Tạ Thiên Thương lạnh lùng nhìn phía dưới, trên mặt tựa hồ có chút bất mãn, thì thào lên tiếng, cái này Ngụy quân tử, vừa mới hắn còn nói không nhúng tay vào việc này, hiện tại lại cái thứ nhất liền chạy đi lên. Ha ha ha, cái này không vừa vặn a, như loại này đại phiền toái, cũng chỉ có hắn trêu chọc được, Tạ huynh, ngươi thì chớ để ý. Long Hành Vân cười lớn một tiếng, chậm rãi khoát khoát tay. Bọn người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu. Biểu thị tán đồng.
giống khuyển nhung sứ đoàn dạng này cường long nhập cảnh, Trác Phàm cái này địa đầu xà không lên, ai còn có thể lên nổi. Không có để ý mọi người cái kia ánh mắt kinh dị, Trác Phàm chỉ là liếc mắt liếc từng cái mới hai ông cháu, thản nhiên nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn thật muốn làm xúc sinh này nha tế sao. Lão hán kia khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy cháu trai chạy ra xa, còn liên tục không ngừng đối Trác Phàm gật đầu nói tạ, đa tạ Trác quản gia đại ân cứu mạng, lão hủ vĩnh sinh không dám quên. Lớn mật, mà cái kia cha lạp hán gặp này, lại là một mặt giận dữ, trong tay một chảo linh thú lông tóc, cái kia cấp 5 linh thú liền nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng lúc lắc đầu lâu, muốn theo Trác Phàm trong tay tránh thoát. Thế nhưng là, Trác Phàm cái kia kỳ lân tí liền phảng phất kìm sắt đồng dạng, để nó vô luận như thế nào đều thoát khỏi không. Song đồng bất giác ngưng tụ, Trác Phàm giận hừ một tiếng, hơi vung tay, đụng. Làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh, cái kia cấp 5 linh thú còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã là bị hung hăng ngã trên mặt đất, giống như ngã một kiện phá vải bố giống như, trong nháy mắt mất đi ý thức. Mà cái kia cha lạp hãn thì là vội vàng bay lên trên không, vừa giận vừa sợ mà nhìn xem Trác Phàm, cái này sao có thể, chỉ là một cánh tay lực lượng liền đem một đầu cấp 5 linh thú ngã choáng, người này đến tột cùng thần thánh phương nào. Tới thiên vũ trước đó, cũng chưa từng nghe nói a. Còn lại khuyển nhung đoàn mọi người, cũng là một mặt kinh hãi, nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, càng thêm kinh ngạc. Tốt, Trác quản gia uy vũ. Trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng, bọn người người liền cùng nhau khua tay quyền đầu liên tục hét lớn, Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia. Tiếng la chấn thiên, âm thanh chấn thương khung. Khuyển nhung đoàn đám người, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy chung quanh, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt kinh nghi càng sâu. Quản gia, trẻ tuổi như vậy quản gia, còn có như vậy thần lực, đến tột cùng thuộc thiên vũ cái nào cỗ thế lực, trước kia làm sao chưa từng nghe nói. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn uy vọng còn rất cao, giống như tất cả mọi người nhận biết một dạng. Đáng chết, những tin tình báo kia bộ môn đến tột cùng là làm sao làm việc, dạng này tồn tại. Liền phổ thông người dân đều biết rõ cao thủ, chúng ta bên kia thế mà không có chút nào rõ ràng, thật sự là phế vật một đám. Không có xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm trực tiếp hướng Vân Sương đi đến, Vân Sương cũng là lộ ra vui vẻ nụ cười, trong lòng an tâm không ít. Không biết sao, tựa hồ chỉ muốn Trác Phàm xuất hiện, bất luận cỡ nào gian nguy tình cảnh, nàng đều hội yên lòng. Tựa hồ Trác Phàm bản thân, cũng đủ để cho nàng mang đến loại an toàn này cảm giác. Trác quản gia. Thế mà, hai người cũng còn chưa mở miệng, một tiếng duyên dáng gọi to lại là đột nhiên xuất hiện, Vĩnh Ninh công chúa lôi kéo Nghiêm Phục vội vã xuyên qua đám người, chạy đến Vân Sương trước mặt, hướng Trác Phàm luôn mồm xin lỗi nói, thật xin lỗi, Trác quản gia, ngươi để cho chúng ta đi mua sắm hàng hóa, chúng ta có chút trì hoãn, ngài cũng đừng trách cứ chúng ta. Tuy nhiên chúng ta chỉ là nô tỳ gia đình, tại ngài trong mắt có lẽ không có ý nghĩa, nhưng chúng ta cũng đều hết sức. Ai ngờ hôm nay có người chắn đường a. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, còn không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến Vĩnh Ninh một mực đối với mình nháy mắt ra hiệu, liền rõ ràng hết thảy, nhịn không được cười lên tiếng. Nhà đầu này cùng chính mình ở chung thời gian không nhiều, nhưng trang bức thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều tinh tiến a. Khuyển nhung mọi người thì là càng thêm hoảng sợ, lẫn nhau nhìn xem, tràn đầy thật không thể tin khuôn mặt. Làm sao? Chẳng lẽ nói vừa mới cô nương kia, còn có cái này mới tới tiểu tử, chỉ là gia đình nô tỳ thân phận sao? Thật sâu nhìn hai người liếc một chút, khuyển nhung sứ đoàn mọi người tâm đều lạnh một nửa. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là cái nào gia tộc như thế xa hoa, dùng thiên huyền cao thủ làm gia đình nô tỳ à? Không phải đã nói, thiên vũ các đại thế gia, thiên huyền cảnh đều là làm trưởng lão sao? Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Khuyển nhung mọi người cuống họng cũng không khỏi đến hơi khô chát. Nhìn lấy tại chỗ những người này, tràn đầy hồi hộp. Nếu như nói, một cái thế gia liền gia đình loại này tầng dưới chót nhất tồn tại, đều là thiên huyền cảnh cao thủ lời nói, vậy bọn hắn chấp sự, trưởng lão, gia chủ, cung phụng, như thế nào nhân vật đáng sợ? Mà dạng này thế gia, tại thiên vũ còn có bao nhiêu? Tuy nói bọn họ sớm đã nghĩ đến, thiên vũ khắp nơi tàng long ngọa hổ. Nhưng cái này giấu cũng quá sâu đi. Không,
thế này sao lại là cất giấu, liền phổ thông người dân đều biết, căn bản chính là quang minh chính đại danh môn vọng tộc. Đáng chết hô liền củi, người nhà tình báo công tác làm thế nào? Trong lúc nhất thời, Khuyển Nhung tất cả mọi người hung tợn nhìn chằm chằm sau lưng một cái cưỡi tại một đầu cấp 5 linh thú phía trên, gầy cùng cây gậy dạng trung niên nhân, trong mắt giống như muốn ăn hắn một dạng. Người kia cũng là một mặt mê mang, xấu hổ cúi thấp đầu. Hắn làm sao biết, Thiên Vũ lúc nào chạy ra mạnh mẽ như vậy gia tộc? Chẳng lẽ, bọn họ đang hư trương thanh thế? Thế nhưng là, xem xét Trác Phàm chỗ đó, hắn cũng chỉ có thể than thở, không có tính khí. Tuy nhiên Trác Phàm chỉ là thiên huyền tam trọng tu vi, nhưng có thể một cái tay đem cấp 5 linh thú ngã choáng, cái này là bực nào thần lực, chỉ sợ liền cha lạp hãn đều khó mà địch nổi. Có dạng này quái vật làm quản gia, coi như gia đình nữ tỷ đều là thiên huyền cao thủ, vậy cũng không có gì kỳ quái đi. Trong lúc nhất thời, Khuyển Nhung tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm một đoàn người, tất cả đều là một mặt ngưng trọng biểu lộ, lại không có lúc trước hung hăng càn quấy. Trong tử lâu các thế gia đệ tử gặp này, lại toàn cũng nhìn không được gương mặt co lại, trong lòng không còn gì để nói. Trác Phàm đem những này người đều làm hư, đều tập thể học được đùa nghịch hung ác bá đạo. Nếu biết chậm trễ thời gian, còn không mau đi. Nếu là lầm canh giờ, nhắm chúng thiếu chủ không cao hứng, ta chịu trách nhiệm không nổi, các ngươi càng chịu trách nhiệm không nổi. Hơi hơi kéo kéo tay áo, Trác Phàm hướng mọi người đi tới, dứt khoát cùng bọn họ trò xiếc diễn tiếp. Khuyển Nhung mọi người gặp, trong lòng cùng nhau siết chặt. Như thế nhân vật nghiêu bức, thế mà còn e ngại nhà bọn hắn thiếu chủ. Có thể thấy được thế gia này gia quy có nhiều nghiêm, lại có bao nhiêu cao thủ trợ trận. Cho nên tại, giống như vị này quản gia thiên sinh thần lực cao thủ, thế mà trong nhà không có cao như vậy địa vị, còn muốn ngửa thiếu chủ hơi thở. Ai cũng biết, nhiều bức người, đều là gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, ở gia tộc địa vị cao thượng, gia chủ thượng muốn cho ba phần chút tình mọn, huống chi là thiếu chủ. Thế nhưng là nghe hắn ngữ khí, có vẻ như hắn trong nhà còn không tính là gì, cái kia gia tộc này đáng sợ đến cỡ nào a? Phốc, Vĩnh Ninh cùng Vân Sương liếc nhìn nhau, trong lòng cười thầm, vây xem mọi người cũng là cười trộm không thôi. Trác Phàm sự tình, cả ngày vũ người đều biết. Mặc dù đỉnh cái quản gia tên, nhưng là danh phó thực lạc gia gia chủ. Cũng chỉ có những thứ này ngoại lai, mới có thể bị hắn lần lượt trêu đùa. Bất quá sự thật xác thực như thế, Khuyển Nhung những người này hiện tại thật đúng là hoảng sợ phải cẩn thận lá gan bịch bịch trực nhảy. Vốn là bọn họ coi là mang đến nhân mã đủ để lớn mạnh thế, lấy bọn họ trước kia tình báo đến xem, Thiên Vũ hẳn không có một cái gia tộc, dám cùng bọn hắn ngạnh bính đi. Nhưng là hiện tại xem xét, lại căn bản không phải chuyện như vậy. Một cái liền gia đình đều là thiên huyền cao thủ, quản gia đều là thần lực quái vật gia tộc, còn có cái gì không dám làm. Đối mặt bọn hắn Khuyển Nhung sứ đoàn, quản gia kia không thì không chút lưu tình đem bọn hắn tỏa kỵ cho lật tung sao. Nghĩ đến là ỷ vào gia tộc uy thế, mới mặc xác bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Khuyển Nhung mọi người bất giác đều có chút thu liếm. Lại không lúc trước cái kia phách lối khí diễm, trung gian một vị tướng mạo có chút anh tuấn công tử trẻ tuổi, càng là ôm ôm quyền nói, vừa mới ta bộ hạ này lỗ mãng, nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Hiếp yếu sợ mạnh, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là, nói trở lại, làm một nước sứ đoàn, ở trước mặt mọi người như thế ăn nói khép nép bồi tội, đã đầy đủ đáng quý. Bất quá, Trác Phàm lại căn bản thì không có để ý đến bọn họ, thậm chí ngay cả liếc một chút đều không nhìn bọn hắn, chỉ là chăm chú nhìn Vân Sương bọn họ, lạnh lùng nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi mua sắm. Buồn cười, cha lạp hãn trong mắt bất giác giận dữ, song quyền hung hăng nắm chặt, một đôi thiêu đốt lên liệt diễm song đồng, chăm chú nhìn Trác Phàm phương hướng. Vĩnh Ninh công chúa gặp này, trong lòng cười trộm, tựa hồ còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn. Nhất chỉ Khuyển Nhung sứ đoàn, cố ý nói, Trác quản gia, hiện tại đường đều bị bọn họ chặn, chúng ta làm sao đi mua sắm a? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn Vĩnh Ninh liếc một chút, chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy vẻ giảo hoạt, làm sao không biết nàng quỷ tâm tư. Bất quá dạng này cũng tốt, kích động những người kia xuất thủ, thăm dò bọn họ hư thực, đúng là hắn tâm hướng tới. Các ngươi chờ một lát,
lập tức liền tốt. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm bỗng nhiên quay người, đi hướng Khuyển Nhung sứ đoàn trước mặt, trong mắt đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đế đô đường cái, là cho người đi, không phải cho súc sinh trà đạp. Bốn cái chân đồ vật, tốt nhất đều cút ra ngoài cho ta, cản ta đường. Ngươi nói cái gì? Cha Lạp Hãn giận dữ, toàn thân khí thế mãnh liệt bộc phát ra, một thân bắp thịt cũng là chăm chú kéo căng lên, uyển như cương thiết giống như cứng rắn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ như núi lửa giống như hoàn toàn bạo phát đi ra một dạng. Cái kia công tử trẻ tuổi gặp này, sắc mặt cũng hơi hơi biến biến, sắc mặt âm trầm xuống, xem ra Trác Phàm lời ấy đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Khuyển Nhung lấy ngự thú làm trưởng, nhiều năm cùng linh thú làm bạn, để bọn hắn đánh rơi linh thú, chẳng khác nào để bọn hắn từ bỏ vũ lực cùng tôn nghiêm, là bọn họ tuyệt đối không cách nào đáp ứng. Mà thấy tình cảnh này, trong tử lâu các đại thế gia con cháu, không khỏi đều lộ ra một bộ không sai cười lạnh. Trác Phàm phong cách hành sự, bọn họ thật sự là không thể quen thuộc hơn được, cái kia chính là điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Mỗi lần Trác Phàm hành động trước, đều muốn khiêu khích trước đối phương, làm cho đối phương xuất thủ trước về sau, lại động thủ. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là lão tử đánh ngươi, còn muốn đến cái ý, đây chính là ngươi động thủ trước, để người khác không lời nào để nói. Có bao nhiêu người, là bị Trác Phàm hung ác ngược một trận, còn không có chỗ giải oan đi, chỉ có thể thầm ngậm bồ hòn. Điểm này, tại chỗ tất cả mọi người biết, Trác Phàm âm hiểm và hung ác thế nhưng là nổi danh. Chỉ có cái này Khuyển Nhung đám người, mới tới mới có thể không rõ nội tình, mắt thấy là phải chồng vào đi. Tất cả mọi người trong lòng cười lạnh, chờ lấy xem bọn hắn chuyện cười. Để ngươi nha phách lối, không biết nhìn thấy Trác Phàm cúi đầu đi ra ý à? Thanh niên kia thật sâu nhìn lấy Trác Phàm chậm rãi đến gần, trong lòng có một chút bất an, hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, lại là đạm mạc lên tiếng, ta Khuyển Nhung tướng sĩ, thú bất ly thân, sẽ chỉ tiến lên, không hiểu lui lại. Nếu như ngươi có năng lực lời nói, để những linh thú này, chính mình lui ra ngoài đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người bất giác khẽ giật mình, trong lòng âm thầm tán dương. Trác Phàm cũng hơi hơi sững sờ, chăm chú chằm chằm hắn hai mắt, khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong. Người trẻ tuổi này, không đơn giản a. Long Hành Vân trong mắt tinh quang lóe lên, thở dài lên tiếng. Tạ Thiên Thương bọn người gặp, cũng hơi hơi gật gật đầu. Hắn vừa mới lời ấy, tiến thối thích hợp, đã không có cứng rắn cự tuyệt, cũng không có nhát gan tiếp nhận, lại chính là đem nan để đánh hồi cho Trác Phàm, để Trác Phàm lại không động thủ lý do. Tuy nhiên mọi người đều biết, người trẻ tuổi kia đoàn chứng là không có thăm dò Trác Phàm nội tình, không dám tùy tiện đắc tội, có chút kiêng kỵ. Nhưng câu nói này nói đến xinh đẹp, lại là không có chút nào diệt uy phong mình. Nghe không ra bất kỳ lùi bước ngữ khí. Ngược lại, cái vấn đề khó khăn này đến Trác Phàm trên đầu. Như Trác Phàm không cách nào đem những linh thú này lui ra ngoài thành, thể diện mất hết cùng đối mặt xấu hổ tình cảnh sẽ là Trác Phàm chính mình, chính hầu như là nhất cử lưỡng tiện. Đã né qua đối phương hướng mình khiêu khích bẫy dập, lại thừa cơ đem đối phương nhất quân. Thử hỏi, thiên hạ ai có thể đem cái này hơn ngàn linh thú lui ra ngoài? Thì coi như bọn họ Khuyển Nhung ưu tú nhất tuần thú sư, đoán chừng cũng làm không được đi. Khuyển Nhung mọi người mặt mũi tràn đầy tán thưởng xem cái kia công tử trẻ tuổi liếc một chút về sau, đều cười tà nhìn về phía Trác Phàm, nhìn hắn như thế nào giải này vây. Long Hành Vân thở sâu, ở phía dưới chư trên thân người băn khoăn, thì thào lên tiếng, người trẻ tuổi này đến tột cùng thần thánh phương nào, xử sự trầm ổn lão luyện, văn võ song toàn, coi là thật khó được. Lạc Vân Hải hai mắt tinh quang phun trào, khẽ gật đầu, người này là nhà tướng chi tài, cái kia thân thể trên chiến trường ma luyện ra khí khái hào hùng, không phải người bình thường có thể nắm giữ đến. Ha ha ha, tiểu đệ, người ánh mắt thật sự là tiến rất xa a. Đột nhiên, cười to một tiếng vang lên, bốn bóng người chậm rãi đi đến lầu đến, lại chính là Thiên Vũ Tứ Hổ. Xa xa nhìn một chút rằng co song phương, Độc Cô Phong không khỏi bật cười một tiếng. Ta nói chúng ta tại Hoàng Thành bên ngoài khổ đợi, làm sao một mực chờ không đến sứ đoàn đến, nguyên lai là ở chỗ này bị tiểu tử này cho chặn đứng a. Ai, cũng không biết tiểu tử này là thuộc cái gì, với ai đều có thể khiêu khích lên. Thiên Vũ đệ nhất thứ đầu danh hào, danh bất hư truyền a, ha ha ha. Ai,
Đại ca, không thể nói như thế, lần này cũng không phải nhà ta Trác Phàm gây sự trước. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Lạc Vân Thường giải thích. Không sai gật đầu, Độc Cô Phong cười nói, muội muội thật đúng là bao che khuyết điểm a, vì huynh lại không nói đây là Trác quản gia trách nhiệm. Thực, chúng ta từ lâu ngờ tới, chúng ta cùng Khuyển Nhung giao chiến nhiều năm, lẫn nhau có hiềm khích. Lần này bọn họ sứ đoàn đến, tất nhiên sẽ cho chúng ta cái hạ mã uy nếm thử, chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị. Chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi ở chỗ này ngược lại cùng bọn hắn trước đòn khiêng phía trên, ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Mọi người nghe đến, trong lòng không sai. Nguyên lai bọn họ một đường phách lối, là vì đến Hoàng Thành cổng thành chỗ đó gây sự làm nền a, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị Trác Phàm cho cướp đường. Ai, thật sự là bất hạnh a. Dù sao, tại Thiên Vũ Tứ Hổ trước mặt phách lối, cùng tại Trác Phàm trước mặt phách lối, thế nhưng là hai loại khác biệt kết quả. Ai, đúng, đại ca, cái kia cái công tử trẻ tuổi các ngươi quen biết sao? Lạc Vân Hải lại nhìn một chút cái kia công tử lạnh nhạt sắc mặt, quay đầu hỏi. Nhíu mày, Độc Cô Phong thở dài, khẽ gật đầu, nào chỉ là nhận biết, thật sự là lão đối thủ. Người này chính là Khuyển Nhung nước binh mã đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn con một, Thác Bạt Lưu Phong. Cái gì, lại là thiếu soái? Lạc Vân Hải giật mình, trong lòng không sai, thì ra là thế, khó trách ta nhìn hắn trên thân có nhà tướng phong phạm. Hơi hơi gật gật đầu, Độc Cô Phong chăm chú nhìn phía dưới đạo thân ảnh kia, trong mắt đều là ngưng trọng, cái này Thác Bạt Lưu Phong luôn luôn thông minh hơn người, võ dũng vô cùng, bài binh bố trận, không gì không giỏi. Tuy nhiên tuổi tác thượng nhẹ, nhưng trong quân đội đã uy danh hiển hách. Chúng ta bốn người đã từng trên chiến trường cùng hắn đánh nhau vài lần, đều là rơi vào hạ phong. Nghe nói, hắn đem về thế chỗ phụ thân hắn, trở thành đời tiếp theo binh mã đại nguyên soái nhân tuyển. Nghe thấy lời ấy, Lạc Vân Hải bất giác nheo mắt, càng làm sâu sắc sâu nhìn về phía người thanh niên kia. Đời tiếp theo Khuyển Nhung nước binh mã đại nguyên soái sẽ là bọn họ cái này đệ nhất tướng soái địch nhân lớn nhất, hiện tại muốn sống tốt quan sát mới là. Đại ca, cái kia còn lại người đâu? Lạc Vân Hải hai mắt sáng ngời, hỏi tiếp. Nhíu mày, Độc Cô Phong thở sâu, đạm mạc lên tiếng, Khuyển Nhung nước binh mã đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn dưới trướng. Có bát đại lang vệ, kiêu dũng thiện chiến, không người có thể địch. Lần này đi sứ, lại đến ba cái. Nói, Độc Cô Phong vừa chỉ cái kia ngay từ đầu thì nháo sự đại hán nói, hắn là tám lang vệ thứ hai ác lang vệ, cha lạp hán. Thiên sinh thần lực, có vạn phù bất đương chi dũng, truyền ngôn có thể xé xác cấp 5 linh thú, tương đương khó chơi. Còn có cái kia, ẩn lang vệ, hồ liên xài. Chuyên trúc tình báo công tác. Đại quân giao chiến lúc quân tình tìm hiểu, đều từ hắn phụ trách, là cái cực kỳ ẩn nấp âm hiểm người. Độc Cô Phong vừa chỉ cái kia khô gầy bóng người, nghiêm túc nói, có lẽ người bình thường sẽ không chú ý hắn, nhưng hắn lại một mực chú ý đến ngươi. Hắn thủ hạ tình báo bộ đội, cũng mười phần lão luyện. Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, Độc Cô Phong tiếp lấy lại chỉ một cái đầu mang mặt nạ, chỉ có một nửa mặt mũi lộ ra nam tử. Tiếp tục nói, cái kia là Khuyển Nhung nước nổi danh thần xạ thủ, tám lang vệ xếp hạng thứ ba xạ thiên lang, chiết biệt. Hắn một thanh chấn thiên cung cùng xuyên vân tiễn, đều là lục phẩm linh binh, bách phát bách chúng, chuyên bắn địch nhân tướng soái thủ cấp. Cho dù là nguyên soái lão nhân gia ông ta, cũng từng bị hắn thương qua, thật sự là cái phòng sơ suất phòng đối thủ. Cái gì, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta thần chiếu 6 tầng cao thủ, vậy mà. Trong mắt nhìn không được co lại, Lạc Vân Hải không khỏi hít sâu một hơi. Độc Cô Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu, thở dài lên tiếng, đúng vậy a, tám lang vệ từng cái dũng mãnh, đều là thần chiếu cảnh lấy phía trên cao thủ, năng chinh thiện chiến. Trên chiến trường gặp phải, thật không thể khinh thường. Mọi người nghe đến, mi đầu run run, đều là một mặt nghiêm túc gật đầu. Lần này nếu không phải là có nhiều năm chinh chiến Thiên Vũ Tứ Hổ đề điểm. Bọn họ những thế gia tử đệ này, còn thật không biết, lần này Khuyển Nhung sứ đoàn thế mà là như thế nhiều nhân vật hung ác. Lạc Vân Hải thần sắc ngưng trọng, quét hướng phía dưới còn thừa hai người, đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng bên trong tuổi tác lớn nhất lớn một cái lão giả. Chỉ thấy hắn tóc trắng phơ, hai con người hơi đóng, chỉ là cái kia ngẫu nhiên lóe qua tinh quang, lại là cho người ta một loại sâu đậm thúy cảm giác. Đại ca, hắn là ai?
Độc Cô Phong xa xa nhìn lại, thở sâu, thì thào lên tiếng, Khuyển Nhung quốc quốc sư, hy hữu thiết ma, tương đương với chúng ta Thiên Vũ thừa tướng, Gia Cát Trường Phong. Cái gì, đây chẳng phải là nói, đối phương nhân vật có tiếng tăm đều xuất động sao? Mọi người giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, như hắn trọng yếu như vậy, sao lại tùy tiện đến ta Thiên Vũ mạo hiểm, chẳng lẽ không sợ chúng ta đem hắn chế trụ? Chậm rãi lắc đầu, Độc Cô Phong thở dài, trên mặt một trận bi thương, Khuyển Nhung quốc cùng chúng ta không giống nhau, tuy nhiên chúng ta có cái gọi là tứ trụ chống đỡ thiên hạ này, nhưng lại từng cái tâm hoài quỷ thai. Tựa như nghĩa phụ cùng Gia Cát Trường Phong, sẽ không ai tin tưởng cả người nào. Cho nên qua nhiều năm như vậy, biên cương ma sát không ngừng, nghe nói Gia Cát Trường Phong sớm có tiến về Khuyển Nhung hòa đàm mục đích, nhưng lại chưa bao giờ áp dụng, các ngươi biết tại sao không? Sợ bị lão nguyên soái bán, mọi người không phải người ngu, cùng nhau lên tiếng nói. Độc Cô Phong cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, tuy nhiên nghĩa phụ không phải như thế người, nhưng để thừa tướng đại nhân hoàn toàn tin tưởng nghĩa phụ, cũng rất khó làm đến. Thế nhưng là Khuyển Nhung quốc không giống nhau, liền lấy lần này đi sứ tới nói, Thác Bạt Thiết Sơn dám để cho hắn nhi tử mang theo ba lang vệ đến đây, là bởi vì có quốc sư hy hữu thiết ma ở một bên chăm sóc. Mà hy hữu thiết ma dám đến, là bởi vì tại bọn họ nhập quan đồng thời, Thác Bạt Thiết Sơn đã tập kết 500 vạn đại quân, tại biên cảnh trông coi. Nếu là sứ đoàn có nguy hiểm gì, hắn 500 vạn đại quân liền sẽ xua quân xuôi nam, tiến công Thiên Vũ, hai nước đại trên chiến mã mở ra, đây chính là tướng tướng cùng A. Nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác trong lòng run lên, âm thầm thổn thức. Nhìn xem người ta hoàng đế trợ thủ đắc lực, lẫn nhau phụ trợ, nhìn nhìn lại chúng ta tứ trụ, lục đục với nhau. Nếu không phải Thiên Vũ đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn có Ngự Hạ Thất Gia, Hộ Quốc Tam Tông lời nói, chỉ sợ đã sớm bị người ta công hãm. Vừa nghĩ đến đây, mọi người liền ngăn không được lắc đầu thở dài. Như vậy, vị kia mỹ nữ đâu? Lúc này, Long Hành Vân liếm liếm hơi khô chát bờ môi, tràn đầy phấn khởi địa chỉ lấy trong sứ đoàn một vị duy nhất nữ tử, hai mắt sáng lên nói. Bật cười lắc đầu, Độc Cô Phong đột nhiên lên tiếng, nàng là Thác Bạt Thiết Sơn độc nữ, Thác Bạt Lưu Phong muội muội, Thác Bạt Liên Nhi. Danh xưng Khuyển Nhung đệ nhất mỹ nữ, thiện ngự thú chi thuật, nhưng có vẻ như không có đi lên chiến trường, thực lực cũng thấp, ngược lại không có gì có thể chú ý. Chậc chậc chậc, Độc Cô huynh a, các ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Nữ nhân loại này trời sinh vưu vật, có thể sử dụng thực lực đến đánh giá sao? Một mặt tán thưởng dậm chân một cái, Long Hành Vân sáng mắt lên, nàng này cùng ta Thiên Vũ nữ tử khác nhau rất lớn, ngược lại có một phong vị khác a. Không biết tại Thiên Vũ đoạn này trong lúc đó, có thể hay không đem nàng mời đi ra. Nếu là có thể lời nói, cầm nến dạ đàm, thành chuyện tốt, có lẽ hai nước thì kết thành tần tấn chi hảo cũng không nhất định a. Sắc lang. Trên lầu chư nữ, lần nữa khinh thường cho hắn trợn mắt chừng một cái. Độc Cô Phong mấy người cũng là da mặt co lại, bất đắc dĩ thở dài, Long huynh, chỉ cần ngươi khác chúng người ta mỹ nhân kế liền tốt. Dù nói thế nào người ta cũng là nguyên soái chi nữ, tuy nhiên không có thấy qua nàng xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là cũng là nhân vật đơn giản, ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc thị phi, tăng thêm phiền nhiễu a. Yên tâm, cái dạng gì bông hoa có thể hái, cái dạng gì chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, bổn công tử trong lòng vẫn là nắm chắc, ha ha ha. Trong mắt tinh quang lóe lên, Long Hành Vân nhìn phía dưới người ngọc kia, một mặt ước mơ. Còn lại người, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vị này Tiềm Long Các thiếu các chủ Phong Lưu phóng khoáng, cùng Trác Phàm hung danh bên ngoài một dạng, đoán chừng cũng là người chỗ biết rõ đi. Một phương diện khác, Trác Phàm nhìn chằm chằm Thác Bạt Lưu Phong, trầm mặc nửa ngày, lại là tà dị cười nói, ta để chính các ngươi lui ra, là xem các ngươi ở xa tới là khách, cho các ngươi lưu cái mặt mũi, chẳng lẽ nói thật muốn ta đến động thủ. Ha ha ha. Nếu như ngươi có thể lời nói, xin cứ tự nhiên. Đồng dạng nhếch lên cái tà dị đường cong, Thác Bạt Lưu Phong trong mắt nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, còn lại Khuyển Nhung mọi người, cũng tất cả đều chế nhạo lấy nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt chỉ có vô tận trào phúng. Bọn họ dưới trướng linh thú, đều là cùng bọn hắn sớm chiều ở chung thân mật đồng bọn, trừ chính bọn hắn mệnh lệnh bên ngoài, tuyệt sẽ không nghe người thứ hai phân công.
nếu là muốn kinh hãi đe dọa bọn họ lời nói, ha ha, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Những linh thú này cũng không phải phổ thông linh thú, đều là cùng bọn hắn trên chiến trường chém giết qua chiến hữu, tâm lý tố chất thế nhưng là cường hãn rất, nào có dễ dàng như vậy bị sợ chạy. Cho nên, tất cả mọi người tuyệt sẽ không tin tưởng, Trác Phàm có thể có cái biện pháp gì, điều động cái này linh thú lui ra ngoài thành. Cho thể diện mà không cần. Trong lòng thầm hừ một tiếng, Trác Phàm đối xử lạnh nhạt quét một vòng trước mắt tất cả linh thú, khóe miệng dần dần nhếch lên một cái lạnh lẽo đường cong, mà lại cái kia đường cong còn càng lúc càng lớn. Cũng chính là tại thời khắc này, Thác Bạt Lưu Phong tâm lý một cái thông minh, đúng là bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bất an thăm thẳm phát lên. Còn tại sao lại có bất an như vậy, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lan. Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt thanh sắc quang mang lóe lên liền biến mất, gầm thét mà ra. Như sấm rền tiếng vang, nhất thời nổ tung ở trước mặt hắn tất cả linh thú trong tai. Mà cùng một thời gian, một cỗ vô hình ba động, cũng thuận thế quét qua tất cả linh thú thân thể. Trong mắt nhịn không được co lại, lúc trước còn đạp lên vui sướng tốc độ hơn ngàn linh thú, lúc này lại là đột nhiên ngơ ngẩn. Bọn kỵ binh không khỏi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng dưới thân nhìn qua, đã là phát hiện không thỏa. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn kéo một chút chính mình linh thú lông tóc, xem xét thấy bọn nó phản ứng, từng tiếng ngửa mặt lên trời sợ hãi giống đã là đột nhiên phát ra. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, hơn ngàn linh thú bạo động, tất cả đều đầy mắt hoảng sợ hướng sau lưng cổng thành phóng đi, vô luận kỵ binh như thế nào thi ra, đều ngăn không được bọn họ thân hình. Tất cả linh thú tựa hồ là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật giống như, đã hoàn toàn điên, chỉ biết là một vị chạy trốn. Có kỵ binh càng là một chút mất tập trung, liền bị làm bạn chính mình nhiều năm, xuất sinh nhập tử chiến hữu ngã xuống, tiếp lấy một đám loạn chân đạp đi xuống, nhất thời gãy xương đứt gân, kêu rên liên tục. Đây là có chuyện gì, mau dừng lại. Thác Bạt Lưu Phong cũng bị dưới trướng linh thú không ngừng sóc nảy, thất kinh. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào gào thét, hắn phía dưới con linh thú kia, đã hoàn toàn không nghe hiệu lệnh. Không có cách nào, hắn đành phải lăng không bay lên, một mặt kinh dị nhìn lấy cái kia hơn ngàn linh thú, bao quát 6 cái cấp 5 linh thú, tất cả đều thất kinh chạy ra ngoài thành, chỉ là trong nháy mắt, thì tất cả đều lui ra đế đô. Chỉ có cái kia bị ngã phía dưới cõng đến hơn ngàn kỵ binh, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất, có tức thì bị con linh thú này thật tốt dẫm mười mấy chân, máu tươi miệng phun không ngừng, xương sườn đều đoạn mười mấy cây, phục trên đất kêu rên liên tục. Thấy tình cảnh này, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, đế đô bách tính cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Long Hành Vân bọn họ, tựa hồ sớm đã ngờ tới đồng dạng, từ chối cho ý kiến cười cười. Bởi vì bọn hắn đều gặp Trác Phàm chiêu này, ban đầu ở Bách Gia Tranh Minh bên trong, Trác Phàm đồng dạng là một cái chừng mắt, liền đem cái kia hơn vạn huyết ngạc tất cả đều đẩy lui. Có thể nói, tại Trác Phàm cái này hung thú trước mặt chơi linh thú, thuần túy tìm chết. Huyền Nhung Quốc những thứ này giỏi về dùng linh thú người, gặp phải Trác Phàm, có thể nói là gặp phải tránh thức khắc tinh. Trên không trung 6 người, đối mặt với cái này không thể tưởng tượng tràng diệt. Hơn ngàn linh thú trong nháy mắt thì toàn không, không khỏi kinh dị vô cùng, Thác Bạt Lưu Phong càng là bất khả tư nghị nhìn về phía một bên muội muội nói, Liên Nhi, ngươi hiểu nhất ngự thú, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Khóe miệng bất giác một xẹp, Thác Bạt Liên Nhi đầy miệng đắng chát, tiếp lấy nàng dường như nhớ tới cái gì giống như, bỗng nhiên hướng Trác Phàm nhìn qua, hai cái tròng mắt co rụt lại, chăm chú chằm chằm một phút. Mới cả kinh nói, nguyên lai là ngươi. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm cũng là quay đầu hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn qua, chẳng lẽ Huyền Nhung có người biết hắn sao? Thế nhưng là không nhìn không sao cả, xem xét phía dưới, Trác Phàm cũng là trong lòng cả kinh. Nguyên lai người này, không là người khác, đúng là hắn tại Thú Vương Sơn phía trên cứu qua người thiếu nữ kia. Lúc đó, hắn trả thừa cơ để người ta phát hiện hóa hình nhũ cướp đi đâu. Chỉ là không nghĩ tới, nàng đúng là Huyền Nhung Quốc đặc sứ một trong. Có lẽ là lúc đó liền không có đem nàng để vào mắt, có lẽ là thời gian lâu dài, hắn cũng không nhớ rõ. Vừa mới tại Huyền Nhung sứ đoàn lúc vào thành, hắn chỉ chú ý mọi người thực lực, lại là căn bản không có nhìn kỹ cô nương này bề ngoài.
nào giống là Long Hành Vân cái kia phong lưu lãng tử, hận không thể đem con gái người ta mỗi cái lỗ chân lông đều đếm rõ ràng. Mà Thác Bạt Liên Nhi gặp Trác Phàm mái đầu bạc trắng xuất hiện, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng kiến thức hắn một chiêu này đẩy lui linh thú tuyệt kỹ về sau, mới hồi tưởng lại tại Thú Vương Sơn gặp gỡ. Nhìn kỹ, thật đúng là tiểu tử này. Kết quả là, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại đều là trầm mặc, trong mắt đều tản ra vẻ nghi hoặc. Hắn là ai, làm sao lại tại đế đô xuất hiện, lại là gia tộc nào quản gia? Thác Bạt Liên Nhi chăm chú nhìn Trác Phàm, nhíu mày trầm tư. Nhà đầu này lại là Khuyển Nhung người, nhưng vì sao lúc trước sẽ xuất hiện tại Thú Vương Sơn, bách gia tranh minh phía trên? Cái này cùng Khuyển Nhung sứ đoàn tới đây tránh thức mục đích, có phải hay không có quan hệ gì? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đồng dạng trong lòng suy nghĩ. Trong tử lâu, Lạc Vân thường gặp, lại là sầm mặt lại, ngoác miệng ra, cái này đáng đâm ngàn đao, lại nhận biết một vị cô nương. Ai, xem ra vị mỹ nữ kia cũng là Trác huynh đồ ăn, ta thì không tranh đi. Long Hành Vân hai tay ôm lấy cái ót, bất đắc dĩ thở dài, chỉ là. Trác huynh đến cùng nhận biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp, liền Khuyển Nhung quốc đều có, thật sự là diễm phúc không cạn a. Liên Nhi, các ngươi nhận biết, Thác Bạt Lưu Phong gặp, cũng là có chút ngạc nhiên, hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, Thác Bạt Liên Nhi nhỏ giọng hướng hắn nói, đại ca, hắn chính là ta theo ngươi nói, gặp phải cái kia kỳ nhân. Cái gì? Thác Bạt Lưu Phong giật mình, lại sâu sắc xem Trác Phàm liếc một chút về sau, trong mắt bỗng nhiên phát lên một đạo trần trụi sát ý. Không nghĩ tới trên đời, quả nhiên có này có thể trấn nhiếp đàn thú người. Như thế tới nói, hắn đối với chúng ta Khuyển Nhung thì quá nguy hiểm, người này tuyệt không thể lưu. Băng lãnh sát ý, không che giấu chút nào phát ra, như là một cỗ thấu xương gió lạnh, đột nhiên chui vào tại chỗ mỗi người nội tâm. Không tốt, cái này Thác Bạt Lưu Phong luôn luôn trầm ổn, làm sao lúc này đột nhiên phát lên sát cơ. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Độc Cô Phong quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Long Hành Vân thờ ơ bĩu môi, hoàn toàn thất vọng, thì tính sao, bọn họ mấy cái này lợi hại hơn nữa. Đối lên Trác huynh không đều là muốn chết à, người có gì có thể lo lắng. Ai, ta chính là sợ bọn họ muốn chết à. Trác Phàm gia hỏa này tính tình, các ngươi cũng không phải là không hiểu. Thật chọc giận hắn, mấy người này còn không chừng như thế nào đây. Muốn là bọn họ xảy ra chuyện gì, biên cảnh Thác Bạt Thiết Sơn cái kia 500 vạn đại quân làm sao bây giờ. Độc Cô Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục. Mọi người khẽ giật mình. Không sai gật đầu, nói cũng là. Mà Trác Phàm gặp tình hình này, lại là mi đầu gảy nhẹ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lão tử thì chờ các ngươi ra chiêu, tới đi. Cha Lạp Hãn, Triệt Biệt, Ưng Hình Trận chuẩn bị, vụ muốn nhất kích tất sát. Thác Bạt Lưu Phong mí mắt khẽ run, lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm, đối bên cạnh người thì thảo lên tiếng. Đại hán kia cùng mặt nạ nam nghe, đều là khẽ gật đầu. Riêng là cái kia Cha Lạp Hãn, càng là hai mắt bốc lên vẻ hưng phấn, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn run run, đã là không kịp chờ đợi. Quốc sư Hãn Thiết Ma lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, lại là trong lòng có chút không ổn, thản nhiên nói, Lưu Phong, người này không đơn giản, bối cảnh cũng không rõ ràng, chúng ta như thế tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ lỗ mãng đi. Chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại là một cái uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng trừ rơi. Nếu không chúng ta Khuyển Nhung thú quân trên chiến trường liền muốn phế. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thác Bạt Lưu Phong tâm ý đã quyết, lần này khó được cùng hắn có cái ma sát nhỏ, nhờ vào đó đem hắn trừ bỏ, không thể tốt hơn. Đến lúc đó coi như mỗi ngày Vũ Hoàng đế, biết được hắn coi như đến từ cái gì danh môn vọng tộc, cũng là chính hắn muốn chết chặn đường, chúng ta thất thủ giết hắn cũng không gì đáng trách. Mi đầu bất giác run run, Hãn Thiết Ma suy nghĩ một chút. Chỉ có thể đạm mạc gật đầu, nhưng là trong lòng phần kia bất an, lại là chưa bao giờ biến mất. Không biết sao, nhìn thấy Trác Phàm từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cái này đại quốc sư trong lòng tựa như đâm một cây gai giống như, vô cùng không được tự nhiên, đây là hắn mấy chục năm đều ít có sự tình. Còn nhớ rõ lần trước xuất hiện loại cảm giác này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Trường Phong thời điểm. Ai, Thiên Vũ quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Hãn Thiết Ma khẽ vuốt một chút chòm râu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tinh quang phun trào, tán thưởng liên tục.
động thủ. Hét lớn một tiếng phát ra, Cha Lạp Hán cười lớn một tiếng, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm lao xuống, một đôi khát máu trong hai con ngươi, tràn đầy dữ tợn. Đồng thời trong sáu người chiết biệt trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim quang lập lòe trường cung, cài tên thượng cung, một mạch mà thành, thẳng tắp đối lên Trác Phàm phương hướng. Cười lạnh, Trác Phàm thờ ơ vẫy vẫy cánh tay phải, khóe môi nhếch lên một bộ vẻ khinh miệt. Dừng tay. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng già nua hét lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc lại là bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Trác Phàm trước mặt, một thanh trường đao trực chỉ không trung sáu người, quát nói Thác Bạt Lưu Phong, Hãn Thiết Ma, các ngươi muốn làm gì? CKIT, tiến lên thân thể đột nhiên trì trệ, Cha Lạp Hãn nhất thời dừng lại, nhìn về phía trước ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thác Bạt Lưu Phong cũng là tròng mắt hơi hơi run run, sau cùng không cam lòng thở dài, thu tay lại đi. Khẽ gật đầu, chiết biệt tựa hồ sớm đã ngờ tới, đem cung tiễn lại thu hồi đi. Nhìn lấy đến đây đạo này cao lớn bóng người ôm một cái quyền, Thác Bạt Lưu Phong khó được lộ ra vẻ cung kính, Độc Cô Lão nguyên soái, đã lâu không gặp. Không sai, người tới chính là Thiên Vũ Đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên. Lưỡng quốc giao chiến nhiều năm, song phương tướng lãnh đều là không thể quen thuộc hơn được đối thủ, lẫn nhau cũng tương đương kính trọng, chính hầu như biết anh hùng nặng anh hùng, vừa là địch vừa là bạn. Cho nên Khuyển Nhung các tướng lĩnh, đối Độc Cô Chiến Thiên vẫn là tương đối kính trọng. Giờ này khắc này, đã vị này Thiên Vũ Đại nguyên soái ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biết hôm nay trận chiến này đánh không thành. Cha Lạp Hán ồm ồm địa nộ hừ một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt dường như có chút không cam lòng. Bất quá Trác Phàm lại không quan trọng, tuy nhiên hắn trong lòng cũng là có chút đáng tiếc, không thể thừa cơ dò xét một chút đám gia hỏa này hư thực. Bất quá đại thể tình huống, hắn vẫn có hiểu biết một số. Độc Cô Lão nguyên soái, các người Thiên Vũ người làm sao vô lễ như thế? Hôm nay chúng ta đại biểu ta Khuyển Nhung Hoàng đế hướng quý quốc bệ hạ chúc thọ. Các người người thế mà đem dưới người chúng ta tỏa kỵ toàn bộ hoảng sợ chạy, còn làm tổn thương ta tướng sĩ, thiên hạ có như vậy đãi khách sao? Đột nhiên, Thác Bạt Liên Nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ dương lên, bất thiện chằm chằm Trác Phàm liếc một chút, hướng Độc Cô Chiến Thiên cáo lên hình. Lấy nàng nghĩ đến, Độc Cô Chiến Thiên tại Thiên Vũ địa vị, coi như không thể đại trừng phạt Trác Phàm, tiểu trừng phạt một chút vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, thù mới hận cũ cũng coi như báo một số. Thế nhưng là, nghe thấy lời ấy, Độc Cô Chiến Thiên lại nhìn một chút Trác Phàm cái kia chẳng hề để ý, cả lơ phất phơ bộ dáng, phảng phất tại nói, có gan ngươi đến đánh ta a, liền rìa mép khẽ run, một trận bất đắc dĩ thán miệng lên, đạp chân xuống, hướng về sáu người bay qua. Tại sáu người trước mặt trịnh trọng ôm một cái quyền, Độc Cô Chiến Thiên nhỏ giọng thở dài, quốc sư, Thác Bạt Lưu Phong, lão phu thấy các ngươi ở xa tới là khách, hảo tâm nhắc nhở một câu. Không quản các ngươi có cái gì ân oán, việc này như vậy dừng lại, qua loa cho xong chuyện đi. Người này, các ngươi không thể trêu vào. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, sáu người cùng nhau quá sợ hãi, đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong lòng kinh dị càng sâu. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường Thiên Vũ Đại nguyên soái lại sẽ nói ra như thế nặng nề lời nói đến, còn khuyên bọn họ không nên gây chuyện. Phải biết. Bọn họ thế nhưng là Khuyển Nhung sứ đoàn, đại biểu một nước mà đến, liền xem như bản địa danh môn vọng tộc, vì hai nước giao hảo cũng muốn lễ nhường bọn hắn ba phần mới đúng. Mà Độc Cô Chiến Thiên tại Thiên Vũ địa vị, càng là dưới một người trên vạn người, thụ mọi người kính ngưỡng. Có cái kia thế gia con cháu, dám ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc. Nhưng là bây giờ, nghe hắn ngữ khí, người trẻ tuổi trước mặt này, địa vị dường như còn cao hơn hắn. Hắn cũng không thể trêu vào giống như, đây là có chuyện gì. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, mọi người lần nữa hung tợn nhìn chăm chú về phía sau lưng ẩn lang vệ, hô liên xài, người nhà tình báo công tác làm thế nào, trọng yếu như vậy nhân vật, một chút tiếng gió đều không có. Hô liên xài cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn lấy mọi người cái kia phẫn nộ ánh mắt, xấu hổ cúi thấp đầu, trong lòng oán thầm. Thiên Vũ các đại danh môn hắn đều đã đánh tra rõ ràng, ai biết tiểu tử này là theo từ đâu chạy tới, còn quyền thế ngập trời a. Độc Cô nguyên soái, hắn đến tột cùng là ai,
có vẻ giống như ngươi cũng rất kiêng kỵ bộ dáng. Thác Bạt Liên Nhi ngạc nhiên liếc Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên hỏi. Bọn người người nghe đến, cũng là mặt mũi tràn đầy hỏi thăm nhìn về phía nơi này. Thở dài một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên liên tục cười khổ, lão phu không phải kiêng kỵ hắn, chỉ là tiểu tử này phiền phức rất, là cái không thể gây đau đầu. Lần trước nhị hoàng tử chọc hắn, trực tiếp bị hắn đem vương phủ bình. Các ngươi là Huyền Nhung người, lão phu là thực tại lo lắng các ngươi ra cái gì tốt xấu, dẫn tới hai nước giao binh, vậy liền không tốt. Ha ha ha, ngươi cho ta để cho các ngươi dừng tay, là vì hắn sao, lão phu là tại cứu các ngươi. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, trong đầu mọi người đều mộng bức, sau đó nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Độc Cô Chiến Thiên lời nói bên trong để lộ ra hai cái quan trọng tin tức, một là Trác Phàm người này, tại Thiên Vũ quyền thế ngập trời, coi như hoàng tử đều không để vào mắt, cái kia đánh tơi bời thì đánh tơi bời, không chút nào dùng cho hoàng đế thể diện. Hai là Trác Phàm thực lực, cực kỳ cường hãn, thì coi như bọn họ sáu người cùng lên, cũng chiếm không tiện nghi gì, ngược lại dễ dàng tổn thương, gây nên hai nước tranh chấp. Chỉ là như thế một cái nhân vật cường hãn. Trước kia làm sao một chút tiếng gió đều không có. Kết quả là, mọi người lần nữa nhìn về phía Hồ Liên Sài, thế nhưng là Hồ Liên Sài lại sớm đã xoay người đi, không dám cùng mọi người đối mặt. Hiện tại hắn, thật hận không thể đem đầu vùi vào trong đũng quần, xấu hổ khó làm, tình báo công tác không đúng chỗ a. Tốt, lão phu mang các ngươi tiến hoàng thành, nhớ kỹ, về sau thiếu cùng tiểu tử này liên hệ. Độc Cô Chiến Thiên thật sâu nhìn sáu người liếc một chút, lần nữa căn dặn một phen, liền bay xuống nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử, không quản các ngươi xảy ra chuyện gì, hôm nay thì cho lão phu một bộ mặt, dù sao bọn họ thế nhưng là khách nhân. Dương mắt xem hắn, Trác Phàm không sai gật đầu tốt, lão nguyên soái mặt mũi tại hạ nhất định sẽ cho, chỉ là xin ngài chuyển cáo bọn họ, nơi này là lão tử địa bàn, mời bọn họ về sau đi bộ lúc, mang ánh mắt đi ra. Trác Phàm nhìn như nói với Độc Cô Chiến Thiên lời nói, nhưng tiếng nói lại phi thường cao, tại chỗ tất cả mọi người, cho dù ngẫng ngãng lão nhân, cũng tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Gần, còn hướng sáu người dựng thẳng lên một cái to lớn ngón giữa, thẳng đem sáu người tức giận đến sắc mặt run rẩy không ngừng, mới ngư bức mang theo Vân Xương bọn họ, như một vị người thắng lợi giống như, xuyên qua Huyền Nhung tinh kỵ binh ở giữa. Những người kia bị Trác Phàm vừa mới một phen ác chỉnh. Có thậm chí đều thương tổn ngang từng đống, tiếng buồn bã không ngừng, lúc này lại nhìn tiểu tử này như biểu tình đồng dạng, tại trước mặt bọn hắn đi qua, quả nhiên là tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Đáng tiếc, không có sáu người kia mệnh lệnh, bọn họ ai cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho Trác Phàm bọn người ở tại trước mặt bọn hắn thỏa thích trang bước về sau, tiêu sái rời đi. Không mang đi một đám bụi trần, mang đi chỉ có bọn họ những thứ này đã từng kiêu ngạo đến bay lên trời. Huyền Nhung binh lính tôn nghiêm. Ngưu bức, Long Hành Vân bất giác duỗi ra một cái ngón tay cái, tán thưởng lên tiếng, theo Trác huynh lăn lộn, quả nhiên rất có mặt mũi a. Độc Cô Phong lại là thở dài lên tiếng, phun ra một ngụm chọc khí nói, may mắn nghĩa phụ kịp thời đuổi tới, không phải vậy có thể xảy ra đại sự. Cái này vô pháp vô thiên ma long, đối lên mới tới xạ đường Huyền Nhung sói đói, còn không đem bọn sói này cho lật tung. Độc Cô Chiến Thiên cũng là bật cười lắc lắc đầu, sau đó liền mang theo một bụng nộ khí Huyền Nhung sáu người đoàn, hướng hoàng thành chỗ đó bước đi. Chỉ là giờ này khắc này, bọn họ không còn lúc trước kiêu ngạo, ngược lại là từng cái mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi hướng trước chuyển được. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này Thiên Vũ một hàng, vừa vào cửa thành, còn không sao cả đây, liền bị chỉnh thành bộ này đức hạnh. Đừng nói tôn nghiêm. Liền tối thiểu uy nghi đều không có. Một phương diện khác, hoàng ngoài cửa thành, thừa tướng Gia Cát Trường Phong mang theo đầy triều văn võ đứng lặng nghênh đón sứ đoàn, thế nhưng là đợi lâu không đến, chờ rốt cục nhìn đến Huyền Nhung bóng người lúc, lại là trong nháy mắt đều sửng sốt. Chỉ thấy trừ cầm đầu sáu người là tại Độc Cô Chiến Thiên chỉ huy dưới, đi bộ tới ra ngoài, đằng sau những cái kia đội danh dự, lại đều là khập khiếng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Có thậm chí là bị dơ lên tới. Da mặt nhìn không được hung ác run rẩy, binh bộ thị lang nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, nhỏ giọng nghi ngờ nói, thừa tướng đại nhân, cái này là Huyền Nhung sứ đoàn à, thế nào thấy giống vừa bại trận tàn binh bại tướng a?
mi đầu thật sâu nhăn lại, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt chòm râu, tỉ mỉ suy nghĩ, nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy, đột nhiên bật cười lắc đầu, ha ha ha. Lão Phu phỏng đoán, bọn họ thật là bại trận, đoán chừng là gặp phải cái kia Thiên Vũ vấn đề đau đầu nhất đi. Nghe xong lời ấy, đầy triều văn võ, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cũng tất cả đều lắc lắc đầu, thầm cười rộ lên. Những thứ này mới tới a. Nhìn thấy Khuyển Nhung sứ đoàn đến, Gia Cát Trường Phong dẫn đầu tiến lên, hàn huyên vài câu, lại là căn bản không đề cập tới chật vật dáng vẻ, cũng coi như cho bọn hắn giữ lấy thể diện. Tiếp lấy liền dẫn bọn hắn tiến vào hoàng thành, đầy triều văn võ thiết yến khoản đãi, nhưng là vẫn chưa tới hoàng đế ngày mừng thọ ngày, lại không cách nào yết kiến Thiên Vũ hoàng đế. Kết quả là, phàm ăn một phen về sau, Khuyển Nhung sứ đoàn lần nữa được mời ra hoàng thành, an bài tại dịch quán nghỉ ngơi. Điều này không khỏi làm mọi người không còn gì để nói, nhìn trời vũ lễ nghi phức tạp, cũng là rất có phê bình kín đáo. Đã ngươi nha không để cho chúng ta vào ở hoàng thành, cái kia mang bọn ta đi vào làm gì, liền hoàng đế đều không gặp được. Thế nhưng là không có cách, đây chính là lễ nghĩa. Mang ngươi tiến hoàng thành thiết yến, là đúng ngươi tôn kính. Thế nhưng là ngươi nha cũng không phải là hoàng thân quốc thích, dựa vào cái gì tiến vào chiếm giữ hoàng thành. Cứ như vậy, Khuyển Nhung sứ đoàn cầm đầu 6 người, tiến vào cấp cao dịch quán nghỉ ngơi, còn lại những binh lính kia, thì là tiến vào chiếm giữ một số phổ thông dịch quán, ngủ lớn giường chung đi. Dịch quán chung quanh đều có Độc Cô Chiến Thiên quân đội chấn giữ, nói là bảo vệ, thực càng nhiều lại là giám thị, để phòng những thứ này Khuyển Nhung người có gây rối hành động. Đêm khuya, một đạo đáng yêu bóng người né qua tới lui dò xét hộ vệ, đi vào một gian đã tắt đèn trước gian phòng. Gõ nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói, đại ca, ta đến. Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra một cái khe, người kia xẹt một tiếng chui vào, chờ ngẩng mặt, lại chính là Thác Bạt Liên Nhi không thể nghi ngờ. Mà tại cái này chỗ gian phòng bên trong, cũng đứng đấy 6 người, bên trong 5 người tự nhiên là Khuyển Nhung quốc Thác Bạt Lưu Phong chờ người cầm đầu, còn có một người lại là đem thân hình che giấu tại một bộ hắc bào phía dưới, nhìn không ra hình dạng. Đại ca. Hắn là ai? Thác Bạt Liên Nhi giật mình, chỉ người áo đen kia nói. Khóe miệng nhếch lên cái thần bí đường cong, Thác Bạt Lưu Phong cùng quốc sư Hãn Thiết Ma liếc nhìn nhau, lại đều là cười khẽ mà ra. Lúc này, đạo hắc ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng quen thuộc tiếng cười khẽ đến, ha ha ha. Liên Nhi cô nương, lão phu hôm nay ban ngày còn tại cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, buổi tối ngược lại không biết sao. T. Bất giác hít sâu một hơi, Thác Bạt Liên Nhi nhìn lên trước mặt bộ này già nua khuôn mặt, không khỏi cả kinh đầu lưỡi run lên, kinh ngạc nói chứ. Gia Cát Trường Phong, ngươi sao lại thế? Liên Nhi, không muốn ngạc nhiên, Gia Cát Thừa Tướng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Thác Bạt Lưu Phong cười khẽ một tiếng, hắn là người một nhà. Cái gì? Trong lòng bất giác run lên, Thác Bạt Liên Nhi cẩn thận chằm chằm Gia Cát Trường Phong một hồi lâu. Lại là Thủy Chung khó mà tin được sự thật này. Đường đường Thiên Vũ Tứ Trụ đứng đầu thừa tướng, lại là bọn họ Khuyển Nhung người của mình, cái này sao có thể? Minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Gia Cát Trường Phong không khỏi yên lặng cười một tiếng, đạm mạc lên tiếng nói, Liên Nhi cô nương, lão phu cùng lệnh tôn, quốc sư còn có quý quốc hoàng đế, sớm đã bí mật kết giao mấy chục năm, người không cần hoài nghi. Không khỏi khẽ giật mình, Liên Nhi chớp chớp cái kia mỹ lệ mắt to. Đảo mắt nhìn về phía nàng ca ca phương hướng, lại chỉ thấy Thác Bạt Lưu Phong hơi hơi gật gật đầu, mới cuối cùng tin tưởng hết thảy, tiện hóa nói, khó trách người đối lần hành động này như thế đã tính trước, nguyên lai là có Gia Cát Thừa Tướng làm nội ứng a, hắn cũng là người nói tuyệt đối đáng tin người đi. Quỷ dị cười một tiếng, Thác Bạt Lưu Phong từ chối cho ý kiến. Đón lấy, liền vừa cười nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói, Thừa Tướng Đại Nhân, chúng ta lần hành động này. Phải chăng còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành? Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác Thiên Vũ cục thế, có biến hóa rất lớn giống như? Ha ha ha, thiếu soái thật sự là nhạy cảm a, mấy năm này xác thực như thế. Cho nên chúng ta kế hoạch, cũng muốn hơi làm biến động. Nhẹ vịn chòm râu, Gia Cát Trường Phong cười nhẹ gật gật đầu, có điều, các vị mời yên tâm, cục này thế đối với chúng ta mà nói, lại là biến đến càng tốt hơn, cũng không có thay đổi xấu. Há, sao lại như vậy?
Lông mày nhíu lại, Hãn Thiết Ma thản nhiên nói. Khóe miệng lộ ra một bộ nụ cười tự tin, Gia Cát Trường Phong khoan thai lên tiếng, chúng ta nguyên bản kế hoạch, là thừa dịp Hoàng đế trăm tuổi tiệc mừng thọ, lấy mừng thọ vì danh, đem Khuyển Nhung cao thủ dẫn vào đế đô. Đến lúc đó Thác Bạt Nguyên soái hưng binh thảo phạt, dẫn dắt rời đi Độc Cô Chiến Thiên, đế vương môn thừa cơ đối còn lại 6 nhà ra tay, gây nên 7 nhà đại loạn. Hoàng đế bề bộn nhiều việc trấn áp, bên người liền sẽ không người. Đến lúc đó chúng ta chung sức hợp tác, thứ vương sát giá, phải có hơn 9 thành cơ hội. Mà hoàng đế một khi lạnh, quần long vô thủ, Độc Cô Chiến Thiên cho dù là bách chiến lão soái, không có phía sau cung cấp, cũng muốn binh bại như núi đổ. Đến lúc đó Khuyển Nhung đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, Thiên Vũ Giang Sơn dễ như trở bàn tay. Mà lại, mấu chốt nhất là, đây hết thảy đồng thời phát sinh, tốc độ ánh sáng. Chờ hộ quốc Tam Tông phát hiện lúc, đoán chừng đã gắn liền với thời gian đã chậm. Đến lúc đó cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không lại động thủ tới. Như vậy Thiên Vũ Giang Sơn, thì do chúng ta chia đều. Không tệ, lúc trước kế hoạch xác thực như thế. Nhưng bây giờ lại có gì biến số? Hãn Thiết Ma khẽ gật đầu, hỏi. Khẽ cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy ánh sáng, biến số này, đoán chừng trước đó người nào đều không ngờ rằng. Thiên Vũ, không còn là Ngự Hạ Thất Gia, mà chính là Ngự Hạ Bát Gia. Bây giờ càng là bên trong bên ngoài, toàn diện tạo thế chân vạc, thăng bằng vô cùng. Đế vương môn bị kiềm chế, muốn khởi sự, cũng không phải dễ dàng như vậy. Há, sao lại thế? Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, Thác Bạt Lưu Phong vội la lên. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong mỉm cười cười một tiếng, tiếp tục nói, thực cái này thứ 8 gia tộc, hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, cũng là lấy đại quản gia Trác Phàm cầm đầu, Lạc Gia. Trác Phàm, cũng là hôm nay cản chúng ta đường người kia, trong mắt bất giác ngưng tụ, mọi người cùng nhau kêu lên. Thác Bạt Lưu Phong càng là trong mắt lóe lên không chút nào che che lấp sát ý, lạnh lùng nói, người này không thể sống lâu, đã bọn họ đối với chúng ta toàn bộ kế hoạch đều có trở ngại ngại, vậy chúng ta thì trợ đế vương môn một chút sức lực, đem bọn hắn diệt trừ tốt. Thác Bạt công tử, xin nghĩ lại. Thế mà, hắn lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong lại là cười lạnh, khinh miệt nói, nếu là Trác Phàm dễ dàng như vậy nhổ, vậy hắn đã sớm chết. Làm thế nào có thể sống đến hôm nay? Nói thật, không phải lão phu xem thường chư vị, chỉ là nếu các ngươi hiện tại ra tay với Trác Phàm, chỉ sợ toàn quân bị diệt sẽ là các ngươi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn về phía Gia Cát Trường Phong. Thác Bạt Liên Nhi càng là không phục kêu lên, Gia Cát thừa tướng cũng quá mức nói chuyện giật gân, Trác Phàm người này ta trước kia gặp qua, tuy nhiên lợi hại. Nhưng vẫn chưa tới thiên hạ vô địch cấp độ. Ta muốn lấy cha lạp hắn cùng chiết biệt, bất kỳ người nào thực lực, đều có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. Hai người liên thủ, hắn càng là sống không quá một hơi thời gian. Nghe được lời này, cha lạp hắn cùng chiết biệt tất cả đều kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, phảng phất tại nói, ta Khuyển Nhung dũng sĩ, cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng là, Gia Cát Trường Phong lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, ha ha ha. Liên Nhi cô nương, ngươi là lúc nào gặp qua hắn? Lúc đó hắn tu vi như thế nào? Đại khái, một năm trước a, lúc đó hắn là đoán cốt cảnh đỉnh phong. Thác Bạt Liên Nhi suy nghĩ một chút nói, hiện tại hắn thiên huyền tam trọng, giống như tiến bộ rất nhanh, nhưng nói chung vẫn không có gì lớn. Bật cười lắc đầu, Gia Cát Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, tục ngữ nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Huống chi là Trác Phàm loại quái vật này, cách 1 năm đâu. Ha ha ha, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có thiên huyền tam trọng, nhưng các ngươi những thứ này thần chiếu cao thủ muốn đối phó hắn, lão phu chỉ có thể nói là châu chấu đá xe, tự lấy nhục. Nghe thấy lời ấy, cha lạp hắn cùng chiết biệt không khỏi cùng nhau giận dữ, Gia Cát Trường Phong lại là hoàn toàn không quan tâm, mà lại sắc mặt cũng cấp tốc lạnh xuống đến, huống hồ. Thiên Vũ hiện tại chính là các phái thế lực lẫn nhau thăng bằng cục diện bế tắc, nhìn như bình ổn, nhưng lại sóng ngầm phun trào, một khi đánh vỡ, Thiên Vũ sẽ rơi vào khó có thể bình phục đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta hành động sẽ dễ dàng hơn. Mà bây giờ có thể đem từ cục này xáo trộn nhân tuyển tốt nhất, chính là cái này không sợ trời không sợ đất Trác Phàm. Cho nên, các ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn,
biết không? Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Trường Phong đã có mệnh lệnh ngữ khí, không thể làm trái. Mọi người đều là có chút không cam lòng, dù sao bọn họ là Huyền Nhung cao thủ, cũng không nghe hắn Gia Cát Trường Phong mệnh lệnh. Chỉ có quốc sư Hãn Thiết Ma, tỉ mỉ suy nghĩ một phen về sau, hơi hơi gật gật đầu tốt, nơi này tình thế ngài rõ ràng nhất, chúng ta hết thảy nghe thừa tướng đại nhân an bài. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong mới hài lòng gật đầu. Đón lấy, lại cùng đám người bố trí một phen về sau, hắn mới lặng lẽ rời đi nơi này. Mà ở bên ngoài, sớm có Âm Dương Song lão tại tiếp ứng hắn. Chờ Gia Cát Trường Phong rời đi, nơi này chỉ còn lại có Huyền Nhung tránh thức chính mình người về sau, cha Lạp Hãn mới tức giận nhìn về phía quốc sư cùng Thác Bạt Lưu Phong nói, quốc sư, công tử, chúng ta thật muốn nghe lão hổ ly kia sao? Không có cách, nơi này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Than nhẹ một tiếng, Hãn Thiết Ma liếc mắt liếc về phía Hồ Liên Sài nói, ẩn lang vệ, cho người 3 ngày thời gian, đánh tra rõ ràng gần nhất thiên vũ đại sự, cùng các thế lực phân bố quan hệ, cũng không muốn lại có sơ hở. Gương mặt không khỏi một đỏ, Hồ Liên Sài khom người lĩnh mệnh, cấp tốc biến mất tại đen nhánh trong bóng đêm. Một phương diện khác, hoàng thành trong ngự thư phòng, hoàng đế dựa bàn phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng có từng tiếng ho nhẹ vang lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, quỳ sát tại hoàng đế trước mặt, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, bên kia truyền đến tin tức, Huyền Nhung sứ đoàn đã toàn bộ tiến vào chiếm giữ dịch quán. Mà lại tối nay, thừa tướng đại nhân cũng cùng bên kia liên hệ lên. Thân thể bất giác trì trệ, hoàng đế rìa mép hơi hơi run run động một cái, lại là đột nhiên cười ra, ha ha ha. Rốt cục bắt đầu có động tác. Nói, hoàng đế tiện tay theo bên cạnh một cái cờ trong hộp, cầm ra một thanh cờ đen trắng, như mưa đưa chúng nó chiếu xuống chỗ, trong mắt đều là thâm thúy ánh sáng, quân cờ đã bố đủ, đánh xong bàn cờ này, cái kia kết quả. Cùng một thời gian, tế tự phủ trên đài xem sao, Vân Xương tại thông thiên nghi trước mặt xem xét tỉ mỉ, Trác Phàm thì là canh giữ ở cửa, chau mày, suy nghĩ lấy ban ngày phát sinh hết thảy. Riêng là cái kia Huyền Nhung nữ tử, càng làm cho hắn càng chú ý. Ông! Một cơn chấn động phát ra, thông thiên nghi dừng lại, Vân Xương từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, trên ót đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thế nào, Xương Nhi, thiên tượng nhưng có cải biến? Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Xương Nhi trên mặt ngưng trọng càng sâu, chẳng những không có, mà lại bàn long chi thế càng sâu, rất nhiều phi long tại thiên chi thế. Trác Phàm biết, phi long tại thiên, cũng là cửu ngũ chí tôn, nhất thống thiên hạ chi ý. Nói cách khác, Huyền Nhung sứ đoàn nhập đế đô về sau, hoàng thất thiên cảnh ngược lại càng tốt hơn, cái này liền để người càng thêm kỳ quái, trừ phi. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vân Xương thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cầu khẩn nói, Trác quản gia, bây giờ ta quan thiên tượng, thiên hạ loạn cục càng thêm rõ ràng. Bách tính sinh linh đồ thán, trôi giạt khắp nơi, đã thành không thể nghịch chuyển chi thế. Chỉ cầu ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, cứu người trong thiên hạ thoát khỏi khói lửa. Các ngươi người nhà họ Vân còn thật là kỳ quái, thân nhân mình cừu hận có thể để một bên, đi quản người khác nhàn sự. Nhìn chằm chằm Vân Xương ánh mắt, Trác Phàm lại là bật cười lớn, bất quá ngươi yên tâm, ngươi là ta người, ngươi nguyện vọng, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Không, là vì thiên hạ thương sinh. Vân Xương vội vã giải thích. Trác Phàm lại là phất phất tay, cười trêu nói, vì ngươi ta liền đi làm, vì thương sinh ta thì lười nhắc làm, ngươi nói ta cái kia vì ai? Cái kia, vì ta tốt, hai gò má bất giác một đỏ, Vân Xương ngượng ngùng cúi thấp đầu. Trác Phàm thì là cười lớn một tiếng, thở dài một hơi, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, trong lòng suy nghĩ. Xem ra cái này tất cả mọi người, đều là nhằm vào bọn họ Lạc gia mà đến a. Sau 3 ngày, Huyền Nhung sứ đoàn một mực bị cấm túc tại dịch quán bên trong, cũng không có được hoàng đế triệu kiến, bên ngoài toàn là quân đội trấn giữ, dường như bị cầm tù một dạng. Mọi người buồn bực ngán ngẩm, yên tĩnh chờ lấy Hồ Liên Sài hồi báo. Ông! Đột nhiên, một cơn chấn động phát ra, cái kia cao lớn tường viện phía trên bỗng nhiên một trận nhúc nhích về sau, sớm đã vụng trộm lặn ra 3 ngày tìm hiểu tin tức Hồ Liên Sài, liền đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn hai bên một chút không có người phát hiện,
Thác Bạt Lưu Phong liền vẫy tay, đem tất cả mọi người lần nữa gom lại một gian trong phòng nhỏ, tỉ mỉ thương thảo. Hồ Liên Sai, Thiên Vũ tình thế thăm dò được thế nào? Thác Bạt Lưu Phong lúc này hỏi. Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Hồ Liên Sai trịnh trọng gật đầu, ôm quyền nói, khởi bẩm công tử, hết thảy đều tra rõ ràng, Thiên Vũ cục thế quả nhiên cùng chúng ta biết, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà cái này tất cả mọi thứ, đều là đến từ ngày đó cản chúng ta đường cái kia Trác Phàm, người này coi là thật không đơn giản. Ồ! Thác Bạt Lưu Phong lông mày nhíu lại, càng gấp gáp nhìn chăm chú về phía ánh mắt hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Trầm ngâm một trận, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, lại tựa hồ là bởi vì tâm tình quá mức kích động, nhất thời không cách nào nói ra, qua thật lâu, Hồ Liên Sai mới thở sâu, gần từng chữ một, theo thuộc hạ chỗ dò xét. 8 năm trước cái này cái gọi là thứ 8 thế gia, mới chỉ là cái không có danh tiếng gì tam lưu gia tộc mà thôi, nhưng là tại vị này Trác quản gia chỉ huy dưới, lại là một đường tia lửa mang tia chớp giết đến nơi đây, quả nhiên là chí dũng song toàn, thiên hạ hiếm thấy. Hồ Liên Sai đem Lạc gia lịch sử làm giàu, 1 năm 1 10 hướng mọi người nói ra, tuy nhiên cảm thán liên tục, nhưng càng nhiều lại là kiêng kỵ cùng kính nể, chờ giảng xong, đã là nửa ngày trôi qua. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, bờ môi bất giác hơi khô chát, đều là khó có thể tin lẫn nhau nhìn xem. Riêng là Thác Bạt Lưu Phong cùng quốc sư Hãn Thiết Ma, thì càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thật lâu không rời. Có thể đem một cái tam lưu thế gia, ngắn ngủi 10 năm không đến, thì đưa vào Ngự Hạ gia tộc hàng ngũ, siêu việt 7 nhà ngàn năm nội tình, người này chi năng, coi là thật hiếm thấy trên đời. Cũng không phải là chỉ có một thân dị năng kỳ nhân, mà là chân chính kinh thiên vĩ địa kỳ tài. Hồ Liên Sai, người nhà có phải hay không dò xét sai tin tức, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh, hắn có mạnh như vậy. Cha Lạp Hãn một mặt vẻ không thể tin, ồm ồm mà nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Hồ Liên Sai cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng loại này truyền kỳ thần thoại, ta lại không phải người ngu. Thế nhưng là, cái này Trác Phàm chuyện lạ. Đế đô phố lớn ngõ nhỏ bách tính toàn cũng biết, liền 3 tuổi hài đồng đều có thể đọc lầu lầu, khiến người ta không thể không tin a. Khó trách ra Cát Trường Phong sẽ ngăn cản chúng ta hướng người kia động thủ, xem ra người kia coi là thật rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Hãn Thiết Ma nhẹ vịn một chút tròng dâu, nhìn về phía Thác Bạt Lưu Phong nói. Thác Bạt Lưu Phong ánh mắt híp lại, suy nghĩ một chút, lại là bất đắc dĩ gật đầu. Thở dài, người này chưa trừ diệt, cuối cùng ta khuyển nhung họa lớn trong lòng. Thế nhưng là lấy trước mắt chúng ta nhân thủ, xác thực rất khó làm được, nếu là hắn đúng như truyền ngôn giống như thế thần dũng lời nói. Ai, lấy đại cục làm trọng đi. Thác Bạt Lưu Phong tựa hồ cũng có không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cha Lạp Hãn nghe đến, thân thể bất giác trì trệ, lại là mặt mũi tràn đầy không phục. Thác Bạt Lưu Phong vừa mới lời nói bên trong ý tứ, chẳng phải là nói chỉ có hắn cùng Chiết Biệt 2 người, căn bản không phải tiểu tử kia đối thủ sao? Thật sự là buồn cười. Thiếu soái luôn luôn đối bọn hắn Bát Lang vệ tín nhiệm có thêm, bất luận cái gì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cũng không có vấn đề gì. Có thể là vì sao đối mặt một cái Thiên Vũ mao đầu tiểu tử, lại đối bọn hắn thất tín tâm đâu? Trong lúc nhất thời, Cha Lạp Hãn trong lòng có chút phiền muộn, đảo mắt nhìn về phía một bên khác Chiết Biệt, đã thấy hắn cũng giống vậy đá lạnh gương mặt lạnh lùng, đoán chừng trong lòng cũng rất không phục đi. Tốt, hiện tại Thiên Vũ tình thế chúng ta đã rõ ràng, thì yên lặng chờ Hoàng đế triệu kiến đi. Hồ Liên Sai, tiếp tục ra đi tìm hiểu tin tức, có gì gió thổi cỏ lay, tùy thời hồi báo. Còn lại người, tán đi. Vâng, Thác Bạt Lưu Phong lại suy nghĩ một hồi. Liền phất phất tay, để mọi người lui ra. Hồ Liên Sai liền ôm quyền, khom người lĩnh mệnh. Thế nhưng là, làm tất cả mọi người lui ra khỏi phòng, mỗi người tản ra, Hồ Liên Sai cũng muốn lần nữa thần không biết quỷ không hay lặn ra cái này dịch trạm lúc. Một tiếng mềm mại quát nhẹ lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Hồ Liên Sai, ngươi chờ một chút. Bất giác khẽ giật mình, Hồ Liên Sai quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp Thác Bạt Liên Nhi mang theo Cha Lạp Hãn cùng Chiết Biệt 2 người tới đến, không khỏi lập tức ôm quyền khom người nói, tiểu thư, ngài tìm ta. Hồ Liên Sai, người ẩn độn công pháp, thiên hạ hiếm thấy, mang bọn ta đi ra ngoài một chuyến được chứ?
Liên Nhi trong mắt lóe tinh quang, một mặt hy vọng nhìn về phía hắn. Hồ Liên Sài khẽ giật mình, thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, lại là nhíu mày, nghi nói, tiểu thư, các ngươi đây là. Ha ha ha, thực không dám giấu giếm, lão đệ, chúng ta là muốn đi ra ngoài xử lý cái kia phách lối tiểu tử. Cha Lạp hắn quát to một tiếng, một mặt vẻ dữ tợn. Thế nhưng là nghe thấy lời ấy, Hồ Liên Sài lại là sắc mặt đại biến, cái gì, điều đó không có khả năng. Đừng nói truyền ngôn tiểu tử kia như thế nào dũng mãnh, các ngươi chưa hẳn có thể làm sao đến hắn. Vẻn vẹn là hắn tại toàn bộ đại cục bên trong, chiếm như thế nào trọng yếu địa vị, chúng ta thượng lại không biết. Như không xin chỉ thị quốc sư công tử bọn họ, thì tự tiện hành động, ảnh hưởng đại cục, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Nếu là như vậy lời nói, ta có thể vạn vạn không dám mang các ngươi ra ngoài. Nghe được lời này, ba người nghĩ một lát, khẽ gật đầu, tựa như là như thế cái lý nhi. Bất quá, Thác Bạt Liên Nhi con người đi loanh quanh, lại tiếp tục nói, vậy thì tốt, chúng ta không giết hắn, liền đi giáo huấn hắn một trận tốt. Hồ Liên Sài, vừa mới ngươi cũng nghe đến a, đại ca lần đầu đối với các ngươi Bát Lang vệ không có lòng tin. Nếu như các ngươi không chứng minh chính mình một phen, cái này chính là các ngươi, thậm chí là ta Khuyển Nhung dũng sĩ cả đời sỉ nhục. Thế nhưng là, muốn là tiểu tử kia đúng như truyền ngôn giống như thần dũng. Này, đừng thế nhưng là, truyền ngôn bình thường đều rất khuếch đại, thiên hạ cái nào có như thế không thể tưởng tượng cao thủ tồn tại. Thiên Huyền tam trọng, thì tùy tiện đón lấy hai đại thần chiếu đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, cái này còn là người sao? Không giống nhau. Hồ Liên Sài nói hết lời, Thác Bạt Liên Nhi đã là khoát khoát tay, cứng rắn đánh gãy, tiếp lấy vừa nhìn về phía cha Lạp Hãn nói, cha Lạp Hãn, ngươi thiên sinh thần lực, 20 tuổi trước đều tại rừng sâu núi thẳm sinh hoạt, lâu dài cùng linh thú làm bạn. Nếu là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Ngươi cảm thấy, thiên hạ hội có như thế chuyện ly kỳ phát sinh sao? Một mặt mỉm cười lắc lắc đầu, cha Lạp Hãn căn bản không tin, tiểu thư, không phải cha Lạp Hãn ta nói khoác. Luận lực lượng, lão tử đến bây giờ còn không có gặp phải một cái có thể chịu được nhất chiến đối thủ đâu. Nhưng dù vậy, ta cũng chỉ có thể tại vừa mới đột phá thần chiếu cảnh lúc, tùy tiện ngăn lại một tên thần chiếu đỉnh phong luyện thể tu giả, cản hai tên lời nói cố gắng hết sức. Cho nên vừa mới Hồ Liên Sài nói tiểu tử kia chuyện lạ, ta là vạn vạn không tin, đây quả thực nói mơ giữa ban ngày nha, đều đem hắn thần thoại. Đúng, tiểu tử kia ta gặp qua, tuy nói tiến bộ không nhỏ, nhưng căn bản không có khả năng có lợi hại như vậy. Chúng ta lần này đi, chính là vì vạch trần hắn thần thoại áo ngoài, biểu dương ta Khuyển Nhung dũng sĩ thần dũng. Thác Bạt Liên Nhi nhíu nhíu mày, một mặt kiêu ngạo mà nói, mà lại, lúc trước tiểu tử kia tại Thú Vương Sơn, thế nhưng là khi dễ qua ta, song thưởng ta đổ vật, các ngươi là biết. Chẳng lẽ các ngươi có thể không cho bản tiểu thư lấy lại danh dự sao? Chúng ta Khuyển Nhung người, là dễ dàng như vậy khi dễ sao? Nghe được lời này, Hồ Liên Sài trầm ngâm một chút, hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ Khuyển Nhung dũng sĩ, luôn luôn dũng mãnh, có thể không có lùi bước thời điểm, huống chi là vì tiểu thư xuất khí, kia liền càng không lời nào để nói. Kết quả là, Hồ Liên Sài trong mắt ngưng tụ, liền gật đầu đáp ứng tốt, tiểu thư, các ngươi tiến vào ta sống vật giới chỉ, ta mang các ngươi chạy ra ngoài. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Thác Bạt Liên Nhi cùng cha Lạp Hãn bọn họ liếc nhìn nhau, đều là một mặt vẻ hưng phấn. Đón lấy, hô một đạo bạch quang chợt hiện, Hồ Liên Sài vung tay lên, ba người liền toàn cũng không thấy. Sau đó, Hồ Liên Sài toàn thân một trận gợn sóng dập dờn nhúc nhích, dần dần dung nhập dưới thân mặt đất bên trong, như là sóng nước, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Một phương diện khác, Lạc Gia Xương Bình Vương phủ trong hậu hoa viên. Trác Phàm tại một phương trong lương đình chậm chậm uống trà xanh, trước mặt trên bàn đá để đó 4-5 cục đá nhỏ, phân bố sắp xếp. Trác Phàm cứ như vậy chăm chú nhìn bọn họ, trong mắt tinh quang phun trào. Trác quản gia, người đang suy nghĩ gì? Lúc này, một tiếng êm tai ôn nhu truyền lọt vào trong tai, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua, lại chính gặp Vân Sương chẳng biết lúc nào đi tới. Nhìn lấy trên bàn đá cục đá, phía trên tựa hồ còn có khắc chữ. Vân Sương chầm chầm một hồi, không sai gật đầu, thì ra là thế, Trác quản gia đang suy nghĩ bây giờ tử cục a. Đúng vậy a, hiện tại 4 đại thế lực, lại thêm Khuyển Nhung, xem như làm thành một vòng, lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau.
bật cười lớn, Trác Phàm rõ ràng uống một chén, đem một cục đá cầm trong tay áng chừng, thế nhưng là cái này bàn tử cục, người nào cũng không muốn tiếp tục đi xuống, dù sao cũng phải tìm làm càn làm bậy làm bạo phong nhãn, đánh vỡ nó. Có thể là trở thành bạo phong nhãn một phương, nhất định bị hắn thế lực xé nát, người nói, người nào nên đi làm. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Vân Sương thật sâu liếc hắn một cái, lại là mặt lộ vẻ mờ mịt, lắc lắc đầu. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm thở dài, vốn là ta là không có nghĩ như vậy qua, nhưng là Sương Nhi, theo ngươi thiên tượng đến xem, tựa hồ cái này mấy cái mới mỗi người tâm hoài quỷ thai thế lực, duy nhất chung nhận thức cũng là muốn cho ta làm cái này bạo phong nhãn a. Này đã là thiên mệnh, cũng là người nguyện, đoán chừng rất khó sửa đổi. Trong lòng không khỏi siết chặt, Vân Sương mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Trác Phàm ánh mắt, lại tràn đầy vẻ lo lắng. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm lại là chậm rãi khoát khoát tay, cười to lên, yên tâm đi, nếu biết thiên mệnh sở hướng, ta thì có nghịch thiên chi đồ. Bọn họ muốn cho ta trở thành chúng mũi tên chi, tốt, vậy lão tử coi như cái thứ hai cổ tam thông đi. Chỉ là lần này, ta cái này cổ tam thông có thể sẽ không dễ dàng bại, hắc hắc hắc. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm lộ ra một đạo tà dị tiếu dung. Vân Sương gặp, không khỏi thở dài ra một hơi, tuy nhiên nàng không quen nhìn hắn tà ác, nhưng gặp Trác Phàm giống như có lẽ đã tính trước, cũng yên lòng. Đúng lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, Vĩnh Ninh công chúa lần nữa hóa thành một bộ thư sinh bộ dáng, một đường chạy chậm đi vào trước mặt bọn hắn. Sương Nhi, Trác Phàm, vì ăn mừng phụ hoàng trăm tuổi thọ thần, tối nay đế đô làm hoa đăng hội, cùng đi chứ. Ngươi tại sao lại trộm chạy ra đến? Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi, không hứng thú. Vĩnh Ninh sắc mặt một khổ, nhìn về phía Vân Sương, thân là hảo tỉ muội, nàng lại chỗ nào không biết Vĩnh Ninh tâm tư, liền nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, bây giờ đế đô tình thế hỗn tạp, hai chúng ta tên nữ tử xuất hành, chỉ sợ. Tốt tốt tốt, ngươi là ta trọng điểm bảo hộ đối tượng, ta một tấc cũng không rời. Tùy ý khoát khoát tay, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được lời này, hai nữ lẫn nhau nhìn xem, lại đều là trộm cười ra tiếng. Ban đêm hoa đăng hội dòng người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Đuổi kịp thánh thượng đại thọ, thiên hạ cùng chúc mừng, trên đường cây đèn cũng là lộng lẫy, khiến người ta đáp ứng không xuể. Rất nhiều ngày bình thường mong nhớ ngày đêm tiểu tình nhân, giá trị này lương thần cảnh đẹp, tất nhiên là nắm đúng thời cơ, khi đi hai người khi về một đôi, được không ấm áp thoải mái. Chỉ là, trong biển người, lại là có một kỳ dị tràng cảnh, để tại chỗ tất cả mọi người âm thầm tán dương. Một tên nam tử tóc trắng, bên người vậy mà tụ tập ba tên thiên tư quốc sắc mỹ nữ, khiến người ta nhìn thấy, liền ngăn không được từ đáy lòng sinh ra chánh thức khâm phục tới. Vị nhân huynh này thật sự là phong lưu trong trận tiên phong a, chúng ta tại cái này hoa đăng hội phía trên nhiều lắm là chỉ hẹn một cái, người nhà một ước ước ba, mà lại ba vị này cực phẩm mỹ nữ cũng đều không ý kiến, thật sự là bội phục bội phục. Cảm thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng, mọi người cái kia ánh mắt kỳ dị, Trác Phàm bất giác ra mặt co lại, nhìn lên trước mặt ba nữ, thở dài. Vốn là Vĩnh Ninh công chúa là đến hẹn hắn cùng Vân Sương đến ngắm đèn. Kết quả bị Lạc Vân Thường nghe nói, cũng không phải muốn đi theo đến, còn không cho người khác cùng, e sợ cho bọn họ làm bóng đèn. Thế nhưng là, xin nhờ đại tỷ, ba nữ nhân tập hợp một chỗ, cái kia không phải bóng đèn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm chỉ nghe bên tai tràn ngập ba nữ líu díu tiếng cười vui, lại là một trận bất đắc dĩ, cùng nhau đi tới chỉ có không ngớt lời thở dài. Ô, đột nhiên, tiếng xé gió vang. Một đạo bén nhọn mà ngột ngạt thanh âm đột nhiên vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, đồng thời, một cỗ thiên địa uy áp bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng hướng bọn họ nơi này đè xuống, mục tiêu rõ ràng cũng là hắn Trác Phàm bản thân. Cẩn thận, mau tránh ra. Song đồng bất giác ngưng tụ, Trác Phàm trực tiếp vung lên trường, liền đánh về phía Vân Sương bọn họ phương hướng. Ba người còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì, liền hô một tiếng. Đã là bị Trác Phàm trưởng phong đập bay ra ngoài 100 mét có hơn, rơi trên mặt đất. Vĩnh Ninh công chúa rơi mặt mày xám xịt, bất giác khí tức trì trệ, trong lòng giận dữ. Ngược lại vỗ khắp nơi, nhảy bật lên, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, quát ầm lên, Trác Phàm,
ngươi muốn làm gì? Nàng hiện tại là chân khí A, vốn là mời tiểu tử này đi ra, là muốn rút ngắn một chút quan hệ, kết quả tiểu tử này vô duyên vô cớ liền đem nàng cho đánh bay, thực sự buồn cười. Đừng nói nàng là cái công chúa, liền xem như cái bằng hữu bình thường, ngươi cũng không thể vô lễ như thế đi. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Trác Phàm trên đỉnh đầu lúc, lại là đột nhiên tròng mắt co rụt lại, cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc không nói ra một chữ tới. Còn lại hai nữ quay người nhìn qua, cũng là trong nháy mắt sắc mặt dọa đến trắng bệch, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chỉ thấy giờ này khắc này, một cái đường kính 10 mét đồng chùy, giống như một viên sao băng giống như hướng Trác Phàm bỗng nhiên nện xuống, mà tại cái kia đồng chùy đằng sau, Cha Lạp Hãn huyết tinh trong hai con ngươi đều là vẻ dữ tợn. Tựa hồ một chùy này, muốn đem Trác Phàm triệt để nện thành thịt nát giống như. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, truyền thuyết ngươi không phải thần lực vô địch à, vậy liền đi thử một chút bản đại gia một chùy này đi. Cha Lạp Hãn ở trong lòng cuồng hống, hưng phấn không thôi, những cái kia ngắm đèn mọi người, lại sớm đã trong lòng hoảng hốt, bắp chân đánh lấy run rẩy, cũng muốn sử xuất bú sữa khí lực chạy trốn. Đồng thời trong lòng kinh nghi không chừng, nha nha phi, cái này chỗ nào đến sao băng a, còn hết lần này tới lần khác nện đến nơi đây, thật sự là thưởng cái đèn đều không an lòng a. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, lại là cũng không hoảng hốt, một cái kỳ lân tí hơi hơi vẫy vẫy, phía trên đã là có hồng mang nở rộ. Đụng, một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm nhất thời bị cái kia cự nện hung hăng nện xuống dưới đất. Toàn bộ đường đi tại cái kia to lớn dư âm phía dưới, nhất thời bị quét thành đất bằng, những cái kia hoa đăng tự nhiên cũng tất cả đều biến thành phấn vụn, tiêu tán vô tung. Vân Sương, Vĩnh Ninh ba người, tại cái kia dư âm cuồn cuộn dưới, cũng là khí tức trì trệ, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Chờ đứng dậy, nhìn về phía tiến đến, lại chỉ thấy phía trước đã xuất hiện một phương đường kính mấy chục mét hố lớn. Một cái hoàng kim búa lớn ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, Trác Phàm tựa hồ đã bị nó đặt ở dưới đáy. Trác Phàm, ba nữ giật mình, cùng nhau kêu lên, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tiếng vọng phát ra. Cha Lạp Hãn ngạo nghễ lăng không, giơ truy bính, nhếch miệng cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử này cũng không có truyền ngôn mạnh như vậy a, chỉ là một truy, liền đã bị lão tử nện thành thịt nát. Sớm biết như thế, lão tử dùng ba phần lực liền tốt. Cha Lạp Hãn. Lúc này, một bóng người xinh đẹp lóe qua, đi vào cái kia cự nện phía trên, lại chính là Thác Bạt Liên Nhi, nhìn phía dưới thảm cảnh, bất giác khẩn trương, người gặp rắc rối, không phải đã nói chỉ là giáo huấn hắn sao, làm sao đem hắn đánh chết, còn cái xác không hồn. Chúng ta trở về, như thế nào cùng đại ca bọn họ bàn giao? Thờ ơ nhún nhún vai, Cha Lạp Hãn từ chối cho ý kiến cười cười. Ai bảo tiểu tử này yếu như vậy, còn ở bên ngoài thổi ra vô sỉ như vậy như bức, cái gì một chiêu ngăn lại hai đại thần chiếu đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, thuần túy đánh giám. Lão tử nếu sớm biết rõ hắn như thế vô năng, cũng là một phổ thông thiên huyền cảnh tu giả, lão tử ra 1% lực liền có thể, vì sao lại có sau đó quả? Hừ, đây đều là hắn tự tìm. Ai, mặc kệ hắn có phải hay không tự tìm, chung quy là chúng ta động thủ. Cái này phiền phức lớn, kế hoạch chúng ta. Thác Bạt Liên Nhi vỗ trán một cái, khẩn trương lên tiếng. Thế nhưng là còn không đợi nàng tiếp tục nói đi xuống, một đạo nhẹ kêu lại là đột nhiên truyền vào hai người trong tai, các ngươi kế hoạch gì? Bất giác sợ hãi cả kinh, hai người vội vã hướng phía dưới nhìn qua, lại chỉ thấy cái kia búa lớn run nhẹ nhẹ một chút về sau, liền theo từng trận tiếng vang trầm trầm, chậm rãi thăng lên đến. Tiểu thư, cỗ lực lượng này. Trong mắt lần đầu lóe qua vẻ kinh ngạc, Cha Lạp Hãn bất khả tư nghị nhìn lấy cánh tay mình chậm rãi hướng lên nâng lên, cho dù hắn dùng hết lực khí toàn thân, y nguyên không cản được cỗ này tình thế. Phía dưới tựa hồ có một cỗ cường lực, tại đem cái này mai cự nện, hướng lên nhô lên. Mà lấy hắn lực lượng, hoàn toàn không cách nào đè xuống. Cái này sao có thể, trong thiên hạ lại có thể có người có như thế thần lực. Cha Lạp Hãn song đồng bất giác bỗng nhiên co lại về sau, chăm chú hướng phía dưới nhìn qua, lại chỉ thấy Trác Phàm đã là dễ dàng một cánh tay, đem cái kia búa lớn vững vàng chống lên. Tựa như một vị cự nhân, chống lên cả phiến thiên địa một dạng.
Bộ kia mây trôi nước chảy sắc mặt, càng là giống như tại làm một kiện dễ như trở bàn tay sự tình đồng dạng, không có chút nào miễn cưỡng chi sắc. Trác Phàm, Vĩnh Ninh ba nữ không khỏi vui vẻ, kêu lên sợ hãi. Thác Bạt Liên Nhi lại là mặt hiện hoảng sợ, chỉ Trác Phàm run run rẩy rẩy nói, hắn. Hắn còn chưa có chết, mà lại liền thương tổn đều không thụ một chút. Cha Lạp Hãn, nhanh tăng thêm sức, đem hắn đè xuống a. Tiểu thư, ta ngay tại tăng lực, hung hăng khẽ cắn môi, Cha Lạp Hãn một trường giữ tợn khuôn mặt, lúc này đã trướng thành màu gan heo, nhưng là vô luận hắn như thế nào sử dụng lực, nhưng như cũng không thể lại động đậy cái này búa lớn mảy may. Thấy tình cảnh này, Thác Bạt Liên Nhi bất giác hoảng sợ thất sắc, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, tràn đầy không thể tin ánh mắt. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, người này thần lực vậy mà thật siêu việt ta Khuyển Nhung đệ nhất lực sĩ, Cha Lạp Hãn nhiều như thế. Vốn là, nàng cho là nàng phụ soái dưới trướng ác lang vệ Cha Lạp Hãn, đã đầy đủ thần lực vô địch, đầy đủ biến thái. Nhưng là hôm nay cùng Trác Phàm so sánh, lại giống như hài đồng gặp phải hung mãnh bạo long giống như, căn bản cũng không tại một cái cấp độ A. Dương mắt khẽ liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm hí ngược cười một tiếng, thì thào lên tiếng, xem ra chúng ta nói như vậy rất không tiện, vậy con này búa lớn, không muốn đi. Trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trang nhã, Trác Phàm cánh tay đột nhiên bóp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng vỡ vụn tiếng nổ vang âm truyền vào tại chỗ tất cả mọi người lỗ tai, đồng thời cái kia búa lớn phía trên, cũng là cấp tốc tràn ngập ra như là mạng nhện đồng dạng vết nứt. Đón lấy, Trác Phàm lại một sử dụng lực, tại một tiếng ầm ầm trong tiếng nổ, cái kia cự nện đúng là trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hóa thành từng mảnh mảnh vụn rớt xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là Thác Bạt Liên Nhi chờ Khuyển Nhung người, càng là cả kinh hai con ngươi đều nhanh rơi xuống. Cái này tử kim phá thiên nện thế nhưng là ngũ phẩm linh binh a, gia hỏa này thế mà dùng thân thể máu thịt, trực tiếp cho bóp nát. Cái này còn là người sao? Cha Lạp Hãn càng là nhìn đến vẻ mặt hốt hoảng, như thế thần lực, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt, càng là chấn động đến tột đỉnh. Trước kia hắn cho là hắn là thiên hạ đệ nhất lực sĩ, hiện tại hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà ở một bên trong bóng tối quan sát đánh giá Chiết Biệt cùng Hô Liên Sài, lúc này cũng là sợ đến trắng bệch cả mặt. Trác Phàm thực lực chân chính, so với truyền ngôn đến còn kinh khủng hơn gấp trăm lần không ngừng a. Đáng chết truyền thuyết, thật sự là hại người rất nặng, cái quái vật này nào có yếu như vậy. Hô Liên Sài nhìn đến sắp khóc đi ra, hắn lần này tình báo lại xảy ra sự cố. Trác Phàm chậm rãi trôi hướng một mặt kinh hoàng Thác Bạt Liên Nhi chỗ đó, khóe môi nhếch lên một vệt tà dị tiếu dung, người vừa mới nói kế hoạch gì, có thể kỹ càng một chút sao? Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Thác Bạt Liên Nhi đã là câm như hến, không phát ra được một câu tiếng vang. Cha Lạp Hãn cũng là một trán mồ hôi lạnh, nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, chỉ có e ngại. Bất quá, hắn dù nói thế nào cũng là Khuyển Nhung bát lang vệ một trong, tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua đầu hàng. Riêng là gặp tiểu thư nhà mình bị uy hiếp, càng thêm muốn ủng hộ thân thể bảo hộ. Kết quả là, thừa dịp Trác Phàm chú ý lực đều tại Liên Nhi trên thân, hắn lại bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, lại lấy ra một kiện cùng vừa rồi giống như đúc búa lớn đến, xoay tròn hung hăng hướng Trác Phàm chán đập tới. Thế nhưng là, Trác Phàm lại căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là hơi vung tay, đụng một tiếng, cái kia búa lớn cũng trong nháy mắt bị Trác Phàm tạc thành nát nhừ, hóa thành vỡ nát rơi xuống mặt đất. Mà cánh tay hắn răng rắc một tiếng, đúng là bị lực phản chấn trong nháy mắt chấn xếp. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Cha Lạp Hãn quả thực không thể tin được đây là thật, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm hoảng sợ. Tùy tiện một chiêu, liền đem hắn Khuyển Nhung đệ nhất lực sĩ cường lực khuỷu tay cho chấn xếp. Cái này nha có còn hay không là người a, làm sao so linh thú còn khủng bố. Hô một tiếng, một cái cánh tay vô lực tiêu nghỉu xuống, Cha Lạp Hãn đầu đầy mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt đã là một mảnh giật mình lo lắng, tựa hồ khó có thể lý giải được đồng dạng, chỉ là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trác Phàm, thật lâu không phát ra được một đạo tiếng vang. Chỉ có trong mắt cái kia thật sâu hoảng sợ, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, trong lòng của hắn phần kia rung động. Thật sâu nhìn một bên Cha Lạp Hãn liếc một chút,
Thác Bạt Liên Nhi đã hoàn toàn nhìn ra hắn lúc này trạng thái, lại nhìn về phía cái kia một mặt tà dị Trác Phàm, cái này tiểu cô nương sớm đã dọa đến nhanh khóc lên. Nàng hiện tại là thật hối hận, vì sao êm đẹp chọc tới như thế cái quái vật. Mà tại cách đó không xa, Triết Biệt đã dương cung lắp tên, đem mũi tên hung hăng nhắm ngay Trác Phàm trán, trên đầu một mảnh mồ hôi lạnh. Đối phó khó giải quyết như thế nhân vật, hắn cái này xạ thiên lang cũng là lần đầu tiên làm a. Hiu hiu hiu. Từng đạo kim sắc quang ảnh, vạch phá không trung, nối đuôi nhau giống như hướng Trác Phàm phóng đi. Tập trung nhìn vào, đã thấy kim quang kia không phải khác, đúng là từng nhánh kim sắc quang tiễn. Xông phá vân không, mãnh liệt đánh tới, đủ có mấy trăm chi chúng. Thật khó có thể tưởng tượng, một người có thể trong nháy mắt bắn ra nhiều như vậy mũi tên, mà lại những thứ này lưỡi mũi tên không phải phổ thông cung tiễn, mà là chân chính ngũ phẩm linh binh. Mỗi một mũi tên đầu, đều thẳng chỉ Trác Phàm muốn hại vị trí. Thậm chí những cái kia quang tiễn còn chưa tới người, Trác Phàm liền đã cảm thấy một cỗ sắp bị vạn tiễn xuyên tâm nhói nhói cảm giác. Đây chính là bát lang vệ, xạ thiên lang tuyệt kỹ, mũi tên phá 9 ngày. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo ít có kinh dị, chậm rãi gật đầu, không tệ, không hổ là đã từng thương tổn qua độc cô chiến thiên thần xạ thủ, thật có chút năng lực. Thác Bạt Liên Nhi vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Trác Phàm, mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp thỏm nói, ngươi. Ngươi biết Triết Biệt. Nghe thiếu chủ nhà ta đề cập qua, hắn cũng là nghe hắn làm ca ca, Thiên Vũ Tứ Hổ nói. Không khỏi thản nhiên cười, Trác Phàm thản nhiên nói, Liên Nhi cô nương, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi ưa thích tìm hiểu tình báo, chúng ta thực cũng rất bát quái. Cho nên vị nhân huynh này tuyệt kỹ, ta cũng sớm có nghe nói. Nói. Trác Phàm chậm rãi nâng lên cánh tay phải, phóng tới những cái kia mũi tên bay tới phương hướng, hồng mang nở rộ, khóe miệng xẹt qua một đạo tự tin đường cong, coi như hắn cung tiễn mạnh hơn, cũng đánh không lại ta cái này thần tí. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Thác Bạt Liên Nhi đã biết, hắn đối bọn hắn hết thảy, sớm đã không sai tại ngực, cho nên muốn ra bất ngờ thương tổn hắn, đem về càng thêm khó khăn, bất quá, rất đáng tiếc, Triết Biệt là một ngoại lệ. Hừ. Số tiểu tử, ngươi chắc là nghe qua chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn đi. Ngươi nghe nói những cái kia liên quan tới chúng ta hết thảy tin tức, sớm đã là đi qua sự tình. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thác Bạt Liên Nhi bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, một tay nắm lấy cha lạp hãn, liền bỗng nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui bay đi. Trác Phàm sững sờ, nhìn về phía đã xa xa cùng hắn kéo dài khoảng cách Thác Bạt Liên Nhi, bất giác có chút mê mang. Có thể đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia như sóng biển giống như đồng loạt nhào về phía Trác Phàm quang tiễn, lại là bỗng dưng tản ra, hướng 4 phương 8 hướng bay đi, trở lượn quanh một vòng về sau, mới lại lần nữa hướng Trác Phàm mãnh liệt bay tới, nơi nhằm vào vẫn như cũ là Trác Phàm mỗi cái muốn hại. Chỉ là có một chút khác biệt, cái kia chính là giờ này khắc này Trác Phàm, đã bị những thứ này quang tiễn toàn phương vị vây quanh. Không còn có xê dịch trốn tránh, hoặc là đón đỡ chỗ trống. Nói cách khác, Trác Phàm trên thân nếu có cái gì nhất kích hẳn phải chết nhược điểm lời nói, cũng không có cách nào lại che giấu. Mà cái kia đối thú quyền, cũng không có khả năng đem hắn trên thân mỗi cái góc chết đều bảo vệ tốt. Đây mới thực là, dồn vào tử địa. Ha ha ha, không nghĩ tới a, số tiểu tử, đây là Triết Biệt mới luyện tuyệt kỹ, vạn tiễn quy tông. Từ sau khi luyện thành, còn không có ở trước mặt người ngoài dùng qua, nhìn ngươi làm sao cản. Thác Bạt Liên Nhi ngăn cách xa cự ly xa, hướng Trác Phàm làm cái mặt quỷ, một mặt cao hứng bừng bừng bộ dáng. Vĩnh Ninh ba nữ gặp này, thì là một mặt khẩn trương. Triết Biệt sang nghiêng nhìn đây hết thảy, khóe miệng lộ ra hưng phấn đường cong. Cái này vạn tiễn quy tông uy lực, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, mỗi một mũi tên lưỡi đao đều là hắn sử dụng ngũ phẩm linh binh, toàn lực nhất kích uy lực. Bây giờ 100 mũi tên cùng bay, hoàn toàn phong tỏa tiểu tử này hết thảy đường đi. Hắn muốn né tránh hoặc là toàn bộ ngăn lại, đều là tuyệt đối không thể nào. Cứ như vậy, Trác Phàm coi như không chết, cũng muốn bị thương nặng. Đây chính là bách phát bách trúng, không ai sống sót một tiễn. Vừa nghĩ đến đây, Triết Biệt liền ngăn không được kích động lên. Hắn một chiêu này luyện thành về sau, còn không có đối với người xử qua. Bây giờ cầm Trác Phàm dạng này tuyệt thế cao thủ thử một lần uy năng, thật
thật sự là không có gì thích hợp bằng sự tình. Bất quá Trác Phàm đối với cái này, lại là không có nhiều như vậy hứng thú, thở dài một tiếng, liền đem cánh tay phải tiêu nghỉu xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, ta nghe bọn hắn nói mũi tên phá 9 ngày chiêu này uy lực kinh người, còn muốn thử xem lực đạo như thế nào, có thể hay không dung chuyển ta cái này thần tí. Không nghĩ tới lại là cái này cái gì vơ vét cái tử vạn tiễn quy tông, không có tí sức lực nào, thật chán. Phốc, nơi xa thầm nằm lấy chiết biệt, kém chút không có một miệng lão huyết cho phun ra ngoài. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn vất vả tu luyện tuyệt kỹ, vậy mà liền được đến Trác Phàm như thế khinh thường đánh giá, tâm lý bất giác thầm hừ một tiếng. Hừ, không biết hàng đồ vật, một hồi có người khóc thời điểm. Thác Bạt Liên Nhi cũng là có chút không cam lòng, hiên ngang đầu, một mặt cười lạnh nói, hừ, đổ xính miệng lưỡi mà thôi. Coi như người thần lực kinh người, cũng tuyệt đối ngăn không được cái này bốn phương tám hướng tập kích, ngươi là hết biện pháp đi. Lúc này, những cái kia quang tiễn đã lập tức sắp bắn tới hắn trên thân, Trác Phàm lại là không chút phật lòng, sờ mũi một cái, thản nhiên nói, chúng ta tới đó đánh cược a, những thứ này mũi tên nếu có thể bắn chúng ta một chi, trên cổ đầu người dâng lên. Nếu không mà nói, còn mời cô nương thành thật khai báo, các ngươi có kế hoạch gì? Tốt! Thác Bạt Liên Nhi không trải qua đại não, lúc này gật đầu hẳn là, cha Lạp Hãn gặp lại là khẩn trương, kêu lên, tiểu thư. Thế nhưng là, Liên Nhi lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm khoát khoát tay, để hắn yên tâm. Hiện tại những cái kia quang tiễn đã tới gần Trác Phàm quanh người một mét phạm vi, lớn như thế diện tích mũi tên xả kích dưới, coi như bắn không chết hắn, cũng không có khả năng một cái đều bắn không đến đi. Cho nên, Thác Bạt Liên Nhi tự cho là đã đứng ở thế bất bại. Cha Lạp Hãn nhìn xem, cũng hơi hơi gật gật đầu, hơi yên lòng một chút, trong lòng cười thầm. Coi như tiểu tử này thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng một mũi tên đều bắn không trúng hắn a, đó mới gặp quỷ. Tiểu thư cái này ván cược, vốn là chắc thắng a. Thế nhưng là sau một khắc, hai người bọn họ mới thình lình phát hiện, mẹ hắn, còn thật gặp quỷ a. Trác Phàm song đồng ngưng tụ, một đạo nguyên thần ba động truyền ra, đã là dò xét ra ngàn mét bên ngoài một cây đại thụ đằng sau, có một người cất giấu. Hẳn là bắn ra cái này mấy trăm mũi tên chiết biệt. Mà chiết biệt cũng cảm nhận được cỗ ba động này truyền đến, biết Trác Phàm đã thăm dò tha phương vị, nhưng lại không chút phật lòng. Trác Phàm lập tức liền muốn bị hắn 100 mũi tên xuyên tim, chính mình còn nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thể đối với hắn thế nào. Thế nhưng là sau một khắc, thật không thể tin sự tình phát sinh. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Trác Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, như một vị không ai bì nổi đế vương giống như, tại những cái kia quang tiễn đã đi vào trước ngực hắn lúc, ba một tiếng, đánh cái búng tay, ra lệnh, đi. Bạch, mấy trăm quang tiễn, đồng loạt biến mất ở trước mắt, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào ngoài ngàn mét cây đại thụ kia về sau, chiết biệt ẩn thân vị trí. Cái này làm cái quỷ gì? Nhìn đến những cái kia chính mình bắn đi ra quang tiễn, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, bốn phương tám hướng toàn diện vây quanh, chiết biệt lúc này dọa đến hồn phi phách tán, mắng to lên tiếng. Ngay sau đó, rầm 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 từng tiếng liên tiếp bạo hưởng, tất cả quang tiễn tất cả đều mời đến hắn trên thân. Tia sáng chói mắt không ngừng lấp lóe với trời ranh giới, nhưng theo tới mà đến lại là từng tiếng thê thảm kêu to. Đoán chừng cái kia thần tiễn thủ chính mình cũng không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Làm sao hắn mũi tên thì tất cả đều bắn tới hắn trên thân. Hắn lần thứ nhất sử xuất tuyệt học, đối tượng thí nghiệm thế mà là chính hắn. Bịch một tiếng, một cái tối như mực đồ vật theo đại thụ kia phía trên rơi xuống, toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài dâng trào. Thế nhưng là hắn lại không quan tâm nhiều như vậy, chỉ là trong miệng một mực tại thì thào nói mớ, trong mắt cũng tận là một mảnh vẻ không hiểu. Khả năng ở một bên chửi mẹ. Một bên bi thương đi. Trác Phàm xa xa nhìn về phía cái hướng kia, phải đồng tử bên trong một đạo vòng vàng dần dần biến mất, bất giác cười khẽ một tiếng nói, ha ha ha. Thật không hổ là xạ thiên lang a, thật sự là bách phát bách trúng, cái này mấy trăm mũi tên, lại không có một tiễn thất bại, bội phục bội phục. Thác Bạt Liên Nhi cùng cha Lạp Hãn hai người kinh ngạc nhìn Trác Phàm, dĩ nhiên đã triệt để đần độn. Tâm lý càng là 10.000 đầu thảo nê mã tại thỏa thích phi nước đại. Vừa mới,
đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này làm cái gì a? Quá nghịch thiên đi. Giờ này khắc này, hai người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã không thể dùng đơn giản kiêng kỵ để hình dung, mà chính là triệt triệt để kinh khủng. Cái này nha đến tột cùng thần thánh phương nào, một câu liền để tất cả bắn ra mũi tên toàn diện cải biến phương hướng, bắn hồi nguyên chủ nhân chỗ đó, cái này mẹ hắn gọi chuyện gì xảy ra. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một bộ quỷ dị đường cong, lần nữa nhìn về phía Thác Bạt Liên Nhi nói, Liên Nhi cô nương, trận này đánh cược có vẻ như ta thắng, nhận thua cuộc đi. Ưng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, hai người liếc nhìn nhau, lại cùng nhau lui về phía sau hai bước, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt giống như đang nhìn một đầu, không biết cái kia không gian chạy ra đến quái vật đồng dạng. Trác Phàm chẳng những thần lực vô địch, còn có một thân kỳ quỷ dị thuật, đây là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc biết, lúc trước ra Cát Trường Phong cảnh cáo, là cỡ nào chính xác. Người ta một đường giao phay mang tia lửa ném lăn bảy nhà, sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý a. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, như thế cái quái vật, con mẹ nó ai có thể chọc được a? Hiện tại, bọn họ đúng là phát hiện, đế vương môn lại dám cùng cái quái vật này đấu đến bây giờ, cũng thật sự là có đủ dũng khí. Liên Nhi cô nương, ta Trác Phàm bình sinh ghét nhất hai loại người. Một loại là không biết tự lượng sức mình. Một loại là không tuân thủ hứa hẹn, hôm nay các ngươi đã phạm một kỵ, ta không hy vọng các ngươi tái phạm một cái khác kỵ, nếu không ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm sắc mặt cuối cùng lạnh xuống tới. Khí tức bất giác trì trệ, Thác Bạt Liên Nhi trong lòng khí khổ, ban đầu ở Thú Vương Sơn, Trác Phàm thế nhưng là độc chiếm nàng phát hiện hóa hình nhũ cùng một đám thiên tài địa bảo, thả nàng bồ câu. Hiện tại thế mà tốt ý tứ như thế vênh váo tự đắc nói nàng không tuân thủ hứa hẹn, thật sự là vô sỉ cùng cực. Cha Lạp Hãn thì càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nghĩ hắn Khuyển Nhung đệ nhất lực sĩ, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Bây giờ lại bị một cái thiên huyền cảnh tiểu quỷ răn dậy, còn huấn hắn không biết tự lượng sức mình, cái này có thể để hắn đường đường ác lang vệ. Một khỏa kiêu ngạo tâm rốt cuộc nhảy lên không đứng dậy. Thế nhưng là không có cách nào, cái thế giới này thực lực phi tôn, người ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nói ngươi vô sỉ thì vô sỉ, nói ngươi không tín thì không tín, ngươi có thể như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy a. Không phải vậy lời nói, ngươi làm sao phản bác, ngươi quyền đầu có người ta cứng rắn sao? Đối với vương đạo giáo hóa thiên vũ, Khuyển Nhung ngược lại càng tôn trọng cường giả vi tôn. Đối mặt Trác Phàm dạng này cao thủ, hai người đều là không có một câu có thể nói. Tối thiểu đồng dạng con ông cháu cha, lúc này liền nên bắt đầu tìm chỗ dựa, cái gì cha ta là Lý Cương loại hình. Bất quá, Khuyển Nhung người lại kinh thường làm như thế, thua thì thua, mặc cho người thắng xử lý. Thậm chí, bọn họ rõ ràng có sứ đoàn đại biểu thân phận, cũng không có kêu gào. Ngươi giết ta đi, Thác Bạt Liên Nhi cổ ngửa mặt lên. Mười phần quật cường nói. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, trong tay phát ra rõ ràng xương bạo âm thanh, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thì coi như các ngươi là Khuyển Nhung sứ đoàn, dám ở đường phố hành hung, hành thích lão tử cái này thiên vũ đệ nhất đại quản gia, lão tử cũng có quyền lực ngay tại chỗ chế tài các ngươi. Nói, Trác Phàm trên nắm tay đã là hồng quang phun trào, sát ý ngút trời xông thẳng lên trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.